Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Một lúc lâu Triệu Quốc Đống mới nói. La Duệ có thể đi nhưng y phải nhớ y làm phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố chứ không phải thư ký riêng của ai, không cần biết Chu Hoành Vĩ hay là Vương Hoành Vĩ, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhằm vào việc không phải người, nắm chắc điểm này là được. Em có thể nói với La Duệ như vậy. Quyển 16, chương 44. Bữa tiệc chào mừng tổ chức ở Ninh Uyển. Sáng nay hội nghị thường ủy đại hội đại biểu nhân dân thị xã Ninh Lăng đã chính thức tuyển cử Văn Ngạn Hoa và Trình Thụ Hòa làm phó thị trưởng Ninh Lăng. Hơn nữa còn thêm đồng bội Ân Từ Hồng Sơn tới kiêm chức phó thị trưởng khiến số phó thị trưởng của Ninh Lăng thoáng cái từ 5 tăng lên 8. Với cách nói của Trung Dược Quân thì hội nghị thường trực ủy ban bây giờ chỉ kém hội nghị thường ủy một chút mà thôi. Trình Thụ Hòa thông qua Tề Hoa giới thiệu nên đã cùng đánh gôn với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống mặc dù không thích môn này nhưng không ngờ kỹ thuật của Tề Hoa và Tôn Đại Tài cũng không kém khiến cho hắn không muốn đánh vì sợ mất mặt. Lần đầu gặp, Triệu Quốc Đống có ấn tượng khá tốt với Trình Thụ Hòa. Ít nhất người này mặc dù qua cửa của Miêu Trấn Trung nhưng lại có thể nhờ Tề Hoa ra mặt yêu cầu nói rõ đối phương khá hiểu rõ quan hệ trên tỉnh. Văn Ngạn Hoa cũng có người ra mặt giới thiệu, làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ là người mời khách lại là Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc kiêm Chủ tịch Liên đoàn Lao động An Đô, Lô Vệ Hồng. Lúc đầu hắn có chút bất ngờ nhưng sau đó ngay cả Diêu Văn Chí từ Nam Việt cũng gọi về nhờ hắn giúp đỡ Văn Ngạn Hoa nhiều hơn. Hắn mới mơ hồ biết Lô Vệ Hồng, Văn Ngạn Hoa là người Diêu hệ. Diêu Văn Chí mặc dù đã đi nhưng vẫn còn ảnh hưởng nhất định ở An Đô. Đương nhiên sức ảnh hưởng này đã giảm nhiều. Chẳng qua hai người Lô Vệ Hồng và Văn Ngạn Hoa vẫn còn duy trì liên lạc mật thiết với Diêu Văn Chí. Tham gia buổi tiệc chào mừng này có toàn bộ lãnh đạo thị xã có mặt ở nhà. Ngoài Mã Nguyên Sinh dẫn đoàn sang Chiết Giang tham gia hội nghị cảnh sát cùng với Mao Bình dẫn đoàn sang Singapore ra thì mọi người đều có mặt đông đủ. Trung Dược Quân và Triệu Quốc Đống cũng đã có trao đổi qua về việc phân công công việc bên ủy ban. Phân công công việc của Mạnh Nguyên cùng Trúc Văn Khôi không thay đổi. Chỉ có Cố Vĩnh Bân cùng Phù Quyên là đổi một chút. Văn Ngạn Hoa sẽ phụ trách mảng thu hút đầu tư, tin tức, tài chính, phục vụ, văn hóa, thông tin, du lịch. Đây vốn là một phần trong phạm vi quản lý của Cố Vĩnh Bân cùng Phù Quyên, bây giờ điều sang cho Văn Ngạn Hoa quản lý. Mà Trình Thụ Hòa sẽ hỗ trợ Thường vụ Thị ủy. Phó thị trưởng Lý Đại Phú về mảng công nghiệp, an toàn, khoa học kỹ thuật cùng bảo vệ môi trường. Ai cũng biết đến cuối năm Lý Đại Phú sang bên Đại hội đại biểu nhân dân và sẽ do Trình Thụ Hòa phụ trách mảng công nghiệp này. Về phần đồng bội Ân thì là kiêm chức nên giống như một trợ lý nhiều hơn. Theo cách nói của đồng bội Ân thì y là một học sinh đến để học tập, xem quan điểm, ý tưởng trong thu hút đầu tư, xây dựng đô thị và phát triển công nghiệp của Ninh Lăng, hy vọng trong một năm có thu hoạch và mang về Hồng Sơn. Triệu Quốc Đống cũng đưa ra vài đề nghị với việc phân công bên ủy ban nhưng cuối cùng vẫn do Trung Dược Quân quyết định. Ví dụ như Triệu Quốc Đống đề nghị mảng thu hút đầu tư và tài chính vẫn do Cố Vĩnh Bân phụ trách nhưng Trung Dược Quân không đồng ý. Y cho rằng Cố Vĩnh Bân quá bận, trên thực tế công tác thu hút đầu tư đã hơi trì trệ, tài chính cũng không quản lý tốt nên cần một phó thị trưởng trọng điểm nắm bắt hai mảng này. Vì thế y kiên trì để Văn Ngạn Hoa phụ trách, Triệu Quốc Đống cũng không phản đối. Văn Ngạn Hoa vẫn quan sát Triệu Quốc Đống, cô đã sớm nghe nói vị thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Ninh Lăng này không bình thường. Lô Vệ Hồng giới thiệu hắn từng làm cảnh sát ở Giang Khẩu làm cô càng tò mò hơn. Ngay cả Diêu Văn Chí cũng gọi về nói cho cô biết tuyệt đối không được coi thường Triệu Quốc Đống. Văn Ngạn Hoa cũng biết Triệu Quốc Đống từng làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu, mà lúc đó bạn gái thân thiết của mình là Cù Vận Bạch lại làm chủ nhiệm nên cô gọi tới hỏi. Cù Vận Bạch cũng có chút giật mình khi biết Văn Ngạn Hoa đến Ninh Lăng, cũng thừa nhận vấn đề kia. Cù Vận Bạch chỉ nói lúc ấy Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm nhưng sau đó hai bên không cùng cơ quan nên ít liên lạc đi. Đối với cách nói của Cù Vận Bạch thì Văn Ngạn Hoa vẫn thấy có gì đó đáng ngờ. Cô cảm thấy Cù Vận Bạch giấu mình, giống như chuyện Cù Vận Bạch đột nhiên chuyển từ cục du lịch sang tập đoàn Thiên Phu vậy. Cô cũng vì thế mà tìm hiểu tập đoàn Thiên Phu. Tập đoàn Thiên Phu vốn là công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu trước đây cải cách, bây giờ nó từ từ mở rộng nghiệp vụ từ mảng xây dựng sang bất động sản, vật liệu xây dựng. Chủ tịch tập đoàn là Dương Thiên Bồi còn tổng giám đốc là Kiều Huy. Chuyện Cù Vận Bạch có thai và sinh con càng làm Văn Ngạn Hoa giật mình. Cô mặc dù mơ hồ biết Cù Vận Bạch có người bạn khác giới nhưng không ngờ đối phương lại không lấy chồng mà có con như vậy. Nhưng người đàn ông kia là ai thì cô không biết. Hỏi Cù Vận Bạch thì đối phương lấy lý do người yêu mình công tác ở nước ngoài mà thoái thác.
cô từng một lần nghi ngờ tên tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu kia là người đàn ông sau lưng Cù Vận Bạch. Kiều Huy chỉ hơn Cù Vận Bạch vài tuổi, nhìn qua thấy rất hợp đôi nhưng cô lại thấy không quá giống. Theo lẽ thường thì Dương Thiên Bồi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiên Phu, y không thể chấp nhận cặp vợ chồng kia vừa làm tổng giám đốc, vừa làm phó tổng giám đốc tập đoàn được. Vì thế ai là người đàn ông sau lưng Cù Vận Bạch làm Văn Ngạn Hoa rất tò mò. Mấy hôm trước khi Lô Vệ Hồng giới thiệu cô với Triệu Quốc Đống, đối phương làm cho cô có một cảm giác quen quen nhưng cô không biết tại sao lại như vậy. Triệu Quốc Đống cũng chú ý một cặp mắt vẫn luôn nhìn mình, chẳng qua hắn không thèm để ý. Văn Ngạn Hoa nghi ngờ mình cũng có lý. Việc mình có quan hệ với Cù Vận Bạch, Văn Ngạn Hoa lại thân với Cù Vận Bạch như vậy thì cũng dễ nhận ra gì đó. Hai hôm trước khi ăn cơm cùng nhau, Văn Ngạn Hoa đã từng nói về cảm giác này. Lô Vệ Hồng cũng trêu Văn Ngạn Hoa, nói Văn Ngạn Hoa bây giờ cũng biết cách nói như vậy để lấy lòng Triệu Quốc Đống. Cù Vận Bạch và Cù Vận Bạch từng thân nhau như chị em, không có gì không thể nói. Ngoài Triệu Quốc Đống ra thì không có gì Văn Ngạn Hoa không biết. Cũng do 1-2 năm nay Cù Vận Bạch lên Bắc Kinh, Hong Kong nên ít liên lạc hơn, nếu không có lẽ Văn Ngạn Hoa đã ngửi ra gì đó. Bí thư Triệu, thị trưởng Trung, ba người chúng tôi mời hai vị một chén. Về sau còn muốn mời hai vị quan tâm giúp đỡ chúng tôi mới đến có nhiều công việc không quen. Nếu có gì làm không tốt thì hai vị lãnh đạo cứ việc phê bình. Văn Ngạn Hoa, Trình Thụ Hòa, Đồng Bội Ân cầm chén rượu lên, Văn Ngạn Hoa là người lên tiếng. Ha ha, tình hình Ninh Lăng nói phức tạp cũng phức tạp, nói không cũng đúng nhưng có một điều có thể khẳng định đó là Ninh Lăng đang trong giai đoạn phát triển với tốc độ cao. 1-2 năm tới là giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của Ninh Lăng, mục tiêu của Ninh Lăng thì trong hội nghị vừa nãy Dược Quân đã nói, bây giờ chúng ta nên đồng lòng mưu cầu phát triển. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đứng lên nói. Tôi tin dựa vào cố gắng của chúng ta thì tương lai của Ninh Lăng càng tốt đẹp hơn, dân chúng Ninh Lăng cũng sẽ nhớ kỹ những gì chúng ta đã làm. Nào, Bí Thư Lô, tôi và thị trưởng Ngạn Hoa mời anh một chén. Triệu Quốc Đống giơ chén lên. Bí Thư Lô từng là lãnh đạo của tôi, cũng là lãnh đạo của thị trưởng Ngạn Hoa, hôm nào Chủ tịch Diêu từ Nam Việt về tôi cũng định mời y để chúng ta cùng ngồi. Ha ha, Bí Thư Triệu, Chủ tịch Văn Chí sợ rằng không có mấy cơ hội về. Y bây giờ phụ trách mảng bất động sản bên Nam Việt, mà thị trường bất động sản bên đó luôn đi đầu cả nước, mặc dù năm nay hơi chậm lại nhưng nửa cuối năm đã có hồi phục. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đang toàn diện giám sát ở Nam Việt, áp lực của Chủ tịch Văn Chí rất lớn. Lô Vệ Hồng khá vui vẻ, Triệu Quốc Đống rất cho mình mặt mũi, chẳng những vừa mời là tới ngay, nói chuyện cũng thoải mái, hơn nữa sau khi Văn Ngạn Hoa làm phó thị trưởng thì cũng phụ trách mấy mảng thu hút đầu tư, tài chính vốn do phó thị trưởng thường trực phụ trách. Bây giờ Triệu Quốc Đống còn chuyên môn dẫn Văn Ngạn Hoa về Ando để mời mình. Triệu Quốc Đống làm thường vụ tỉnh ủy có thể nói là lãnh đạo của mình. Quyển 16, chương 53. Vận động nhanh tuy hơi mệt một chút nhưng lại có thể tiêu hao nhiều mỡ thừa, để đạt được sức khỏe, thể hình đẹp hơn. Triệu Quốc Đống rất hứng thú đứng nhìn hai chị em tập. Hai người Từ Xuân Nhạn, Từ Thu Nhạn không biết các cô là chị em sinh đôi mặc đồ thể thao và nhảy với cùng hình tượng rất dễ dàng hấp dẫn người đàn ông đi ngang qua nhìn tới với ánh mắt thèm muốn. Triệu Quốc Đống đến câu lạc bộ đúng lúc hai chị em Từ Xuân Nhạn đang tập. Hắn không hề khách khí đứng bên xem. Từ Thu Nhạn mỗi ngày cứ dành nửa tiếng tập luyện để giữ được dáng người cân xứng của mình. Còn Từ Xuân Nhạn cứ một tuần ba lần, thời gian khác cô tập yoga để duy trì sức khỏe, thân hình. Bộ đồ bó sát người lộ rõ những điểm lồi lõm trên người hai cô, nhất là tám chiếc tay, chân bay múa theo điệu nhạc, hai bộ ngực căng tròn nhấp nhô theo di chuyển làm người ta phải chú ý, không thể rời mắt. Hơn 30 phút làm hai cô bắt đầu có mồ hôi, ngực lấm tấm mồ hôi. Triệu Quốc Đống cầm khăn lên cho hai người. Nói thật vừa nhìn thì không phân biệt được hai cô ai là chị là em, ngay cả nhân viên câu lạc bộ muốn nhận ra cũng không dễ, chỉ có thể từ động tác và tư thái để phân biệt. Cũng may Từ Xuân Nhạn và Từ Thu Nhạn bình thường đều ăn mặc khá khác nhau nên đó là tiêu chuẩn để nhân viên câu lạc bộ phân biệt. Còn lúc tập thế này thì đúng là khó nhận ra ai là ai. Nhìn hai cô lắc lắc mông đi vào phòng tắm, Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa chảy máu mũi. Từ Thu Nhạn ra ngoài nghe phòng bên vẫn có tiếng nước chảy thì biết chị mình vẫn đang tắm. Sao hôm nay rảnh như vậy mà đến đây xem tập thể dục vậy? Sau mấy năm giữa ba người đã hoàn toàn tự nhiên, không có gì ngăn cách. Chẳng qua hôm nay chị còn ở trong phòng tắm, mình vừa tắm xong chưa kịp mặc quần áo, chỉ bọc mình trong chiếc khăn nên đây Từ Thu Nhạn cũng có chút xấu hổ.
Con người không thể nào suốt ngày cứ mở mắt ra là nghĩ tới công việc mà. Làm mệt mỏi cũng cần có điều tiết nên ra ngoài đi dạo một chút. Sau khi lên tỉnh làm việc liền đến đây. Triệu Quốc Đống nhìn lướt qua người Từ Thu Nhạn và chú ý vào khe sâu trên ngực cô. Từ Thu Nhạn có lẽ cũng nhận ra ánh mắt của hắn nhìn vào đâu nên có chút giật mình vội vàng muốn che lại. Ra là vậy, thế mà tưởng em chuyên môn tới thăm hai bà chị này chứ. Từ Thu Nhạn cố giấu sự xấu hổ rồi kiên trì đứng đó. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Có khác nhau gì không? Triệu Quốc Đống nói xong không chờ Từ Thu Nhạn trả lời đã vươn tay ra ôm lấy vòng eo đẫy đà của cô. Trong tiếng kêu giật mình của Từ Thu Nhạn, hắn đã ôm lấy bế bổng cô đặt lên đùi mình. Bên trong Từ Thu Nhạn chỉ có một chiếc quần lót mỏng, chiếc khăn tắm tuy được bao kín nhưng dưới động tác của Triệu Quốc Đống khiến dây lưng thoáng cái lỏng ra, tay hắn bắt đầu thò vào. Từ Thu Nhạn có chút oán hận trừng mắt nhìn hắn vì hắn làm càn. Xuân Nhạn còn đang trong nhà tắm mà hắn dám làm như vậy ở phòng khác. Chẳng qua nhìn vẻ mặt của hắn làm cô không thể nhiều lời. Ở phương diện này Triệu Quốc Đống là kẻ liều lĩnh, dù là trước mặt cô hắn vẫn có thể nghịch ngợm trên người Xuân Nhạn. Xe chạy từ từ trên đường cuối cùng dừng lại. Một người đàn ông ở xe đằng trước xuống dưới cúi người nói. Biêu ca, chính là nơi này. Yến Quy Lai. Khanh Liệt Biêu nhìn về phía căn nhà nhưng không thấy có gì khác lạ cả. Vâng, đây là câu lạc bộ do một người phụ nữ mở ra, không nhận khách nam, chỉ nhận khách nữ theo cơ chế hội viên. Nơi này có giá rất cao, cũng không tiếp khách vãng lai. Người đàn ông kia nhỏ giọng nói. Không tiếp khách nam thì sao hắn lại đến đây? Khanh Liệt Biêu nhíu mày nói. Cái này không rõ, em cũng đã hỏi qua tình hình chủ nơi này nhưng ngay cả lễ tân cũng không rõ. Mấy người bọn họ chỉ phụ trách lễ tân còn đâu là do giám đốc nghiệp vụ phụ trách, miệng rất kín. Xem ra đây là một câu lạc bộ dành cho phụ nữ làm ăn khá nghiêm chỉnh. Em lúc trước đã xem qua phòng tiếp khác, chắc không có vấn đề gì. Người đàn ông kia do dự một chút và nói. Tôi chỉ hỏi đây là câu lạc bộ dành cho nữ thì sao lại để hắn vào? Tại sao cậu không theo vào? Khanh Liệt Bưu lạnh lùng nói. Nơi này vào phải có giấy ra vào, canh cửa cũng rất chặt. Người đàn ông kia lắc đầu nói. Khanh Liệt Bưu vuốt cằm suy nghĩ một chút và nhìn về tầm biển Yến Quy Lai kia. Muốn điều tra cũng không khó, tìm người ở Cục Công Thương hỏi chút là được ngay ai là chủ nơi này. Chủ yếu là y không biết Triệu Quốc Đống tới đây làm gì. Câu lạc bộ này không tiếp khách nam, như vậy Triệu Quốc Đống đi vào không thể là tiêu xài. Như vậy hoặc là đến đón người hoặc là có quan hệ với chủ câu lạc bộ. Mà hắn vào đón người rồi vài tiếng không ra là không thể. Hơn nữa dù là đón người, có thể làm một thường vụ tỉnh ủy đi đón thì người phụ nữ đó là ai mà được như vậy. Vợ Triệu Quốc Đống không ở tỉnh, đây là điều Khanh Liệt Bưu được Lưu Triệu Quốc cho biết. Cổ Tiểu Âu mặc dù có quan hệ không rõ ràng với Triệu Quốc Đống nhưng đúng là muốn tìm được chứng cứ là không dễ. Con bé này thích bay nhảy, ngay cả thằng anh nó, Cổ Hiểu Phong cũng không biết cô em gái đang ở đâu. Chỉ biết nó đôi khi sang Hong Kong mua sắm, lúc đến Tân Cương du lịch, lúc thì sang Tam Á hưởng thụ ánh mặt trời, có lúc lại tới Australia tắm biển. Cô bé này đúng là loại thích tiêu xài, ai nuôi con bé này làm tình nhân cũng phải tiêu tốn không ít. Cổ Tiểu Âu cùng Triệu Quốc Đống mặc dù có quan hệ mờ ám với Triệu Quốc Đống nhưng ít khi ở tỉnh, vậy có nghĩa Triệu Quốc Đống rất có thể có người phụ nữ khác. So sánh với mình, Khanh Liệt Bưu cảm thấy nếu mình suốt ngày chỉ có 2-3 người phụ nữ là không thể. Người đàn ông bình thường thì thôi, người đàn ông có bản lĩnh có ai không có vài người phụ nữ ngoài luồng. Theo những gì Khanh Liệt Bưu hiểu về Triệu Quốc Đống sợ là không bước qua cửa phụ nữ. Lúc ở nhà máy hắn đã hái đóa hoa khổng nguyệt. Mà khi đó hắn còn có một người bạn gái khác. Sau đó hắn túm được Cổ Tiểu Âu vào tay, chỉ riêng từng đó đã đủ để Khanh Liệt Bưu biết Triệu Quốc Đống có chuyện với phụ nữ. Chẳng qua Khanh Liệt Bưu cũng biết Triệu Quốc Đống vốn làm cảnh sát, tính cảnh giác rất cao. Hắn làm bất cứ chuyện gì cũng để đường lui, người bình thường nếu túm được tóc hắn là cực khó. Hơn nữa với thân phận của hắn hiện nay thì tin đồn bình thường mà rơi vào đầu hắn không chừng lại chuốc họa vào thân. Mà dù có chứng cứ rõ ràng cũng phải xem nên dùng lúc nào cho thích hợp. Triệu Quốc Đống này bây giờ gần như là thứ sử thời phong kiến, người bình thường muốn đấu với hắn thì cần chuẩn bị rất đầy đủ. Chẳng qua đến hiện nay mà nói Khanh Liệt Bưu tạm thời còn không có ý muốn nhằm vào Triệu Quốc Đống. Bất động sản Cửu Đỉnh đã lấy được một khối đất trong đợt đấu giá thứ 3 ở Ninh Lăng, nhưng đây mới là bước đầu, sau đó còn cần phải khởi công xây dựng. Như vậy có nhiều quan hệ với chính quyền địa phương, cần nhờ bọn họ giúp nhiều.
Khanh Liệt Bưu biết Triệu Quốc Đống bây giờ đã khác hẳn 10 năm trước. Đồng thời Triệu Quốc Đống cũng biết quan hệ giữa câu lạc bộ quốc tế Bình Quả cùng Lưu Triệu khiến hắn tức giận. Triệu Quốc Đống nhất định cho rằng mình kéo Lưu Triệu Quốc xuống nước nên mình không thể không đề phòng. Quyển 16, chương 5-14. Triệu Quốc Đống ở trong câu lạc bộ này hơn 2 tiếng không ra đúng là khá lạ, không chừng có thể từ đây tìm được vài thứ. Lưu Triệu Quốc nhất định biết gì đó về Triệu Quốc Đống nhưng đối phương không muốn nói, Khanh Liệt Bưu cũng bất đắc dĩ. Y biết tính cách của Lưu Triệu Quốc, Lưu Triệu Quốc đã nhận định chuyện gì thì đừng ai mong khuyên được. Chẳng qua chỉ cần biết được chút nhược điểm của Triệu Quốc Đống là đủ. Bây giờ mình còn chưa trực tiếp có xung đột với hắn, vì thế mình cứ dần từng bước thu thập khuyết điểm của hắn, sau đó có khi khống chế được hắn. Khanh Liệt Bưu nhíu mày suy nghĩ, tên Triệu Quốc Đống có thể đi đến bước này đương nhiên là còn có thể đi lên cao nữa. Nếu mình thật sự tìm được gì đó có giá trị thì thật ra có thể lợi dụng một chút. Mình có ưu thế là chủ động, Lưu Triệu Quốc nói cũng đúng. Nếu muốn đấu trực diện với Triệu Quốc Đống thì chỉ có con đường chết, như vậy chỉ có thể đi nghiêng. Bây giờ mình chỉ cần có đủ kiên nhẫn thì đương nhiên sẽ tìm ra dấu vết. Cậu cho người đến Cục Công Thương tìm hiểu về câu lạc bộ này, tốt nhất là tìm hiểu rõ người đăng ký, xem có thứ chúng ta cần biết không. Khanh Liệt Bưu nói, nếu bên đó không có gì giá trị thì có thể nghĩ biện pháp để tìm, tốt nhất là thông qua câu lạc bộ này để tìm hiểu. Cậu tự nghĩ biện pháp đi. Tóm lại cần thứ mà chúng ta muốn tìm. Người đàn ông kia vội vàng nói. Bưu ca, vậy có cần bọn em canh bên này không? Nhất định phải canh, canh đến khi hắn đi ra, xem hắn đi một mình hay cùng ai, điều này rất quan trọng. Nếu hắn đi cùng người khác thì cậu phải nghĩ hết biện pháp theo hắn, xem hắn đi đâu. Nhớ nhất định phải chú ý không được để hắn phát hiện ra. Hắn rất cảnh giác đó. Khanh Liệt Bưu suy nghĩ một chút và nói. Nếu có thu hoạch lập tức báo cho tôi. Triệu Quốc Đống đương nhiên không rõ mình đang bị Khanh Liệt Bưu chú ý. Thực ra bản thân Triệu Quốc Đống cũng khá cẩn thận, đến câu lạc bộ này càng cẩn thận hơn nữa. Hắn 2-3 tháng mới tới đây một lần nên cũng không quá để ý. Đương nhiên mặc dù là hắn để ý cũng chưa chắc đã phát hiện ra có kẻ theo dõi mình. Chiếc xe Audi của hắn được Từ Xuân Nhạn trưng dụng đi làm việc, mà hắn ngồi xe Touareg của Từ Thu Nhạn rời đi. Kẻ theo dõi không biết việc này nên đi theo xe Audi đến bãi đỗ xe của một siêu thị mới phát hiện xe này do một người phụ nữ đi. Việc này làm đối phương vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quả nhiên là phụ nữ. Bưu ca, bọn em phát hiện xe đối phương do một người phụ nữ lái, bây giờ đang đỗ ở siêu thị mặt trời lặn. Người phụ nữ kia có thể là vào thang máy lên tầng, bọn em không theo kịp. Người đàn ông vừa gọi điện vừa xuống xe nhưng không ngờ Từ Xuân Nhạn đi quá nhanh và vào thang máy lên lầu khiến y không theo kịp. Vậy cứ canh chiếc xe kia, đợi ả đó về. Khanh Liệt Bưu vui mừng nói. Chuẩn bị máy ảnh chụp lại ả, tôi lập tức tới. Chẳng qua làm đám người Khanh Liệt Bưu thất vọng là y canh đến 12 giờ mà đối phương không xuất hiện. Từ Xuân Nhạn không biết vì mình tạm thời không dùng xe của Triệu Quốc Đống mà làm cô tránh được kiếp nạn. Cô chỉ cảm thấy mua đồ xong có về cũng là lúc tan tầm, dễ tắc đường. Cô mà tự đi về chắc mất hơn 2 tiếng nên cô bắt taxi. Còn xe cứ để đó. Cô biết đây là xe của bố mẹ Triệu Quốc Đống, lúc nào tìm ai lái về là được. Một đêm điên cuồng làm Triệu Quốc Đống rất tỉnh táo. Nhìn hai người phụ nữ vẫn đang ngủ, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Ai cũng nói trời sinh vạn vật, có âm có dương, xem ra lời này không giả. Hai chị em Xuân Nhạn sau một đêm quan hệ trông khác hẳn với hôm qua. Ngồi dậy giãn người, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ. Đã sắp 9 giờ, hôm nay mình còn cần tới trung tâm hội chợ tỉnh kiểm tra một chút, xem tình hình chuẩn bị hội chợ việc làm của Ninh Lăng. Trung Dược Quân có lẽ tối qua đã về An Đô hưởng thụ cuộc sống. Chẳng qua mấy người như Cố Vĩnh Bân, Lỗ Năng có lẽ tầm 10 giờ sáng nay mới đến An Đô rồi cùng đến hiện trường. Dậy rồi sao? Từ Xuân Nhạn vào bếp làm bữa sáng còn Từ Thu Nhạn ở trong phòng thu dọn. Nhìn Triệu Quốc Đống, Từ Xuân Nhạn có chút nóng mặt. Hôm nay không có chuyện gì sao em không ngủ thêm? 10 giờ em có việc phải đi rồi. Triệu Quốc Đống cười cười cầm lấy chiếc áo mà Từ Xuân Nhạn đưa, mặc vào. Triệu Quốc Đống có chút hoảng hốt, cảm giác này như tồn tại ở mấy nơi gồm Cù Vận Bạch, La Băng và ở đây. Chỉ riêng mình chưa hưởng thụ việc này từ Nhược Đồng. Rửa mặt xong. Từ Thu Nhạn thắt cà vạt cho hắn, lại giúp hắn đeo thắt lưng, Từ Xuân Nhạn cũng đã sớm mang trứng ốp, sữa và bánh mì lên. Hắn cảm thấy tình cảm giữa mình và hai chị em Từ Xuân Nhạn càng lúc càng lớn hơn nữa, thêm một cảm giác không muốn xa cách.
Ở đây hắn tìm được một cảm giác không thể hình dung. Có lẽ do hai cô toàn tâm toàn ý dựa vào mình nên mình mới yêu hai cô như vậy. Xe của Bành Trường Quý đỗ trước cửa Khê Bạn Giật Cảnh đợi Triệu Quốc Đống. Y xuất phát lúc 7 giờ 30 từ Ninh Lăng, nếu không tắc đường thì 10 giờ 30 sẽ tới. Vì tránh đến muộn nên bình thường y đều đi sớm nửa tiếng. Triệu Quốc Đống sau khi tới Ninh Lăng nếu lên An Đô làm việc trên ngày mà không về Ninh Lăng đều cho Bành Trường Quý nghỉ. Y muốn về Ninh Lăng cũng được, muốn ở tại An Đô cũng được. Chẳng qua bình thường Bành Trường Quý đều chọn về Ninh Lăng. Tiểu khu này thì Bành Trường Quý đã đến không ít lần, y đều chạy tới một con đường nhỏ trong tiểu khu rồi để bí thư Triệu xuống xe, y đi. Bành Trường Quý không bao giờ hỏi cuộc sống riêng của lãnh đạo, Triệu Quốc Đống lúc ở tiểu khu này, lúc ở tiểu khu khác nhưng đâu là nhà của Triệu Quốc Đống thì y không biết. Chẳng qua y biết Triệu Quốc Đống rất tin tưởng mình, bình thường ai cũng nói lãnh đạo luôn không muốn để cấp dưới biết chuyện bí mật của mình nhưng bí thư Triệu thật ra khá tin tưởng mình. Mặc dù mình cũng không cố gắng đi tìm hiểu gì nhưng nếu như mình là người có ý đồ, như vậy nhất định sẽ phát hiện được vài thứ. Nhưng nếu mình là loại người kia chỉ sợ bí thư Triệu cũng không dùng mình. Bành Trường Quý tự nhận mình không làm gì sai lầm để phụ sự tin tưởng của bí thư Triệu dành cho mình. Bành Trường Quý cũng loáng thoáng nghe qua vài lời đồn của bí thư Triệu. Không ngoài mấy vấn đề như bí thư Triệu đi làm việc ở Ninh Lăng mà chỉ có một mình nên khó tránh khỏi ướt chân. Ví dụ như y cũng lơ đãng nghe người ta nói bí thư Triệu rất có duyên với phụ nữ. Như Vương Lệ Mai bây giờ đã là phó chủ tịch Đông Giang, như Phan Xảo bây giờ sang bên thị xã Hồng Sơn, Điền Nam nhận chức, còn có nữ MC xinh đẹp của đài truyền hình Hoa Lâm, Trình Nhược Lâm, thậm chí còn có người nói tới Khúc Hiểu Yến. Ngoài Trình Nhược Lâm thì Bành Trường Quý mơ hồ xác định có quan hệ mật thiết với bí thư Triệu gia, về phần Khúc Hiểu Yến lại có quan hệ với thị trưởng Trúc, không biết ai chụp mũ cho bí thư Triệu nữa. Quyển 16, chương 55. Khi Triệu Quốc Đống tới trung tâm triển lãm tỉnh thì mấy người Trung Dược Quân, Cố Vĩnh Bân, Lỗ Năng cũng đã đến. Trung tâm triển lãm này nằm ở con phố buôn bán sầm uất nhất phía đông bắc thành phố An Đô, cũng thuộc vành đai 1, giao thông thuận tiện, vị trí địa lý tốt. Bắt đầu từ những năm 80 trung tâm triển lãm này đã được chỉ định tổ chức các hội chợ, triển lãm khổng lồ của thành phố An Đô, thậm chí cả tỉnh An Nguyên. Chẳng qua sau khi trung tâm triển lãm cấp quốc gia ở Hồ Lô Châu được xây dựng xong, khiến cho vị trí của trung tâm triển lãm giảm đi nhiều. Bí thư Triệu, thị trưởng Trung, bố trí về cơ bản đã xong. Hôm qua tôi đã đến xem qua, các quận, huyện và các công ty đều dành nhiều tâm trí cho hội chợ lần này. Tôi thấy hiệu quả của hội chợ việc làm lần này sẽ không kém bao nhiêu so với lễ hội văn hóa hồi tháng 5 là mấy. Cố Vĩnh Bân đi một vòng kiểm tra. Y biết Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân rất quan tâm đến hội chợ này. Đây không đơn giản là hội chợ việc làm, nó còn là một cơ hội thể hiện hình ảnh của Ninh Lăng đối với bên ngoài. Thị xã thông qua Sở Giáo dục và Sở Lao động tỉnh rồi tiến hành quảng cáo, tuyên truyền cho hội chợ từ 2 tháng trước. Các ngành chức năng của thị xã cũng coi đây là nhiệm vụ chính trong nửa cuối năm. Mấy trụ sở của Ninh Lăng ở Bắc Kinh, Thượng Hải cũng đều tập trung quanh quẩn công việc này. Không chỉ có Nhật báo An Nguyên, báo Đô Thị Hoa Trung liên tục đưa tin về hội chợ việc làm này, mấy trang web lớn cũng đưa tin về hội chợ này, khiến cho hội chợ việc làm tưởng như bình thường lại khá xôn xao và thu hút chú ý của mọi người. Đương nhiên bên phía Ninh Lăng cũng không đơn giản chỉ quảng cáo mà thôi. Hội chợ tổ chức vào tuần Hoàng Kim đợt Quốc Khánh cũng là lúc học sinh, sinh viên, nhân viên công chức được nghỉ chính là để các quần thể này có thể tới tham gia hội chợ. Thị ủy, ủy ban Ninh Lăng cũng nhiều lập triệu tập các quận, huyện, ngành liên quan lên họp, xác thực tình hình từng quận, huyện, công ty. Mà các công ty cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị việc tuyển sinh từ 2 tháng trước. Thị xã cũng đưa ra yêu cầu chung bắt buộc các công ty phải qua kiểm tra mới được có gian hàng tại hội chợ. Đây không chỉ là đại biểu hình ảnh của các công ty mà nó đại biểu hình ảnh của cả Ninh Lăng. Theo ý của Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân, đây không đơn thuần là hội chợ việc làm mà đây là đợt tuyên truyền, tự quảng cáo của các công ty. Coi đây là một cơ hội để chính thức hấp dẫn nhân tài đến Ninh Lăng. Ồ, lão Cố, có thể so sánh với hiệu quả của lễ hội văn hóa sao? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Ồ, tôi nói là hiệu quả thực sự mà không phải là sức ảnh hưởng đơn thuần. Tôi hy vọng hội chợ này có thể khiến các công ty nhận được không ít nhân tài, thậm chí giải quyết được vấn đề cấp bách của các công ty. Cố Vĩnh Bân dừng một chút rồi nói tiếp. Các công ty cũng rất có hứng thú với hội chợ này, đều cảm thấy thị xã có thể không tiếc kinh phí tổ chức hội chợ việc làm như vậy cho bọn họ cũng muốn thu hút được nhiều nhân viên cho công ty mình.
Căn cứ thống kê thì chỉ riêng số nhân viên kỹ thuật cần tuyển đã trên 1.000 ngàn, hơn nữa lương, thưởng của các công ty đưa ra cũng không thấp, thêm chính sách hấp dẫn nhân tài của Ninh Lăng chúng ta thì có thể nói rất có sức hấp dẫn. Tôi thấy anh quá lạc quan rồi. Không sai, Ninh Lăng chúng ta có đãi ngộ không kém nhưng anh bây giờ không hiểu rõ tâm tư của các sinh viên. Bọn họ đều cảm thấy sau khi học xong đại học liền muốn đến Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc các thành phố lớn, tối thiểu đầu tiên cũng nghĩ đến mấy thành phố lớn như An Đô, Vũ Hán, Trùng Khánh, Thành Đô. Ninh Lăng chúng ta mặc dù phát triển nhanh nhưng trụ cột thấp, danh tiếng nhỏ. Tuy cơ hội tốt, đãi ngộ tốt cũng chưa phải điều quan trọng nhất đối với các sinh viên đại học, bọn họ muốn chính là cuộc sống ở thành phố lớn, đây là điều mà Ninh Lăng chúng ta còn thiếu. Triệu Quốc Đống không đồng ý với cái nhìn của Cố Vĩnh Bân, cho rằng đối phương quá lý tưởng hóa. Cố Vĩnh Bân ngẩn ra nhưng lập tức nói. Bí thư Triệu, đây là anh quá tôn vinh người khác, hạ thấp mình. Điều kiện của Ninh Lăng chúng ta kém vậy sao? Đô thị lớn có ưu thế của nó, đô thị nhỏ cũng có ưu thế mà. Trụ cột Ninh Lăng chúng ta tuy yếu nhưng ấy năm liên tục phát triển nhanh, hàng năm có mấy trăm công ty đầu tư vào Ninh Lăng, hai năm qua Ninh Lăng cũng thu hút đầu tư đứng đầu toàn tỉnh. Hơn nữa đô thị Ninh Lăng từ quy hoạch đến xây dựng ngoài tốc độ nếu ta đứng thứ hai ở tỉnh cũng không có ai dám nói bọn họ đứng đùa. Lúc này Ban Tuyên giáo và Cục Xây dựng đã chuyên môn thiết lập một khu triển lãm về diện mạo đô thị Ninh Lăng. Bí thư Triệu, lát nữa ngài có thể đến xem, đảm bảo ngài sẽ lưu luyến không rời. Danh tiếng thì Ninh Lăng chúng ta có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước, năm nay gần như chắc chắn giữ được danh hiệu này. Ninh Lăng còn là trung tâm năng lượng mới của cả nước, Ninh Lăng là đầu mối giao nhau quan trọng giữa đường sắt Tây Liễu và An Tương, Ninh Lăng có cảng lớn nhất dòng Ô Giang, nó khiến Ninh Lăng thành đầu mối giao thông quan trọng. Chúng ta vừa tổ chức lễ hội văn hóa khu vực Trung Tây, tùy tiện một điểm cũng là nổi tiếng. Bí thư Triệu, anh nói Ninh Lăng chúng ta có điều kiện tốt như vậy chẳng lẽ không đủ để đả động nhân tài muốn gây dựng sự nghiệp sao? Cố Vĩnh Bân bình thường ít lên tiếng nhưng hôm nay đột nhiên bộc phát trước mặt mọi người đúng là làm cho tất cả đều giật mình. Lão Cố, được, lời này không lên bục phát biểu đúng là đáng tiếc. Dược Quân, tôi thấy anh không lên chủ trì phát biểu trong hội chợ mà để lão Cố. Không chừng có thể hấp dẫn một loạt sinh viên đến Ninh Lăng chúng ta đó. Triệu Quốc Đống cười nói. Trung Dược Quân cũng nở nụ cười. Ừ, tôi thấy cứ như vậy đi. Vĩnh Bân, chuyện này là do anh tự tìm. Bí thư Triệu đã nói thì việc này anh phải làm rồi. Cố Vĩnh Bân có chút xấu hổ há hốc mồm. Đâu có được, thị trưởng Trung, nội dung đã sớm có rồi mà. Không có gì là không được. Vốn do anh chủ trì, tôi thấy bây giờ mời lão Lỗ chủ trì là được. Anh đứng ra phát biểu cảm tưởng. Trung Dược Quân xua tay nói. Chẳng qua bí thư Triệu vừa nãy nói không sai. Sinh viên vừa tốt nghiệp đại học có suy nghĩ như thế nào chưa chắc đã như anh nghĩ. Cái gì cơ hội, đãi ngộ không bao giờ bằng cảm giác hư vinh trong lòng bọn họ. Chỉ khi bọn họ bị cuộc sống thực tế làm cho bầm dập, chỉ khi bọn họ phát hiện cuộc sống thực tế rất tàn khốc hơn lý tưởng của bọn họ mới có thể về với thực tế, mới có thể cẩn thận suy nghĩ đến giá trị nhân sinh. Vì thế tôi đề nghị khi anh phát biểu cần phải chú ý đến điểm này. Cố Vĩnh Bân có chút khẩn trương, xem ra Trung Dược Quân đúng là muốn đẩy việc này vào vai mình. Thị trưởng Trung, việc này không được. Anh là thị trưởng, phải do anh phát biểu mới thích hợp, cũng mới đủ để thể hiện việc Ninh Lăng coi trọng nhân tài. Ai nói phải do thị trưởng phát biểu mới tỏ vẻ coi trọng được. Trung Dược Quân nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy anh nói mới đúng. Còn có 2 ngày nữa, anh có thể cân nhắc. Suy xét thêm, trong đó có thể đưa cả bên quy hoạch xây dựng đô thị của Ninh Lăng vào trong đó. Làm như thế nào thể hiện rõ nhất sức hấp dẫn của Ninh Lăng chúng ta, tôi nghĩ anh sẽ nói được. Bí thư Triệu, anh nói có đúng không? Ừ, tôi thấy có thể. Tôi và Dược Quân sẽ đều tham gia cổ vũ anh. Hội nghị sẽ do lão Lỗ chủ trì, tới lúc ấy tôi thấy có khi còn mời thêm Chủ tịch Vi Phong và trưởng ban Mộng Hiệp nữa. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Như vậy vừa tỏ rõ trọng lượng của hội chợ việc làm do Ninh Lăng tổ chức. Nếu cả Chủ tịch Vi Phong và trưởng ban Mộng Hiệp tới thì DHT cũng phải đưa tin mà. Quyển 16, chương 56. Nghe Triệu Quốc Đống còn có thể mời cả Phó Chủ tịch Thường trực Nhâm Vi Phong và trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hắc Mộng Hiệp đến tham gia, Cố Vĩnh Bân không khỏi động tâm nên ngừng từ chối. Ai cũng nói sang năm Chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên sẽ lên bộ làm, Nhâm Vi Phong là người có thể nhất được chọn làm Chủ tịch tỉnh. Nếu để Nhâm Vi Phong có ấn tượng tốt thì sẽ có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết. Hơn nữa Cố Vĩnh Bân cảm thấy mình cũng có năng lực để ăn nói tốt trong lễ khai mạc hội chợ.
Bí thư Triệu, có lẽ lên đi xem xét thực địa mới được. Khu triển lãm bắt đầu được bố trí từ tuần trước, các quận, huyện và công ty đều cố sức. Có không ít mời công ty quảng cáo bố trí để tăng lên hình ảnh của mình. Cố Vĩnh Bân vừa dẫn đường vừa nói. Ừ, vậy anh đi trước dẫn đường, thuận tiện cũng diễn luyện một chút. Tôi đoán nếu Chủ tịch Vi Phong và trưởng ban Hắc có tới cũng sẽ đi quanh các gian, lúc ấy cũng là một cơ hội thể hiện với Chủ tịch Vi Phong và trưởng ban Hắc. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Nếu đã quyết định muốn biểu hiện tốt trong hội chợ, Cố Vĩnh Bân đương nhiên sẽ không ra vẻ khiêm tốn nữa. Y một bên bắt đầu giới thiệu, một bên cũng nhận xét gian hàng của từng quận, huyện, công ty. Bí thư Triệu, thị trưởng Trung, theo quy hoạch của thị xã thì khu giữa là nơi biểu diễn tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng, trọng điểm giới thiệu quy hoạch xây dựng đô thị, kết cấu kinh tế cùng với tư tưởng phát triển trong tương lai. Đương nhiên cũng sẽ trọng điểm giới thiệu các chính sách thu hút, khích lệ nhân tài của Ninh Lăng chúng ta. Các gian của quận, huyện cũng có trọng điểm riêng của mình. Ví dụ như Tây Giang thì chú ý giới thiệu về xu thế phát triển của ngành du lịch, cảng, đương nhiên còn cả chính sách ưu đãi phát triển nhân tài của bọn họ. Bên công ty lần này là nội dung chính của hội chợ. Ngoài việc thể hiện hình tượng của công ty, thị xã cũng yêu cầu bọn họ trọng điểm thể hiện phương hướng phát triển, mục tiêu nghiên cứu khoa học kỹ thuật của bọn họ, kế hoạch tập huấn nhân viên, nói tóm lại phải để nhân tài thấy được tương lai phát triển của công ty và khả năng phát huy tác dụng trong công ty, phải cho công nhân bình thường thấy mình được đảm bảo về phúc lợi nếu tới công ty đó làm. Chỉ như vậy anh mới có thể chính thức hấp dẫn được nhân viên tới công ty mình. Tôi còn chuyên môn yêu cầu Cục Phát triển Công ty vừa và nhỏ kết hợp với các quận, huyện xúc tiến giúp đỡ những người có ý muốn tới gây dựng sự nghiệp ở Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân không nghĩ Cố Vĩnh Bân lại dành nhiều công sức ở việc này như vậy. Chuyện này giai đoạn đầu do Trung Dược Quân phát triển chính nhưng sau đó khi tỉnh ủy có điều chỉnh nhân sự khiến tính tích cực trong công việc của Trung Dược Quân bị ảnh hưởng nên việc chuẩn bị hội chợ giao sang cho Cố Vĩnh Bân phụ trách. Cố Vĩnh Bân này xem ra cũng có chút năng lực thật. Chẳng qua tư tưởng hơi phiêu hốt. Theo nhận xét của Triệu Quốc Đống thì đối phương thiếu cái đức làm quan, quá chú trọng được mất cá nhân nhất là lợi ích chính trị. Mà như vậy thường sẽ đánh mất nguyên tắc, đó là điều Triệu Quốc Đống không thể tha thứ. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì hắn có thể bỏ qua khuyết điểm trong vài chi tiết, cũng có thể bỏ qua khiếm khuyết về tư đức nhưng công đức và quan đức thì anh không được có nhân nhược ở vấn đề nguyên tắc. Việc Cố Vĩnh Bân có thái độ mập mờ trong đợt chuyển nhượng đất vừa rồi thì Triệu Quốc Đống cũng biết đôi chút. Việc tranh luận vị trí xây dựng nhà xã hội cũng làm Triệu Quốc Đống ý thức được ý đồ của Cố Vĩnh Bân. Mà trên thực tế Cố Vĩnh Bân có quan hệ tốt với mấy công ty bất động sản như Hối Sinh, Nao Hòa cũng khó có thể thoát khỏi tai hắn. Cố Vĩnh Bân có căn cơ quá ít ở Ninh Lăng, y tưởng rằng hành vi của mình là bí mật nhưng thật ra sớm rơi vào mắt người khác. Nhưng xem biểu hiện hôm nay của Cố Vĩnh Bân, Triệu Quốc Đống lại có chút nuối tiếc. Cố Vĩnh Bân này coi như một nhân tài. Chẳng qua tuy nhân tài là quan trọng nhưng nếu đánh mất điểm mấu chốt thì sẽ rất nguy hiểm. Đối với loại cán bộ này trừ việc thường xuyên nhắc nhở thì cũng chỉ có thể sử dụng pháp luật và chế độ hạn chế y, để phòng y lún sâu hơn. Triệu Quốc Đống bây giờ còn không rõ biến hóa của Cố Vĩnh Bân có gì ảnh hưởng hay không, hay là y thật sự hy vọng đạt được gì đó từ đấy. Nếu là vế trước thì Triệu Quốc Đống dự định dành thời gian nhắc nhở đối phương một chút, để đối phương hiểu đạo lý làm quan. Nếu là về sau thì Triệu Quốc Đống chỉ có thể yêu cầu lấy chế độ càng nghiêm khắc hơn để giám sát. Lão Cố, Cục Phát triển Công ty vừa và nhỏ đã làm được những gì? Trung Dược Quân nhìn khu vực trước mặt, đây là khu vực rộng nhất, có nhiều gian hàng nhất. Ừ, tôi cảm thấy đợt này Vĩnh Tín làm khá tốt. Sau khi các quận, huyện và công ty biết lên Ando chiêu mộ nhân tài liền nhiệt tình đến đăng ký xin tham gia hội chợ. Chỉ trong 3 ngày số công ty báo danh đã trên 300. Vì thế chúng tôi không thể không yêu cầu các quận, huyện lựa chọn, đề cử. Nếu như không được Cục Phát triển Công ty vừa và nhỏ xác nhận thì chỉ có gian trong khu vực của quận, huyện nơi mình đóng. Còn nếu được Cục Phát triển Công ty vừa và nhỏ thông qua thì sẽ được đưa vào riêng khu vực này. Dù sao cũng không hề tùy tiện để một công ty khai thác mỏ hay là làm đồ thủ công đến cùng chỗ với các công ty khổng lồ hoặc là công ty ngôi sao mà. Vĩnh Tín mà Cố Vĩnh Bân nói chính là Cục trưởng Trương Vĩnh Tín của Cục Phát triển Công ty vừa và nhỏ. Đây là người sau nhiều đợt tuyển chọn mới được xác định. Khi xác định Thôi Tú Phu cùng Chu Trọng xuống quận, huyện, Ninh Lăng lại thực hiện trò cũ là công khai thi tuyển Cục trưởng Cục Phát triển Công ty vừa và nhỏ và Cục chiêu thương. Chẳng qua ảnh hưởng lần này không khiến người ta rung động như lần đầu tiên.
Mặc dù trên mạng vẫn có tin Ninh Lăng có phải là ra vẻ hay không, nhưng sau khi công bố hai cục trưởng trúng tuyển lần trước bây giờ đã xuống làm chủ tịch quận, huyện của Ninh Lăng đã khiến không ít người chú ý. Bởi vì yêu cầu lần này của thị xã cao hơn hẳn so với lần trước, nhất là yêu cầu có kinh nghiệm công tác kinh tế phong phú và lý lịch công việc đầy đủ, không đơn thuần từng làm ở ngành sản xuất nào mà còn cần từng làm trưởng phòng ở huyện nào đó. Chẳng qua dù như vậy số người đến đăng ký cao hơn nhiều đợt một. Hơn nữa có không ít người chẳng những có bằng cấp cao, tuổi còn trẻ, kinh nghiệm công tác phong phú. Sau mấy cuộc thi và phỏng vấn mà vẫn có hơn 10 người trúng tuyển nên mấy lãnh đạo thị xã như Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân, Lam Quang, Tiêu Phượng Minh, Lỗ Năng, Tằng Lệnh Thuần đều phân biệt tiếp xúc nói chuyện với ứng viên. Mấy người đều cảm thấy các ứng viên này đều có năng lực khá cao, trên ơ bản từng làm lãnh đạo ở các quận, huyện khu vực Duyên Hải. Vì thế thị xã không thể không họp khẩn cấp quyết định tuyển thêm hai phó cục trưởng cho hai cục để thu được nhiều nhân tài nhất. Trương Vĩnh Tín là người Hồ Bắc, tốt nghiệp Đại học Phục Đán, đã từng làm trợ lý chủ tịch một huyện ở Chiết Giang nhưng sau đó cạnh tranh chức phó chủ tịch thất bại với một cán bộ địa phương. Sau khi y đọc tin trên mạng thấy Ninh Lăng công khai tuyển cán bộ cấp chính huyện, y lúc ấy cũng không động tâm nhưng sau đó được biết hai cục trưởng thi tuyển lần trước làm có 2 năm bây giờ đã xuống làm chủ tịch quận. Huyện, y lúc này mới thấy hứng thú và bay tới tỉnh An Nguyên thử xem thực hư. Kết quả sau lần đó y không muốn rời đi nữa. Sự phát triển nhanh chóng của Ninh Lăng làm y chấn động. Khí độ của lãnh đạo Ninh Lăng cũng làm y giật mình cho nên y mới tham gia thi tuyển. Cuối cùng y được Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân xác định làm cục trưởng cục xúc tiến phát triển các công ty. Quyển 16, chương 57. Quan Kinh Sơn vốn chỉ định đến xem một chút mà thôi. Y khi tham gia một cuộc tiếp khách xong, xe chạy ngang qua trung tâm triển lãm thì thấy một biển ca khá bắt mắt nên tạm thời đến xem. Lãnh đạo tỉnh không tiếc công sức và tài chính để Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm này ở tận An Đô khiến nhiều người có ý kiến. Chẳng qua Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm này ở An Đô đúng là tạo không ít sóng gió ở thành phố An Đô thậm chí cả tỉnh. Một thị xã lại lên tỉnh thành tổ chức hội chợ việc làm, thậm chí còn tuyên truyền ở các tỉnh thành lân cận cùng với Thượng Hải, Bắc Kinh, các thành phố lớn thì theo Quan Kinh Sơn thấy điểm này khó tránh thoát bị coi là được sủng ái rồi ra vẻ. Quan Kinh Sơn cũng không quá quen Triệu Quốc Đống, trước đây cũng không có qua lại gì. Mặc dù là mình đến An Đô làm thị trưởng cũng không trực tiếp tiếp xúc với vị bí thư thị ủy Ninh Lăng này. Chẳng qua y cũng có chút ấn tượng với Triệu Quốc Đống. Đó là việc công ty quốc tế Hoa Tâm tiến vào An Đô, nghe nói trước đó là do Triệu Quốc Đống hết sức kéo công ty này về tỉnh An Nguyên. Mục đích là muốn đưa đến Hoài Khánh nhưng lại bị An Đô chặn ngang đường cướp đoạt. Quan Kinh Sơn còn đọc một bài viết của Triệu Quốc Đống. Bài viết đưa ra việc phát triển ngành điện tử thông tin của An Đô và Hoài Khánh. Át lấy mấy ngành như phần mềm, điện tử công nghệ cao làm chính, mà Hoài Khánh lại lấy mấy ngành như hệ thống mạch điện, thiết bị thông tin làm chính. Như vậy vừa có trọng điểm, vừa có thể hỗ trợ lẫn nhau, coi như hợp cả An Đô và Hoài Khánh thành trụ sở ngành điện tử thông tin lớn nhất khu vực đất liền. Bài viết này tuy có từ cách đây 4 năm khi Triệu Quốc Đống còn làm thị trưởng Hoài Khánh, Quan Kinh Sơn cảm thấy nó rất có kiến giải. Nhưng sau đó Triệu Quốc Đống bị điều lên Bộ Năng lượng, cái gọi là hành lang ngành điện tử thông tin An Đô, Hoài Khánh không có ai đề cập tới nữa. Chẳng qua Hoài Khánh vẫn tiếp tục đi theo con đường phát triển ngành điện tử, lục tục có khá nhiều công ty sản xuất máy tính và linh phụ kiện đầu tư vào Hoài Khánh, qua đó nó cũng tạo thành một sản nghiệp trụ cột của Hoài Khánh. Mà An Đô lại đi vào một vòng luẩn quẩn. Lạc phương hướng, không tìm được con đường phát triển thích hợp cho mình. Vì vậy mấy năm qua kinh tế của An Đô phát triển không nhanh, nó liên tục tụt hạng trong 16 tỉnh thành của cả nước, bây giờ còn bị Hàng Châu vứt lại phía sau, còn bị Vô Tích, một thị xã vượt qua. Mà Triệu Quốc Đống quay lại tỉnh An Nguyên để làm bí thư thị ủy Ninh Lăng có điều kiện không bằng Hoài Khánh. Hắn chỉ mất có 2 năm khiến kinh tế Ninh Lăng bay vọt. Theo xu thế phát triển năm nay thì Ninh Lăng sẽ vượt mấy thành phố. Thị xã đứng trước để đứng thứ hai về kinh tế của cả tỉnh An Nguyên cũng không có gì phải lo lắng. Đây là nguyên nhân chính khiến Quan Kinh Sơn cảm thấy hứng thú với vị thường vụ tỉnh ủy trẻ tuổi này. Bây giờ Ninh Lăng lại tổ chức hội chợ việc làm này, ra vẻ khát nhân tài. Chẳng những kêu gọi được nhiều công ty tham gia, Ninh Lăng cũng tuyên truyền khắp nơi. Quan Kinh Sơn đọc trên báo, trên mạng đều thấy tin về hội chợ việc làm này. Quan Kinh Sơn suy nghĩ cho rằng Triệu Quốc Đống có thể nói giỏi trong việc điều động truyền thông. Vì vậy Quan Kinh Sơn cũng muốn đến xem Ninh Lăng thật sự lấy được thứ gì ra mà triển lãm. Thị trưởng Quan, mấy người kia hình như là người Ninh Lăng, người ở giữa có phải là Triệu Quốc Đống không?
một người phụ nữ hơn 30 tuổi chỉ vào mấy người ở đằng trước và nói. Ừ, hình như là vậy, xem ra bọn họ muốn kiểm tra trước. Quan Kinh Sơn hơi dừng lại, ở trường hợp này không tiện gặp mặt lắm. Chị Tống, chị thấy sao về hội chợ việc làm này của Ninh Lăng? Thị trưởng, chúng ta cũng xem không ít, đây là hội chợ việc làm sao? Tôi thấy đây như một vở kịch tự biên tự diễn để tự khen mình vậy. Người phụ nữ lắc đầu nói. Vị thường vụ Triệu này xem ra không biết chán trong thủ đoạn tạo thế, có lẽ là thấy được cách này mang lại lợi ích cho mình rồi nên mới vậy. Quan Kinh Sơn lắc đầu không nói. Chiêu này của Ninh Lăng mặc dù có vẻ rêu rao nhưng không đến mức như Tống Như Phỉ nói. Thành tích của Ninh Lăng đạt được không chỉ dựa vào truyền thông tuyên truyền một cách quá đáng. Dù là tăng trưởng GDP, tăng thu của dân chúng đô thị, nông thôn đều là những con số, dù có chút hơi nước nhưng không nhiều. Cục thống kê tỉnh rất nghiêm khắc ở việc này vì bọn họ có một cục trưởng quá khắt khe. Chức thường vụ tỉnh ủy của Triệu Quốc Đống không phải dựa vào khoe khoang mà có được. Không có năng lực thì dù là ai cũng có thể đánh ngã hắn, nhất là danh hiệu thị xã có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất cả nước. Bao người nhìn vào, anh đạt được quán quân thì sẽ khiến vô số người cầm kính hiển vi tìm sai sót của anh. Vì thế Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng cao là thật. Thị trưởng, ngài thấy sao? Tống Như Phỉ thấy Quan Kinh Sơn không đồng ý với quan điểm của mình nên nghiêng đầu hỏi. Chị cảm thấy sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng là giả dối sao? Quan Kinh Sơn hỏi lại một câu. Nhiều người như vậy đều không nhìn ra được điểm này ư. Triệu Quốc Đống có thể dựa vào mấy thứ nói quá về kinh tế Ninh Lăng là có thể lên làm thường vụ tỉnh ủy sao? Vậy có phải là sức quan sát và phán đoán của tỉnh ủy, trung ương quá kém không? Bị Quan Kinh Sơn hỏi lại như vậy khiến Tống Như Phỉ trong lúc nhất thời không biết nói gì. Tống Như Phỉ không ngờ vị thị trưởng Quan Kinh Sơn này lại không cho mình chút mặt mũi nào cả. Thị trưởng, Ninh Lăng phát triển kinh tế đúng là có cái đáng xem nhưng tôi thấy bọn họ chắc là tốn nhiều công sức để tạo thế mà. Ví dụ như đến An Đô chúng ta tổ chức hội chợ việc làm, nghe nói còn không tiếc tuyên truyền quảng cáo ở Thượng Hải, Bắc Kinh, cùng các tỉnh thành lân cận. Tôi thấy bọn họ đây là muốn đoạt chủ, tỉnh thành của An Nguyên là An Đô chứ không phải Ninh Lăng. Tổng GDP năm ngoái của Ninh Lăng là bao nhiêu mà có vẻ muốn ngang hàng với An Đô chúng ta vậy? Tống Như Phỉ nói làm Quan Kinh Sơn nở nụ cười. Chị Tống, sao tôi cảm thấy lời của chị có vẻ ghen tị vậy? Không thể phủ nhận mấy năm nay kinh tế của Ninh Lăng phát triển rất nhanh, thậm chí nhanh quá bình thường. Chúng ta cần học tập tinh thần phấn đấu của Ninh Lăng. Một đô thị nếu như không có tinh thần đuổi theo thì sẽ không có động lực phát triển. Điểm này của Ninh Lăng có thể nói là điển hình. Chúng ta cần phải thấy được điểm thiếu hụt của mình, tìm ra ưu thế và khuyết điểm của mình, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm lại được vinh quang vốn thuộc về An Đô. Đây là giấc mộng của tôi. Quan Kinh Sơn mặc dù thừa nhận thành tựu phát triển kinh tế mấy năm qua của Ninh Lăng nhưng y hiểu An Đô và Ninh Lăng là hai cấp độ không thể so sánh. An Đô là thành phố cấp phó tỉnh, vẫn đứng thứ tư trong 16 tỉnh thành của cả nước. Mặc dù mấy năm rồi An Đô có tốc độ phát triển chậm hơn Thành Đô, Thanh Đảo, Ninh Ba, Đại Liên còn có Vũ Hán nhưng tổng GDP vẫn hơn bọn họ. Bây giờ mình làm thị trưởng An Đô chính là lúc phản kích. Phản kích cũng không phải là không nhìn vào thế mạnh của người khác, thậm chí bưng tai không thừa nhận, như vậy là lừa mình dối người. Quan Kinh Sơn sở dĩ đến đây chính là do muốn dò xét huyền bí của sự phát triển của Ninh Lăng, chẳng qua công tác chuẩn bị ở hội chợ việc làm này của Ninh Lăng lại làm y rất chấn động. Cũng không phải như lời Tống Như Phỉ nói, mặc dù Ninh Lăng có khoe khoang nhưng tuyên truyền của Ninh Lăng đúng là hấp dẫn ánh mắt người khác. Đương nhiên thường dân xem náo nhiệt, trong nghề phải xem cách bố trí. Quan Kinh Sơn đương nhiên không bị thứ bề ngoài hấp dẫn. Y chú ý đến ý nghĩa thật sự của hội chợ việc làm này do Ninh Lăng tổ chức. Điểm này Tống Như Phỉ thấy khá chính xác. Hội chợ việc làm này có ý nghĩa khác bình thường, ở trình độ nào đó là hội triển lãm hình tượng của Ninh Lăng, nhưng không thuần túy là khoe khoang mà là Ninh Lăng muốn thể hiện ưu thế của mình ra. Không thể không nói Ninh Lăng đã chú ý nhiều ở việc này. Vừa lúc thể hiện được ấn tượng, xu thế phát triển của Ninh Lăng, đồng thời cũng miêu tả sinh động hình ảnh của các công ty, kết hợp với việc tuyển người. Quan Kinh Sơn nở nụ cười, Triệu Quốc Đống này đúng là không bình thường. Một hội chợ việc làm bình thường thì chính quyền chỉ là nhân vật trung gian mà lại được hắn phát huy tác dụng đến tận cùng, phát triển thành nơi biểu diễn hình tượng của Ninh Lăng. Ninh Lăng kết hợp hoàn hảo việc thu hút đầu tư, tuyển người và tuyên truyền vào một thể để đạt được nhiều mục đích là không hề đơn giản. Quyển 16, chương 58.
Tống Như Phỉ có chút giật mình vì lời nói đầy khí phách này của Quan Kinh Sơn. Cô không tin Quan Kinh Sơn không biết chút gì về lai lịch của mình vậy mà lại nói thẳng như vậy. Điều này chỉ có thể nói rõ Quan Kinh Sơn không coi người đứng sau lưng mình vào đâu. Xem ra vị thị trưởng quan này rất tự tin. Chẳng qua bên trên lại có phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô Tôn Liên Bình, Quan Kinh Sơn thật sự tự tin dám chống đối sao? Tống Như Phỉ không tin, dù anh có thủ đoạn tốt, ý chí ngút ngàn nhưng vẫn phải rụt tay rụt chân chứ. Không có Lão Nghiêm ủng hộ thì Quan Kinh Sơn sao có thể thực hiện nguyện vọng của mình? Hay là cảm thấy Lão Nghiêm chỉ có thể lựa chọn ủng hộ y? Tống Như Phỉ không dám xác định. Đến văn phòng làm phó tránh văn phòng kiêm trưởng ban tiếp tân không phải mong muốn của cô. Cô muốn làm tránh văn phòng ủy ban nhưng việc giao dịch của lãnh đạo khiến cô không đạt được vị trí đó. Quan Kinh Sơn mặc dù làm thị trưởng An Đô chưa đầy năm nhưng đã thành công đứng vững ở thành phố An Đô, năng lực của y chưa chắc cao hơn Diêu Văn Chí nhưng thủ đoạn và mưu kế lại cao hơn Diêu Văn Chí. Chu Hành Vĩ dần dần bị đẩy tới vị trí vốn có của y. Phó thị trưởng thường trực mặc dù có thêm chữ thường trực nhưng cuối cùng vẫn là phó thị trưởng. Mà một vị thường vụ thị ủy, phó thị trưởng khác lại bị Quan Kinh Sơn ép chỉ có ở mức độ phó thị trưởng trước, thường vụ sau. Chu Hành Vĩ không thể nào chính thức thành đối thủ của Quan Kinh Sơn, làm y không thể vươn tay ra khỏi vị trí phó thị trưởng. Thị trưởng Quan, dù hai năm nay Ninh Lăng phát triển rất nhanh nhưng nếu đặt An Đô chúng ta cùng cấp độ với An Đô không phải là hạ thấp mình ư? Tống Như Phỉ khẽ cười nói. Chị Tống, ai cũng nói anh hùng không hỏi xuất thân. Ninh Lăng mặc dù chỉ là thị xã nhưng nếu Ninh Lăng chúng ta cứ có tư tưởng bảo thủ, tự mãn, còn Ninh Lăng phát triển theo tốc độ này thì 3 đến 5 năm tới bọn họ vượt qua An Đô cũng là rất bình thường. Đến lúc ấy An Đô chúng ta sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Quan Kinh Sơn cười lạnh nói. Tôi không hy vọng quan hệ giữa Ninh Lăng và An Đô dưới tay mình lại thành giống như Tô Châu và Nam Kinh, Thanh Đảo và Tế Nam, Đại Liên và Ninh Dương. Nếu thật là như vậy thì đó sẽ là nỗi bi ai và sỉ nhục của chúng ta. Tống Như Phỉ run lên, ánh mắt và lời nói lạnh lùng của Quan Kinh Sơn làm người ta cảm thấy ẩn sau sự ôn hòa của người này là sự cố chấp, cuột cường và độc. Quan Kinh Sơn cũng cảm thấy Tống Như Phỉ hơi động tâm vì lời nói của mình, y chính là hy vọng đạt được mục đích này, làm cho cô ta chuyển ý đồ của mình lại với tên kia. Hợp lại thì lợi, chia ra sẽ bại. Ngay khi Tống Như Phỉ thất thần, Quan Kinh Sơn lại nhìn về phía bên kia. Chị Tống, bên Ninh Lăng xem ra đã thấy chúng ta. Đi thôi, chúng ta không thể nào như kẻ trộm trốn tránh tránh mà. Triệu Quốc Đống có chút hứng thú nhìn một tấm bảng lớn trước mặt. Mấy công ty trọng điểm và khổng lồ được dán tên ở vị trí chính giữa, đây là đề nghị mà hắn đưa ra. Đối với Ninh Lăng mà nói mặc dù trước đây dựa vào các công ty khổng lồ và hạng mục khổng lồ để thúc đẩy kinh tế tiến lên, thậm chí có thể nói là chống đỡ bộ khung nền kinh tế Ninh Lăng, sau đó bộ khung đó không ngừng lớn mạnh, hoàn thiện. Nhưng dưới bộ khung còn cần rất nhiều các công ty vừa và nhỏ coi như mạch máu để tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh. Sự lựa chọn tỉ mỉ này cũng có các công ty tư nhân với hiệu quả kinh doanh tốt, cũng có cả một số công ty có những sản phẩm sáng tạo. Đưa mấy công ty này lên bảng vàng các doanh nghiệp Ninh Lăng cũng nhằm để thúc đẩy và cổ vũ những người muốn chủ động gây dựng sự nghiệp. Công ty thực phẩm Tiên Phong này sản xuất loại thực phẩm gì? Triệu Quốc Đống chỉ vào một tấm biển và hỏi. Tôi thấy điều kiện của đối phương đưa ra rất cao, yêu cầu học ngành thực phẩm, hơn nữa còn yêu cầu có kinh nghiệm nghiên cứu thực phẩm. Chẳng qua tiền lương rất cao, mỗi tháng 5.000, cuối năm có thưởng và thưởng cổ phần. Ha ha, tôi nhìn cũng thấy động lòng. Ồ, đây là công ty thuộc khu công nghiệp thực phẩm của Thổ Thành, quy mô không lớn, chiếm diện tích chưa đẩy 20 km. Vốn đăng ký có 800.000. Đây là công ty do mấy sinh viên đại học mở ra. Bọn họ đầu tiên đặt chân ở An Đô sau đó nghe nói bên Ninh Lăng chúng ta có chính sách giúp đỡ các công ty gây dựng sự nghiệp nên chuyển sang. Người giới thiệu là Phó Chủ tịch Thổ Thành, Lý Quang Huy. Ban quản lý khu công nghiệp tập trung huyện tôi cùng với Cục Phát triển Công ty vừa và nhỏ đã kiểm tra cho rằng công ty này rất có tương lai phát triển nên giới thiệu với công ty đảm bảo tài chính bảo lợi giúp bọn họ vay được 600.000. Bọn họ chủ yếu sản xuất các thực phẩm chức năng lấy từ mật ong, hơn nữa có 3 sản phẩm là độc quyền. Nhóm sản phẩm đầu tiên của bọn họ đã được sản xuất ra từ 3 tháng trước, cũng được xác nhận của Cục FDA Mỹ và xuất khẩu sang Mỹ. Ồ, công ty này ngay từ đầu đã quyết định chủ yếu tiêu thụ ở Mỹ. Bọn họ lấy được độc quyền ở sản phẩm nào? Triệu Quốc Đống có chút hứng thú với việc sinh viên đại học đã muốn gây dựng sự nghiệp.
nếu có thể tìm mấy điển hình như vậy tuyên truyền chính là một chiêu bài quảng cáo nói Ninh Lăng là đất vàng để gây dựng sự nghiệp, hấp dẫn càng nhiều nhà đầu tư đến Ninh Lăng. Cũng không hẳn, nghe nói mấy sinh viên hợp lại mở công ty này có một người đã công tác ở nước ngoài vài năm, mấy người khác đều là bạn học hồi đại học với y. Sau khi ra ngoài làm việc vài năm liền tập trung lại với nhau ngồi, kết quả nghĩ tới tự mình mở công ty nên mới có công ty này. Bọn họ hình như tiến hành nghiên cứu thực phẩm sinh vật, làm việc nghiên cứu có lẽ là sản phẩm từ mật ong. Bọn họ hy vọng lợi dụng vừa mở thị trường Mỹ cũng như tiến quân vào sản phẩm thực phẩm chức năng cao cấp ở trong nước. Lý Quang Huy không ngờ Triệu Quốc Đống lại hứng thú với công ty này như vậy, cũng may y hiểu khá rõ về công ty này nên nói ra được. Ừ, Vĩnh Tín, Quang Huy, đây là một điển hình tốt, các anh có thể lợi dụng tuyên truyền, cũng cần tuyên truyền các anh giúp đỡ giải quyết vấn đề khó khăn cho bọn họ như thế nào, xúc tiến bọn họ nhanh chóng phát triển ra sao. Ngành chức năng chúng ta cần phải tạo hoàn cảnh có lợi cho sự phát triển của công ty, không chỉ nhìn chằm chằm vào hạng mục lớn mà cả các công ty tư nhân có tương lai phát triển như thế này nữa. Trương Vĩnh Tín rất đồng tình với cách nói của Triệu Quốc Đống. Cái nhìn của vị bí thư thị ủy này đúng là người bình thường không thể so sánh. Khi người khác nhìn chằm chằm vào các công ty lớn, ánh mắt của hắn lại nhìn đến các có thể nhỏ, suy nghĩ làm như thế nào để tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho các công ty vừa và nhỏ phát triển. Theo Trương Vĩnh Tín thấy đây là vấn đề trình độ và tầm nhìn của lãnh đạo. Mà ở một nơi thì sự phát triển của nó phụ thuộc chính vào tầm nhìn của lãnh đạo, thậm chí còn quyết định sự phát triển của nơi đó. Có thể nói quan niệm của Triệu Quốc Đống đã ảnh hưởng đến các quận, huyện của Ninh Lăng. Bây giờ các quận, huyện đều hết sức giúp đỡ các công ty tư nhân phát triển, nó khiến cho Ninh Lăng tạo được không khí tốt cho các công ty tư nhân phát triển. Triệu Quốc Đống nói lập tức mở ra đề tài làm như thế nào hấp dẫn và bồi dưỡng các công ty tư nhân phát triển. Trung Dược Quân, Cố Vĩnh Bân và Lỗ Năng đều thảo luận làm như thế nào để Ninh Lăng có không khí thích hợp cho công ty tư nhân phát triển, làm như thế nào giải quyết khó khăn của các công ty này. Căn cứ điều tra của thị xã thì kinh tế tư nhân đã chiếm trên 70% GDP của Ninh Lăng, hơn nữa có lẽ tỷ lệ này trong năm nay sẽ càng tăng lên. Ở Tây Giang thì tỷ lệ này là 85%, ở Vân Lĩnh thấp nhất cũng chiếm đến 50%. Đồng thời khu vực kinh tế tư nhân giải quyết trên 80% công ăn việc làm cho người lao động. Hơn nữa tỷ lệ này có lẽ càng lúc càng tăng lên. Ninh Lăng có trụ cột kém cùng với việc là thị xã có truyền thống sản xuất nông nghiệp nên nếu muốn phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động phải dựa chính vào khu vực kinh tế tư nhân. Trung Dược Quân có chút hưng phấn nói. Phát triển kinh tế tư nhân không thể chỉ nói chuyện vào các công ty lớn, hạng mục lớn mà tập trung giúp đỡ các công ty nhỏ, tạo hoàn cảnh tốt đẹp là điểm mấu chốt. Làm được như vậy mới có thể chính thức để Ninh Lăng chúng ta luôn duy trì với tốc độ phát triển nhanh chóng. Thị xã chúng ta dẫn đầu thành lập cục phát triển công ty vừa và nhỏ cũng chính là vì nguyên nhân này. Quyển 16, chương 5-19. Triệu Quốc Đống im lặng lắng nghe Trung Dược Quân nói. Trung Dược Quân ăn nói không được tốt lắm nhưng vẫn hơn khi so sánh với Cố Vĩnh Bân và Lý Đại Phú. Trong bộ máy thị ủy, ủy ban người ăn nói tốt nhất phải kể đến đó là Lỗ Năng cùng Trúc Văn Khôi. Bây giờ có thêm phó thị trưởng Văn Ngạn Hoa ăn nói khá được, mấy người như Lam Quang, Tiêu Phượng Minh, Tằng Lệnh Thuần cùng Lưu Như Hoài nói chuyện khá bình thường. Nhưng Trung Dược Quân này một khi hưng phấn thì cũng sẽ nói thao thao bất tuyệt, ví dụ như lúc này vậy. Ai cũng không thích người khác cắt ngang sự hưng phấn của mình, Triệu Quốc Đống và những người khác đều biết ý lắng nghe Trung Dược Quân phát huy. Các cơ quan nhà nước của thị xã chúng ta theo tôi thấy cần làm được hai điểm. Một chính là cung cấp một hoàn cảnh, không khí thích hợp cho sự phát triển và sáng tạo, làm cho các ý tưởng sáng tạo có thể biến thành sự thật, làm cho các công ty có thể trưởng thành từng bước từ yếu đến mạnh. Một điểm nữa chính là thỏa mãn được nhu cầu cuộc sống của quần chúng nhân dân, không ngừng cải thiện tác phong làm việc, cung cấp các điều kiện tốt nhất ở mức có thể cho dân chúng. Nếu làm được hai điểm này thì tôi nghĩ chính quyền thị xã mới coi như đủ tư cách. Triệu Quốc Đống gật đầu đồng tình, hai điểm mà Trung Dược Quân đưa ra coi như giống những gì hắn nghĩ. Phía trước có thể nói là điều kiện quan trọng nhất để phát triển kinh tế, về sau chính là lấy sự phát triển kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân. Bí thư Triệu, bên kia hình như có vị lãnh đạo nào tới thì phải, ngài xem. Ồ, tôi thấy hình như là thị trưởng Quan Kinh Sơn của thành phố An Đô thì phải. Lỗ Năng nhìn về phía bên kia rồi đột nhiên nói. Ồ, Triệu Quốc Đống ngẩn ra nhìn lại quả nhiên là thị trưởng thành phố An Đô, Quan Kinh Sơn cùng với phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố An Đô, Tống Như Phỉ vẫn hay giúp đỡ Lam Đại. Sự quân, thị trưởng Quan An Đô cũng tới đây này.
Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc cắt ngang mạch nói chuyện của Trung Dược Quân. Quan Kinh Sơn. Trung Dược Quân và Quan Kinh Sơn coi như khá quen mặt vì dù sao cũng hay họp cùng nhau trên tỉnh. Mà Quan Kinh Sơn này cũng là nhân vật khá dẻo miệng. Trung Dược Quân nhìn cái nhận ra đó là Quan Kinh Sơn. Quan Kinh Sơn cũng thấy đoàn người Ninh Lăng đã nhận ra mình nên đi nhanh tới trước một chút. Y nở nụ cười và nói. Bí thư Triệu, thị trưởng Trung, sao trùng hợp như vậy? Ha ha, thị trưởng Quan, là chúng tôi nên nói trùng hợp mới đúng. Ninh Lăng chúng tôi mượn đất quý Ninh Lăng một chút coi như làm phiền các anh. Triệu Quốc Đống cũng cười cười đưa tay ra bắt tay đối phương. Đúng thế thị trưởng Quan, tôi và bí thư Triệu cũng còn đang suy nghĩ Ninh Lăng như thế này có phải là đào góc tường của An Đô không? Trung Dược Quân nở nụ cười bắt tay Quan Kinh Sơn, sau đó y giới thiệu đám người Cố Vĩnh Bân, Lỗ Năng với Quan Kinh Sơn. Quan Kinh Sơn cũng giới thiệu Tống Như Phỉ với bên phía Ninh Lăng. Ha ha! An Đô cũng không chỉ là của riêng An Đô, là tỉnh thành nên nó là An Đô của toàn bộ nhân dân tỉnh An Nguyên. Bí thư Triệu, anh nói có đúng không? Quan Kinh Sơn và Triệu Quốc Đống cũng đã gặp mặt vài lần. Mặc dù đã biết nhưng đến nay chưa có cơ hội ăn cơm cùng nhau, cũng không có cơ hội chính thức nói chuyện với nhau, chỉ có thể coi như gặp gật đầu chào nhau mà thôi. Có thể nói y và Trung Dược Quân quen với nhau hơn. Thành phố An Đô là một sân khấu lớn, chúng tôi nhiệt liệt chào mừng các thành phố, thị xã anh em đến An Đô biểu diễn. Triệu Quốc Đống nghe ra được ý trong câu nói của Quan Kinh Sơn. Xem ra hội chợ việc làm lần này của Ninh Lăng đã kích thích một số người. Thị trưởng Quan, Ninh Lăng ở nơi xa xôi, điều kiện khá kém nên nếu muốn phát triển kinh tế thì nhân tài là khát vọng lớn nhất của chúng tôi. Ninh Lăng chúng tôi đến bây giờ chỉ mới có Học viện Sư phạm Ninh Lăng miễn cưỡng coi như trường đại học. Nếu so sánh với An Đô thì chỉ sợ ở phương diện giáo dục đại học, Ninh Lăng phải kém đến mấy chục lần. Vì thế lựa chọn tổ chức hội chợ việc làm như thế này cũng là hành động bất đắc dĩ. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Tôi cũng hy vọng thị trưởng Quan sau khi xem xong sẽ giúp đỡ chúng tôi, chỉ ra điểm thiếu sót của chúng tôi, có cơ hội cũng đề cử giúp Ninh Lăng chúng tôi nhiều hơn, làm cho Ninh Lăng là nơi miền núi có thể được hưởng ánh nắng từ thành phố lớn. Ha ha, bí thư Triệu, anh đúng là biết nói đùa. Anh đây không phải để tôi tự đào góc tường nhà mình đó chứ. Nếu thật sự có nhân tài thì tôi cũng sẽ đề cử cho An Đô trước. An Đô chúng tôi là thành phố lớn thì thoạt nhìn có vẻ hấp dẫn nhân tài hơn, tài nguyên nhân tài cũng khá phong phú. Nhưng định vị của An Đô và Ninh Lăng là khác nhau. Chúng tôi muốn cạnh tranh với các đô thị lớn như Thành Đô, Trùng Khánh, Vũ Hán, thậm chí còn phải cạnh tranh với Bắc Kinh, Thượng Hải. An Đô chúng tôi muốn phát triển kinh tế thì càng cần nhiều nhân tài với loại hình càng phong phú hơn. Giọng điệu của Quan Kinh Sơn rất kiên quyết, cũng khá lớn lối. Mấy người Ninh Lăng như Trung Dược Quân, Cố Vĩnh Bân cùng với Lỗ Năng nghe được đều có chút khó chịu. Đối phương đây như là muốn đứng ở vị trí cao hơn chèn ép Ninh Lăng, căn bản không coi Ninh Lăng là ngang hàng với An Đô. Mặc dù đây là sự thật nhưng Ninh Lăng mấy năm nay phát triển rất nhanh khiến người Ninh Lăng không chịu nổi sự coi thường đó. Thị trưởng Quan nói rất đúng, An Đô là tỉnh thành của tỉnh An Nguyên nên cần phải có sự định vị rõ ràng. Dù là ở phương diện nào cũng không nên tiến hành cạnh tranh với các đô thị anh em như Ninh Lăng, mà nên đưa mắt ra cả nước, đặt mục tiêu ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải. An Đô cần cạnh tranh với bọn họ về ngành nghề, nhân tài, còn ở trong tỉnh thì không nên cạnh tranh mà để do thị trường tự lựa chọn. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm cho dù là Trung Dược Quân, Cố Vĩnh Bân hay là Quan Kinh Sơn, Tống Như Phỉ đều cảm thấy sự kiêu ngạo trong đó. An Đô đúng là thành phố lớn thì nên cạnh tranh với mấy thành phố lớn như Trùng Khánh, Thượng Hải chứ. Nhưng biểu hiện của An Đô là sao? Anh có xứng với vị trí là tỉnh thành của tỉnh An Nguyên không? Khinh thường cạnh tranh với Ninh Lăng vậy phải xem anh có gì mạnh hơn Ninh Lăng. Quan Kinh Sơn vẫn nở nụ cười chẳng qua Tống Như Phỉ có thể nhận ra vẻ lạnh lùng hiện lên trong mắt đối phương, hiển nhiên có chút phản cảm với thái độ của Triệu Quốc Đống. Mà Triệu Quốc Đống lại tỏ vẻ rất bình tĩnh như lời nói vừa rồi không có quan hệ gì tới hắn vậy. Ánh mắt hai người như viên đạn đấu nhau trong không trung. Sau đó gần như cả hai cùng nở nụ cười. Thị trưởng Quan, xem ra chúng ta có nhiều ngôn ngữ chung rồi. Tôi chào mừng thị trưởng Quan đến Ninh Lăng chúng tôi xem một chút. An Đô ở nhiều khía cạnh là đại ca của Ninh Lăng, chúng tôi rất hy vọng có thể tham khảo kinh nghiệm phát triển của An Đô. Ha ha, bí thư Triệu. Có cơ hội tôi nhất định sẽ tới. An Đô hai năm nay phát triển khá chậm, mặc dù tình hình của Ninh Lăng khác An Đô nhưng có câu có công mài đá sẽ có lúc thành vàng mà.
tôi cũng hy vọng kinh nghiệm phát triển của Ninh Lăng có thể giúp An Đô chúng tôi tìm được con đường phát triển cho mình. Quan Kinh Sơn và Tống Như Phỉ rời đi, ra khỏi trung tâm triển lãm, lên xe mà vẻ mặt Quan Kinh Sơn vẫn mang theo một tia lạnh lùng. Thị trưởng Quan, Triệu Quốc Đống này nói khá lớn lối, lời này của hắn rõ ràng mang tính khiêu chiến. Tống Như Phỉ nói, hắn có tư cách đó, nếu tôi là hắn thì ở trường hợp này cũng sẽ nói như vậy, thậm chí còn hơn. Quan Kinh Sơn lạnh lùng nói, đồng thời y cũng phản cảm vì Tống Như Phỉ lại nói như vậy. Cô ta đây là khơi mào mâu thuẫn giữa mình và Triệu Quốc Đống. An Đô chúng ta mấy năm nay phát triển không được tốt, đây không phải chuyện gì bí ẩn cả. Nghĩ biện pháp bù lại mới là điều quan trọng nhất. Ồ, thị trưởng Quan, tôi thấy Ninh Lăng rất có dã tâm. Hội chợ việc làm lần này của bọn họ đâu có đơn thuần là hội chợ việc làm, còn nặng mùi thu hút đầu tư. Tôi nhìn qua các quận, huyện Ninh Lăng đều cố ý thể hiện mình, còn làm ra vẻ thần bí. Tống Như Phỉ như không cảm thấy thái độ của Quan Kinh Sơn mà nói tiếp theo ý mình. Triệu Quốc Đống này không bình thường, chỉ riêng một hội chợ việc làm mà tạo được không khí như vậy đã thể hiện khí phách và tầm nhìn của hắn. Như cô nói, đây không chỉ là hội chợ việc làm mà còn là hội chợ biểu diễn, thu hút đầu tư, giới thiệu chính sách, mấy tính năng gộp lại chính là muốn thể hiện việc Ninh Lăng coi trọng nhân tài. Quan Kinh Sơn thở dài một tiếng, Triệu Quốc Đống này có thể lên làm thường vụ tỉnh ủy đúng là có bản lĩnh của hắn. Rất nhiều người chỉ coi hội chợ việc làm là nơi giải quyết khó khăn về người lao động cho các công ty mà Ninh Lăng lại thoáng cái phá vỡ khái niệm này. Quan Kinh Sơn thậm chí có thể khẳng định lần này mọi người sẽ được thấy một hội chợ việc làm hoàn toàn mới. Mà ở phương diện này quan niệm của An Đô đúng là không theo kịp, đây là chênh lệch và là điều mình cần thay đổi. Quyển 16, chương 60. Nhìn hai người Quan Kinh Sơn rời đi, Lỗ Năng hừ một tiếng và khinh thường nói. Bí thư Triệu, thị trưởng Trung, vị thị trưởng Quan này xem ra khá kiêu ngạo. Với biểu hiện bây giờ của An Đô mà dám ra vẻ với Ninh Lăng chúng ta sao? Lớn lối thật đó. Đây cũng là bình thường. Chúng ta đến An Đô làm như thế này đúng là đến tận nhà ăn hiếp người khác. Tôi đoán có lẽ Quan Kinh Sơn có phải nghe được tin từ đâu đó nên cố ý tới xem. Kết quả chúng ta che rất nhiều cảnh, nhiều chỗ còn chưa được bày ra nên cảm thấy chúng ta ra vẻ thần bí nên có chút bực tức. Trung Dược Quân rất thích khi thấy y không chiếm được chút ưu thế nào trước mặt Triệu Quốc Đống. Vị thị trưởng An Đô này có vẻ kiêu ngạo, bình thường tiếp xúc mặc dù cũng có lễ độ, lịch sử nhưng từ lời nói đến cử chỉ luôn mang theo một tia kiêu căng. Chẳng qua Quan Kinh Sơn gặp phải người như Triệu Quốc Đống đúng là gặp phải địch thủ. Dù sao lạc đà gầy vẫn hơn ngực khỏe, tình hình An Đô năm nay đã có biến chuyển tốt đẹp. Mặc dù bị chính sách khống chế kinh tế vĩ mô nhưng nghe nói cũng có thể đạt đến 5%. GDP cũng sẽ đột phá 220 tỷ, vẫn đứng đầu khu vực Trung Tây chúng ta. Ngoài Trùng Khánh là thành phố trực thuộc Trung ương là hơn An Đô ra thì Thành Đô cùng Vũ Hán muốn đuổi kịp An Đô cũng phải mất 1-2 năm nữa. Nhưng An Đô cứ như vậy chậm phát triển đúng là làm tỉnh không hài lòng. An Đô trước là đầu tàu của khu vực Trung Tây bây giờ lại thành quý tộc xuống dốc, ở khu vực Duyên Hải có rất nhiều thị xã vượt trên An Đô. Anh nói việc này có làm trong tỉnh hài lòng được không? Nhìn hai người Quan Kinh Sơn rời đi, Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Bây giờ trên tỉnh rất kỳ vọng vào Quan Kinh Sơn, khi từ Bộ Thương mại xuống, trước khi làm trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại đã từng làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Tân Hải, Thiên Tân, phải nói vừa có kinh nghiệm công tác cơ sở vừa có cái nhìn đại cuộc. Từ tình hình hiện nay thì An Đô đã có vài biến hóa đáng mừng. Mặc dù biến hóa này chưa lớn nhưng dù sao có biến hóa là có hy vọng. Một thành phố lớn như An Đô với trên 10 triệu dân thì địa vị đương nhiên khác. Anh không thể trông cậy nó nhanh chóng thay đổi trong một năm, hai năm như Ninh Lăng. Nhưng thời gian không đợi người, nếu không có chút động tác nào để thay đổi thì không được. Chừng mực trong đó phải xem Quan Kinh Sơn nắm bắt ra sao. Triệu Quốc Đống một chữ không nhắc tới Tôn Liên Bình giống như Tôn Liên Bình và Quan Kinh Sơn là một vậy. Chẳng qua theo tình hình hiện nay thì hai người phối hợp khá tốt. Nhưng theo thời gian trôi qua Tôn Liên Bình và Quan Kinh Sơn có duy trì được quan hệ như hiện nay hay không cũng khó nói. Mấy người Trung Dược Quân cũng mơ hồ biết tình hình ở An Đô, chẳng qua từ góc độ của bọn họ nhìn nhận vấn đề và tin tức có được đương nhiên không bằng Triệu Quốc Đống. Đối với nhiều vấn đề bọn họ như nhìn hoa trong sương. Lời của Triệu Quốc Đống làm bọn họ cảm thấy An Đô và Ninh Lăng đúng là ở hai cấp độ khác nhau. Đây không chỉ về thực lực kinh tế, địa vị chính trị. Ngay cả phân phối quyền lực ở An Đô cũng rất phức tạp. Kinh tế An Đô một khi chính thức khởi động lên được thì tất cả các thành phố, thị xã của tỉnh không thể so sánh được.
địa vị chính trị, ưu thế địa lý, trụ cột kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục, tố chất dân cư, hệ thống cơ sở vật chất dùng chung đã được tích lũy vài chục năm, không phải đô thị nào cũng có thể vượt qua. Ninh Lăng chúng ta là do nắm bắt cơ hội tốt nên lao tới trước. Nhưng chúng ta cũng phải thấy được khuyết điểm của mình. Bí thư Triệu đề cập chính là Ninh Lăng phải cởi trói hoàn toàn cho nền kinh tế tư nhân, xúc tiến nó phát triển, về phần khác cũng không ngừng xây dựng trụ cột cho tốt. Nhất là khi Ninh Lăng chúng ta thiếu về nền tảng cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật, giáo dục thì càng phát triển kinh tế để kéo gần khoảng cách. Tôi thấy đây là cơ hội duy nhất để Ninh Lăng chúng ta có thể theo kịp Ando. Câu này của Trung Dược Quân làm cả Cố Vĩnh Bân và Lỗ Năng đều giật mình. Triệu Quốc Đống cũng có chút vui mừng vì ý này của Trung Dược Quân. Trung Dược Quân bây giờ đã dần thay đổi suy nghĩ, không nhìn nhận vấn đề ở góc độ một vị thị trưởng đơn thuần mà là nhìn xa hơn. Trương Vĩnh Tín đứng cạnh nghe mấy lãnh đạo nói chuyện với nhau. Từ khí phách của Triệu Quốc Đống khi nói chuyện với Quan Kinh Sơn làm y thấy được một mặt của vị thường vụ tỉnh ủy trẻ tuổi khi gặp người ngang cấp. Y cảm thấy bí thư Triệu phản kích rất có chừng mực làm đối phương không chiếm được chút ưu thế nào, đồng thời cũng không làm đối phương quá mất mặt. Có thể nói bí thư Triệu đã rất xảo diệu chèn ép đối phương mà không gây ra mâu thuẫn. Trương Vĩnh Tín vốn cho rằng mình công tác ở khu vực Duyên Hải nhiều năm, bây giờ về nội địa thì dù ở phương diện nào mình vẫn hơn. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu y mới cảm thấy quan điểm của mình có thành kiến. Ít nhất ở Ninh Lăng này không giống như vậy. Tầm nhìn xa trông rộng của Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân bình thản, hài hòa nhưng giỏi xử lý công việc, Lam Quang trầm ổn, Trúc Văn Khôi có sức chấp hành. Mấy người đó đều làm y có ấn tượng rất sâu. Mà một bộ máy như vậy có thể dung hợp lại một cách hài hòa, mỗi một công việc đều luôn nhanh chóng tập trung lực lượng giải quyết, dù là giải phóng mặt bằng hay tuyên truyền, thu hút đầu tư hay thúc đẩy hạng mục thì anh đều có thể thấy Ninh Lăng làm rất nhanh. Đây là điều Trương Vĩnh Tín rất thích. Từ cách nói chuyện của lãnh đạo, Trương Vĩnh Tín cũng có thể nắm bắt được và hiểu thêm về phương hướng phát triển sau đây của Ninh Lăng, biết nên triển khai công việc như thế nào. Mà quan điểm Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đưa ra cũng vượt xa cái nhìn của lãnh đạo đảng ủy, chính quyền nội địa. Khi mấy người đang nói chuyện, Vân Duệ cầm điện thoại tới cho Triệu Quốc Đống. Trưởng ban thư ký, vâng, tôi đang ở trung tâm triển lãm tỉnh. Ừ, tôi xem tình hình chuẩn bị một chút, cơ bản đã bố trí xong, rất hoan nghênh trưởng ban thư ký đến chỉ điểm. Ngài là lão lãnh đạo của Đại học An Nguyên, đây là cái nôi đào tạo nhân tài của tỉnh ta. Triệu Quốc Đống vừa cười vừa mời. Hả, bí thư Đông Lưu cũng sẽ tới. Bao giờ vậy? Ngay bây giờ, được, tôi và Dược Quân đều ở đây. Chúng tôi ở đây chờ bí thư Đông Lưu và ngài. Bí thư Triệu, bí thư Đông Lưu sẽ tới. Mấy người Trung Dược Quân hơi giật mình. Bọn họ không nghĩ bí thư tỉnh ủy ứng Đông Lưu lại có hứng thú với hội chợ việc làm này của Ninh Lăng. Ừ, bí thư Đông Lưu và trưởng ban thư ký Kính Quang sẽ tới. Bí thư Đông Lưu muốn xem hội chợ việc làm của Ninh Lăng chúng ta có gì mới mẻ không? Hừ, xem ra hội chợ việc làm lần này tạo ra phong ba không nhỏ rồi, ngay cả bí thư Đông Lưu cũng bị kinh động. Không biết đám người đó cứ nhìn chằm chằm vào Ninh Lăng làm gì, không dành tâm trí đó lo làm việc của mình đi. Triệu Quốc Đống cũng biết có một số người bất mãn với hội chợ việc làm này của Ninh Lăng, cho rằng đây là ra vẻ, để hấp dẫn ánh mắt người khác chứ không có bao tác dụng. Chẳng qua hắn không thèm để ý. Ninh Lăng làm chuyện gì không cần xem vẻ mặt của ai. Hơn nữa bây giờ trong tỉnh cũng có không ít người thích thay mặt tốt của Ninh Lăng. Ninh Lăng bây giờ coi như chiếm hết danh tiếng đương nhiên khiến người khác mất mặt. Có một số người không biết tự tìm nguyên nhân mình không phát triển mà lại nghĩ cách châm chọc đối phương. Mấy người Trung Dược Quân cũng nghe ra ý của Triệu Quốc Đống nên cùng nở nụ cười. Triệu Quốc Đống cũng ở đó. Ứng Đông Lưu nói. Ừ, ở trung tâm triển lãm. Mấy người Trung Dược Quân cũng ở đó, xem ra bọn họ muốn kiểm tra lần cuối. Dương Kính Quang cười nói. Tôi thấy Triệu Quốc Đống này đã không làm thì thôi, đã làm sẽ mang lại tiếng vang lớn, muốn cho người trong thiên hạ đều biết. Ví dụ hội chợ việc làm lần này Ninh Lăng đã quảng cáo khắp nơi, cả ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Mấy hôm trước một vị phó hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tế gọi điện nói với tôi rằng Ninh Lăng đã gửi tờ quảng cáo đến tay hội sinh viên trường bọn họ. Nói cán bộ Ninh Lăng chúng ta đúng là chăm chỉ làm việc, chứ trước đó rất nhiều người thậm chí không biết Ninh Lăng là ở đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 16, chương 61. Đây là chuyện tốt, để ở trong phòng không ai biết, rượu ngon không sợ để ở hang sâu, mây quan niệm này đã dần thay đổi.
Tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng rất nhanh nhưng khiếm khuyết của bọn họ cũng rất rõ ràng, đó là lực lượng nghiên cứu khoa học và giáo dục còn yếu, xây dựng cơ sở vật chất 2 năm nay mặc dù đẩy mạnh nhưng vẫn còn chênh lệch không nhỏ với mấy thành phố như Miên Châu, Lam Sơn chứ không nói so sánh với An Đô. Ứng Đông Lưu trầm giọng nói. Bọn họ làm như vậy theo tôi thấy cũng là kế sách, đây là kế hấp dẫn nhân tài. Ha ha, có một số lãnh đạo của chúng ta có ý kiến với cách làm này của Ninh Lăng. Dương Kính Quang cười nói. Như vậy quá hẹp hòi. Mỗi một đô thị có con đường phát triển của mình, chỉ cần trong phạm vi pháp luật thì anh dù dùng phương pháp gì trên tỉnh cũng không nên can dự quá nhiều. Anh nói họ ra vẻ cũng tốt, khoe khoang cũng tốt, chỉ cần đạt mục đích là được. Tôi cảm thấy thị ủy Ninh Lăng có thể thấy khuyết điểm của mình rồi có sách lược đối phó là đáng khen. Ứng Đông Lưu tỏ khá rõ thái độ của mình. Đương nhiên một số ít lãnh đạo có cái nhìn khác cũng là bình thường, dù sao động tác lần này của Ninh Lăng hơi lớn, tôi cảm thấy chúng ta cần có suy nghĩ khách quan phân tích từng vấn đề cụ thể. Dương Kính Quang gật đầu nói. Tôi nghĩ Triệu Quốc Đống nghe thấy lời này của ngài sẽ yên tâm hơn nhiều. Trong thời gian này có nhiều lời bàn tán về việc Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm ở Ninh Lăng, tôi đoán áp lực của bọn họ là rất lớn. Anh có lẽ xem nhẹ năng lực chống áp lực của Triệu Quốc Đống rồi. Tên này không dễ dàng bị áp lực bên ngoài hoặc dư luận ảnh hưởng đâu. Dương Kính Quang lắc đầu nói. Tôi thật ra hy vọng cậu ta có nhiều động tác sáng tạo, chỉ cần có thể thúc đẩy xã hội, kinh tế phát triển thì có thể thử, dù có tranh luận cũng là bình thường. Ha ha, Bí thư Ứng. Lời này nên chọn một đại hội nào đó để nói, như vậy sẽ tránh cho một số người có tư tưởng không cần thiết. Dương Kính Quang đề nghị. Nói mặc dù là như vậy nhưng chính thức muốn nghe vào thì tôi thấy phải xem hiệu quả từ hội chợ việc làm này của Ninh Lăng. Bọn họ nếu đã dồn nhiều công sức như vậy tôi nghĩ tất nhiên là có chuẩn bị, đạt được thành tích là cách thuyết minh tốt nhất. Ứng Đông Lưu cười nói. Mặc dù sớm chuẩn bị tư tưởng nhưng nhìn cách bài trí với quy mô lớn và tỉ mỉ của Ninh Lăng vẫn làm Ứng Đông Lưu, Dương Kính Quang giật mình. Từ lối vào cửa chính là một bức ảnh lớn cao 4 mét, rộng 10 mét, đây là ảnh chụp từ Nam sang Bắc ở đoạn sông Tú Hà đổ vào dòng Ô Giang. Nhìn bức ảnh phía xa nhất còn có thể thấy một con sông khác chạy từ phía Đông Nam sang Tây Bắc rót vào dòng Ô Giang, đó là sông Thúy Hà. Mà đoạn giao nhau giữa sông Tú Hà, Ô Giang lại là một loạt các căn nhà cao tầng cùng công trường, mặt khác là một dãy các công trình kiến trúc cổ xưa. Một bên là công trình cổ, một bên là sự hiện đại hóa đan xen làm người ta phải chú ý rất kỹ. Bức ảnh này có thể nói chụp rất đẹp, bày hết tất cả sự phồn hoa, sức sống của nội thành Ninh Lăng. Chẳng qua chỉ riêng bức ảnh này còn không đến mức khiến Ứng Đông Lưu, Dương Kính Quang giật mình. Chính thức làm bọn họ giật mình đó là mô hình lập thể đô thị ở gần đó. Mô hình này trên cơ bản được sắp xếp theo quy mô Ninh Lăng, rõ ràng do bàn tay chuyên môn thực hiện hơn nữa không có thời gian 2-3 tháng để làm là không thể xong được. Ứng Đông Lưu, Dương Kính Quang không nghĩ Ninh Lăng lại tốn nhiều tâm huyết cho hội chợ việc làm này như vậy. Chỉ riêng chi phí cho mô hình lập thể này đã không dưới 200 ngàn. Ứng Đông Lưu, Dương Kính Quang lẳng lặng đứng trước mô hình với diện tích trên 100 mét vuông này mà xem. Đây chắc là Ô Giang phải không? Ứng Đông Lưu gật đầu chỉ tay vào một con sông rót vào dòng Ô Giang. Bí thư Ứng, trưởng ban thư ký, đây là sông Tú Hà chảy từ Đông Nam sang Tây Bắc và vào dòng Ô Giang, con sông kia là Thúy Hà. Triệu Quốc Đống không lên tiếng mà nhìn thoáng qua Lỗ Năng. Đối phương hiểu ý và biết đây là lãnh đạo để cho mình cơ hội thể hiện trước mặt bí thư tỉnh ủy. Làm trưởng ban tuyên giáo thị ủy giảng giải cho bí thư tỉnh ủy và trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng là hợp lý. Nội thành Ninh Lăng chúng tôi nằm giữa ba dòng Ô Giang, sông Tú Hà, Thúy Hà. Bí thư Ứng, trưởng ban thư ký, xin mời xem, đây là cầu Huy Hoàng 2 ngày tới sẽ thông xe, mà cây cầu Đoàn Kết, Đông Phương Hồng cũng sẽ chính thức khởi công xây dựng sau khi cầu Huy Hoàng khánh thành, dự tính đến 1 tháng 5 năm sau sẽ khởi công. Hơn nữa còn có cầu qua quốc lộ 915 cùng cầu qua cao tốc An Tương sẽ nối liền nội thành Ninh Lăng, Tây Giang với quận Đông Giang để cùng phát triển. Cầu Huy Hoàng, Đoàn Kết, Đông Phương Hồng, Quốc Đống, Dược Quân tên ba cây cầu này của Ninh Lăng cũng thú vị đó chứ. Ứng Đông Lưu cười nói. Có thể nói sao lại đặt tên như vậy không? Bí thư Ứng, là như thế này, cầu Huy Hoàng tượng trưng cho thành tựu mà Ninh Lăng đạt được sau hơn 20 năm cải cách. Cầu Đoàn Kết đại biểu cho sự đoàn kết của hơn 5,4 triệu người dân Ninh Lăng đang ra sức phấn đấu để phát triển Ninh Lăng. Còn cầu Đông Phương Hồng đại biểu Ninh Lăng chúng tôi ở khu vực An Đông như một mặt trời mọc từ phía đông, không gì có thể ngăn cản. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói.
Rất hay, tên đặt cũng hay. Ứng Đông Lưu gật đầu hài lòng. Chẳng qua lần này Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm mà lại bày mô hình đô thị ra như thế này là có ý gì? Lúc này Ứng Đông Lưu không điểm danh hỏi ai nên Triệu Quốc Đống biết ý lùi ra sau nửa bước nhường cơ hội cho Trung Dược Quân. Bí thư Ứng, thị ủy chúng tôi nghĩ như thế này. Hội chợ việc làm trên danh nghĩa là để các công ty chọn nhân viên thích hợp cho mình, đồng thời cũng là nơi các nhân tài tìm cơ hội việc làm cho mình. Mà chúng tôi cảm thấy nếu như nhân tài thì họ vừa muốn có công việc thích hợp với mình, đồng thời cũng cân nhắc đến đô thị nơi bọn họ sẽ sinh sống và làm việc. Trung Dược Quân đương nhiên không bỏ qua cơ hội thể hiện quan điểm của mình với bí thư tỉnh ủy. Nếu một đô thị mặc dù mang tới sân khấu làm việc và phát triển cho bọn họ nhưng lại ô nhiễm môi trường, cuộc sống không được tốt, hiệu suất làm việc của cơ quan nhà nước thấp, thậm chí không nhìn thấy tương lai phát triển của đô thị đó thì chúng tôi cho rằng sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực và lòng tin vào làm các công ty ở Ninh Lăng của bọn họ. Vì thế chúng tôi quyết định lợi dụng cơ hội này thể hiện phong thái đô thị Ninh Lăng, làm cho người lao động thấy được bọn họ đến Ninh Lăng vừa có công việc tốt, vừa có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp và thấy được cảm giác khác so với những nơi khác. Ứng Đông Lưu cười ha hả nói. Dược Quân, anh nói xem Ninh Lăng có gì khác với những nơi khác. Ninh Lăng là thành phố năng lượng mới của cả nước thậm chí toàn châu Á, là trụ sở thiết bị điện của cả nước, là trụ sở quan trọng của các ngành nghề mới, kinh tế duy trì phát triển liên tục. Điều này có nghĩa người lao động chọn đến làm việc hoặc gây dựng sự nghiệp ở Ninh Lăng thì sẽ có không gian phát triển tốt đẹp. Thấy Ứng Đông Lưu có vẻ hứng thú, Trung Dược Quân khá vui. Đô thị Ninh Lăng cũng cố gắng giữ lại nét cổ kính, đồng thời cũng xây dựng nội thành hiện đại hóa bên Đông Giang. Người lao động có thể chọn sống cuộc sống với truyền thống văn hóa hoặc là hiện đại, hoặc kết hợp cả hai. Ứng Đông Lưu nở nụ cười. Trung Dược Quân này xem ra cũng bị Triệu Quốc Đống làm ảnh hưởng khiến quan niệm thay đổi. Có thể nói việc lớn nhất mà Triệu Quốc Đống làm được ở Ninh Lăng chính là khiến cán bộ lãnh đạo Ninh Lăng tự tin đối mặt tất cả. Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng chúng tôi cũng đang cố gắng xây dựng Ninh Lăng thành đô thị thích hợp nhất cho cuộc sống và làm việc của tỉnh, thậm chí cả nước. Chúng tôi sẽ cung cấp hoàn cảnh sống, làm việc, cơ sở vật chất dùng chung, hệ thống an sinh xã hội hoặc là tác phong làm việc của cơ quan nhà nước đều ở mức ưu việt. Đây là sự tự tin lớn nhất của chúng tôi. Quyển 16, chương 62. Ứng Đông Lưu và Dương Kính Quang cuối cùng đã đi. Hai người ở đây hơn tiếng rưỡi đúng là nằm ngoài dự đoán của Triệu Quốc Đống. Ứng Đông Lưu rất hứng thú với tấm biển vinh danh các công ty của Ninh Lăng, thậm chí còn hỏi qua tình hình vài công ty. Sau khi nghe xong trả lời làm Ứng Đông Lưu rất hài lòng. Các quận, huyện của Ninh Lăng đều cố gắng thể hiện ưu thế của mình. Ví dụ như khu khai phát, Tây Giang, Đông Giang, Thổ Thành, Hoa Lâm đều thể hiện hết các đặc sắc của mình. Chính quyền Ninh Lăng lại cố gắng thể hiện mình sẽ cung cấp hoàn cảnh tốt đẹp cho các công ty và người lao động sống và làm việc. Ví dụ như nhà dành cho chuyên gia, trợ cấp nhân tài cùng với ký túc xá cho nhân viên, trung tâm văn hóa thể thao cho nhân viên, đảm bảo cung cấp tài chính cho người muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Những điều này đều khiến Ứng Đông Lưu chú ý. Gần như đi đến đâu y đều cẩn thận hỏi, việc này cũng làm cho mấy vị lãnh đạo thị xã Ninh Lăng có cơ hội nói ra quan điểm và cái nhìn của mình với bí thư tỉnh ủy. Khi Ứng Đông Lưu và Dương Kính Quang lên xe rời đi, mấy người Triệu Quốc Đống mới thở phào nhẹ nhõm. Bí thư tỉnh ủy cùng trưởng ban thư ký tỉnh ủy đến xem trước là một vinh dự đủ để lãnh đạo thành phố, thị xã khác đỏ mắt. Cái này còn chưa tính khi khai mạc phó chủ tịch thường trực tỉnh Nhâm Vi Phong cũng sẽ tới. Bí thư Triệu, hôm nay xem ra khá tốt, chẳng những quan Kinh Sơn đến còn nghênh đón bí thư Ứng và trưởng ban thư ký Dương. Bí thư Ứng có ấn tượng tốt đối với hội chợ việc làm của chúng ta, không giống một số người nói này nói kia. Đúng như bí thư Ứng nói. Thời gian là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, tôi tin sau khi hội chợ việc làm này kết thúc, các công ty Ninh Lăng chúng ta chẳng những được nhiều nhân tài gia nhập, hơn nữa hình ảnh Ninh Lăng chúng ta cũng được truyền tới tai các trường đại học, các sinh viên, đó là lợi ích lâu dài. Trung Dược Quân khá vui vẻ. Trong hơn một tiếng rưỡi đó về cơ bản Triệu Quốc Đống không nói mà do y phụ trách giới thiệu chung. Đương nhiên đến cấp bậc của Triệu Quốc Đống thì không cần nhiều lời làm gì, cho người bên dưới cơ hội là cách làm thỏa đáng nhất. Trung Dược Quân cũng hiểu ý Triệu Quốc Đống nên cũng thích hợp nhường một ít cơ hội cho Cố Vĩnh Bân cùng Lỗ Năng. Vẫn là câu nói đó, ai nói gì mặc họ, chúng ta cứ làm việc của mình là ổn. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Vừa nãy trưởng ban thư ký nói lễ khánh thành cầu Huy Hoàng, khởi công cầu đoàn kết, Đông Phương Hồng sẽ có một phó bộ trưởng bộ giao thông tham gia, chủ tịch Tào ra ngoài khảo sát chưa về nên trên tỉnh sẽ do bí thư Miêu đi cùng.
chỉ sợ tôi không tham gia được lễ khai mạc hội chợ việc làm này rồi. Tôi thấy cứ như vừa nãy nói đi, do Vĩnh Bân chủ trì và phát biểu, đến lúc ấy Phó Chủ tịch Vi Phong và Phó Chủ tịch Anh Lộc cũng tham gia, phải tổ chức sao cho đây là hội chợ việc làm thành công nhất từ trước đến giờ của tỉnh An Nguyên chúng ta. Không chỉ làm nhiều nhân tài đến Ninh Lăng hơn nữa còn phải coi đây là cơ hội tăng sức hấp dẫn của Ninh Lăng, để nhân tài về sau không ngừng chạy tới Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng nhìn nhân viên đang bận rộn bố trí gian hàng. Chỉ sợ phải như vậy thôi, tôi vốn nghĩ lãnh đạo tỉnh sẽ không đến, không ngờ Bí thư Miêu lại đến Ninh Lăng chúng ta. Lỗ Năng cũng có chút bất ngờ. Khúc mắc giữa Miêu Trấn Trung và Triệu Quốc Đống là điều ở thị ủy Ninh Lăng không lạ, chẳng qua mọi người đều cố ý không nhắc đến vấn đề này mà thôi. Bí thư Miêu tới cũng thể hiện tỉnh ủy, ủy ban tỉnh coi trọng Ninh Lăng chúng ta. Ngoài ra có lẽ cũng cần nói chuyện với anh về việc Lão Lam sẽ đi và điều chỉnh nhân sự ở Ninh Lăng chúng ta. Trung Dược Quân thật ra cũng đoán được mục đích Miêu Trấn Trung tới Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ừ, cũng nên tới. Trưởng Ban Hàn đã nói qua với tôi, bây giờ đến lượt Bí thư Miêu. Tuần Quốc Khánh là ngày nghỉ đối với mọi người nhưng lần này nó có ý nghĩa đặc biệt với Ninh Lăng. Trong trung tâm triển lãm tỉnh An Nguyên tại thành phố An Đô, hội chợ việc làm của Ninh Lăng được long trọng cử hành. Trong lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nhâm Vi Phong cùng Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách giáo dục, khoa học kỹ thuật Trần Anh Lộc cùng xuất hiện phát biểu chúc mừng. Lãnh đạo các ban ngành liên quan trên tỉnh cùng lãnh đạo chủ yếu của Ninh Lăng có mặt trong lễ khai mạc. Cùng ngày hôm đó trung tâm triển lãm đón hơn 20.000 người tới tham quan và phỏng vấn xin việc. Cùng lúc đó tại thị xã Ninh Lăng, cầu Huy Hoàng chính thức thông xe. Cây cầu có 6 làn xe cùng với 2 làn dành cho xe thô sơ và người đi bộ, ở giữa lưu lại 7 mét để trồng cỏ, hoa khiến đây là cây cầu đẹp nhất về thiết kế của tỉnh An Nguyên. Cầu Huy Hoàng và đại lộ Huy Hoàng sẽ là trục chính Bắc Nam của đô thị Ninh Lăng, nó có ý nghĩa rất quan trọng, là dấu hiệu đô thị Ninh Lăng sẽ chuyển từ Tây Giang sang Đông Giang. Bên Tây Giang sẽ giữ lại các nét đẹp lịch sử, văn hóa lâu đời. Cùng lúc đó bên cầu Đoàn Kết, Đông Phương Hồng cũng chính thức khởi công. Những chiếc máy xúc, máy ủi, xe tải gầm vang rung trời. Triệu Quốc Đống cùng Phó Bộ trưởng Bộ Giao thông, Khuất Vận Nam, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, Miêu Trấn Trung ngồi trên xe Toyota Kesida chạy dọc trên đại lộ Tân Giang. Có thể mời được Phó Bộ trưởng Khuất Vận Nam tới thì Triệu Quốc Đống cũng cần cảm ơn ông anh vợ Lưu Nham. Lưu Nham và Khuất Vận Nam là bạn học hồi đại học, có quan hệ rất thân. Khuất Vận Nam cũng là con gia đình cách mạng, chẳng qua Khuất gia không hiển hách bằng Lưu gia mà thôi. Nhưng Khuất gia những năm trước cũng có người từng làm thiếu tướng, sau giải phóng Khuất gia cũng có người từng làm bí thư tỉnh ủy. Chẳng qua đến đời Khuất Vận Nam thì Khuất gia có vẻ hơi kém một chút. Ngoài Khuất Vận Nam làm phó bộ trưởng bộ giao thông ra thì thành viên khác của Khuất gia hoặc là theo ngành nghiên cứu khoa học hoặc là ra nước ngoài. Triệu Quốc Đống có ý muốn tranh thủ khoản tài chính chuyên môn của Bộ Giao thông, chủ yếu là vốn hỗ trợ xuất sắc cơ sở vật chất cho khu vực Trung Tây. Ninh Lăng muốn nâng cấp quốc lộ từ Nam Hoa đến Ninh Lăng lên cấp 1 nhưng do tài chính quá lớn, tỉnh không đáp ứng được. Chẳng qua nếu có thể được Bộ Giao thông ủng hộ thì khả năng này có thể. Vì thế Triệu Quốc Đống liên lạc với Lưu Nham và Mục Cương. Do Mục Cương hỗ trợ liên lạc mời Khuất Vận Nam đến tham gia lễ khánh thành khởi công 3 cây cầu của Ninh Lăng cùng với khảo sát hệ thống giao thông hiện nay của tỉnh An Nguyên. Khuất Vận Nam cũng lập tức nhận lời. Tỉnh An Nguyên khá coi trọng lần đến tỉnh này của Khuất Vận Nam. Tào Ninh ra nước ngoài khảo sát nên tỉnh ủy cử phó bí thư thị ủy Miêu Trấn Trung đi cùng coi như là tỏ vẻ tôn trọng Khuất Vận Nam. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng là thường vụ tỉnh ủy tiếp đón. Bí thư Miêu, bí thư Triệu. Giao thông Ninh Lăng đã thay đổi quá nhiều. 5 năm trước khi tôi còn làm cục trưởng cục quốc lộ của bộ đã đến Ninh Lăng thì lúc ấy Ninh Lăng chỉ có 1 cây cầu bắc qua sông Ô Giang, bây giờ thoáng cái có 5 cây cầu. Ngoài cầu đường sắt An Tương, cầu cao tốc An Tương, cầu quốc lộ 915 ra còn có cầu Huy Hoàng, Đoàn Kết, Đông Phương Hồng. 5 cây cầu này sẽ giúp Ninh Lăng phát triển nhanh hơn nữa. Khuất Vận Nam nhìn về phía xa xa. Nơi đây có nhiều cây cối được trồng với khoảng cách hợp lý khiến không khí khá mát mẻ. Làm Khuất Vận Nam có chút bất ngờ là gần sông không có một chiếc xe nào cả nhưng thật ra có không ít nơi có biển hướng xe đi đến đâu để gửi xe. Bí thư Triệu, đường này cấm đỗ xe sao? Ừ, Bộ trưởng Khuất, đường Tân Giang này là nơi tốt nhất để nghỉ ngơi của dân chúng, ở đây chúng tôi cũng không xây dựng quá nhiều điểm giải trí vì sợ áp lực giao thông tăng lên. Ở đây xe có thể đi qua nhưng không được đỗ xe nên chúng tôi cũng xây dựng không ít hầm đỗ xe, chủ yếu là bãi đỗ ở các tòa nhà cao tầng. Triệu Quốc Đống giải thích. Ồ,
Ủy ban Ninh Lăng xem ra có cái nhìn đi trước khá xa ở việc này. Tôi đi không ít đô thị thì bọn họ thường thiếu tầm nhìn. Theo tôi theo cuộc sống nhân dân không ngừng tăng lên khiến xe ô tô trở thành phương tiện phổ biến. Đến lúc ấy rất nhiều đô thị sẽ gặp vấn đề khó khăn ở bãi đỗ xe. Khuất Vận Nam có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Triệu Quốc Đống. Lưu Nham nói tên em vợ này không đơn giản, xem ra cũng có điểm đúng. Quyển 16, chương 6-13. Triệu Quốc Đống cười nói. Bộ trưởng Khuất, lời ngài nói hoàn toàn nhất trí với phán đoán của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chúng tôi. Vì thế khi quy hoạch khu Giang Đông chúng tôi đã chuyên môn chú ý đến điểm này. Chúng tôi yêu cầu các công trình cao tầng phải xây dựng bãi đỗ xe ngầm mà giảm bớt bãi đỗ xe trên mặt đất. Việc này mặc dù mới đầu có người phản đối nhưng tôi nghĩ theo thời gian trôi qua cùng thời đại phát triển thì bọn họ sẽ cảm thấy quyết định trước đó sáng suốt đến như thế nào. Khuất Vận Nam lắc đầu nói. Tôi tới Ando và cảm thấy Ando đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng tắc đường. Ừ, Bộ trưởng Khuất, tình hình giao thông của Ando không quá tốt. Tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đã đốc thúc thị ủy, ủy ban Ando phải tiến hành điều tra thực trạng giao thông Ando, đưa ra phương án giải quyết. Miêu Trấn Trung không lên tiếng mấy như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Bí thư Quốc Đống, anh có biện pháp nào không? Khuất Vận Nam nhìn Triệu Quốc Đống và nói. Phát triển mạnh giao thông công cộng, nâng cao năng lực hoạt động của nó. Đạt được mấy điểm như nhanh, thuận tiện, hiệu suất cao đồng thời khống chế thích hợp việc tăng trưởng xe riêng, đồng thời cũng tăng cường quy hoạch xây dựng đô thị, phân tán trung tâm đô thị, tăng việc xây dựng giao thông đô thị. Chỉ có thể dùng nhiều cách mới có thể giảm đi việc tắc đường. Triệu Quốc Đống nói, Ando bây giờ đang quy hoạch xây dựng tàu điện ngầm theo tôi thấy là cơ hội tốt, có thể hữu hiệu giảm áp lực giao thông. Cũng may đối với Ninh Lăng mà nói thì còn chưa cần suy nghĩ đến việc này. Khuất Vận Nam không hỏi tiếp mà nhìn ra bên ngoài. Tháng 10 đúng là tháng nước đạt đỉnh ở Ô Giang, dòng nước cuồn cuộn chảy. Cầu Huy Hoàng bắc qua sông Ô Giang làm người dân đi bộ có thể đứng ở lan can nhìn xuống quan sát. Hai bờ sông được trồng nhiều cây xanh cùng với việc bố trí các quảng trường hai bên sông khiến cho cả khu vực trông rất đẹp mắt. Phía tây Ô Giang là các công trình kiến trúc cổ, bên phía đông lại là những tòa nhà cao trên 10 tầng. Khi đội xe quanh quẩn một vòng đến phía đông cầu Huy Hoàng liền thấy rõ tòa nhà trường lăng cao 38 tầng đã xây dựng đến tầng thượng. Gần như đối diện với tòa nhà trường lăng là khách sạn kiến quốc 22 tầng đã xây dựng xong đang nhanh chóng hoàn thiện. Khách sạn Vương Triều mặc dù cùng khởi công với khách sạn Kiến Quốc nhưng xây dựng bên nội thành cũ nên tốc độ chậm hơn, dự tính đến tháng 10 sang năm mới có thể chính thức đi vào kinh doanh. Đó là tòa nhà Thương Lãng sao? Nghiệp vụ của tập đoàn Trường Phú cũng khá danh tiếng trong vận tải đường sông Trường Giang, nghe nói y đang tích cực muốn phát triển ra nước ngoài, người này xem ra rất có dã tâm và quyết đoán. Tập đoàn Trường Phú có thể được Khuất Vận Nam nhắc tới đủ nói rõ năng lực và sự quyết đoán của Tôn Trường Phú đã được lãnh đạo Bộ Giao thông tán thành. Có không ít công ty tư nhân làm ngành vận tải trên dòng Trường Giang nhưng có thể tiến dần từng bước như Tôn Trường Phú thì không nhiều lắm. Lúc Triệu Quốc Đống mới tới đối phương còn thông qua thị xã vay vốn để mua hai con thuyền vận tải từ Nhật Bản, đến năm nay Tôn Trường Phú đầu tư thêm 200 triệu cùng vay thêm 300 triệu để mua khá nhiều tàu chuyên chở. Đúng là tòa nhà Trường Lăng, ó lẽ cuối năm nay xây dựng đến đỉnh và hoàn thiện. Đã có khá nhiều công ty muốn tiến vào tòa nhà này để đặt văn phòng, trong đó gồm cả mấy công ty thuộc top 500 của nước ta. Tôn Trường Phú có thể nói đã đặt đúng cửa. Triệu Quốc Đống cười nói. Đương nhiên vận tải Trường Phú và công ty rượu Ninh Lăng của y làm ăn rất tốt. Tôi nghe nói đã có người muốn tập đoàn Trường Phú chuyển trụ sở chính lên Bắc Kinh hoặc Thượng Hải nhưng Tôn Trường Phú đã từ chối. Bí thư Quốc Đống. Nếu tập đoàn Trường Phú vẫn duy trì tốc độ phát triển như hiện nay có lẽ vài năm nữa nó thật sự sẽ chuyển trụ sở chính. Điểm này anh cần phải chuẩn bị tư tưởng. Khuất Vận Nam nhìn Triệu Quốc Đống và nói. Ha ha, tôi biết chứ. Ninh Lăng không lưu được rồng lớn nhưng chờ vài năm sau khi tập đoàn Trường Phú phát triển nhanh hơn thì có lẽ Ninh Lăng chúng tôi cũng trở thành biển rộng đủ để chứa rồng thì sao? Anh nói có đúng không Bộ trưởng Khuất? Triệu Quốc Đống hỏi lại. Ha ha. Bí thư Quốc Đống tự tin như vậy là tốt. Tôi đánh giá cao xu thế phát triển của Ninh Lăng. Bí thư Miêu, Ninh Lăng có vị trí địa lý ưu việt, giao thông thuận tiện. Tôi nghe nói Ninh Lăng đang dự định làm đường cao tốc Ninh Đường, Ninh Thông bằng hình thức BOT phải không? Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Khuất Vận Nam muốn tới tỉnh An Nguyên. Ủy ban tỉnh An Nguyên đã quyết định tiến hành thí điểm việc mở 4 đường cao tốc Ninh Đường, Ninh Thông, An Lam, An Nam đối với mảng kinh tế tư nhân. Bộ Giao thông rất hứng thú với việc này.
vì thế sau khi Lưu Nham mời y lập tức nhận lời đến Ninh Lăng ngay. Bộ trưởng Khuất, Ninh Lăng hiện nay đã xác lập được địa vị là đầu mối giao thông quan trọng của cả đường sắt của khu vực An Đông, nhưng việc xây dựng quốc lộ vẫn còn khá lạc hậu. Đây là do nguồn lực tài chính của Ninh Lăng có hạn. Thị xã chúng tôi đặt trọng điểm muốn giải quyết vấn đề này. Ninh Lăng muốn trở thành đầu mối giao thông quan trọng của khu vực An Đông thì nhất định phải tăng cường liên lạc với các tỉnh thành xung quanh. Ví dụ như quốc lộ cấp 1 từ Nam Hoa đến Ninh Lăng, đường cao tốc từ Đường Giang đến Ninh Lăng, Thông Thành đến Ninh Lăng. Như vậy sẽ giúp tăng cường liên lạc kinh tế giữa Ninh Lăng và các thành phố, thị xã xung quanh, cũng góp phần phúc xạ và xúc tiến các thị xã anh em phát triển. Trên tỉnh rất ủng hộ ý tưởng này của chúng tôi. Triệu Quốc Đống nói làm Miêu Trấn Trung khá chú ý. Y không quan tâm đến chuyện này. Y nghe nói Ninh Lăng vì kết hợp với dự thảo chính sách kinh tế tư nhân của Trung ương mà muốn làm đường cao tốc từ Ninh Lăng đến Thông Thành, Đường Giang. Bên thành phố An Đô cũng muốn làm đường cao tốc từ An Đô đến Lam Sơn và Nam Hoa. C. Bộ trưởng Khuất, Bộ có phải có ý gì không? Miêu Trấn Trung bây giờ mặc dù không phụ trách quản lý kinh tế nhưng lại rất mẫn cảm với hướng gió trong chính trị. Quốc gia có dự thảo chính sách ủng hộ kinh tế tư nhân phát triển. Việc để kinh tế tư nhân tiến vào các hạng mục cơ sở vật chất là một trong số đó. Ha ha, Bí thư Miêu, Bộ đúng là có chút suy nghĩ. Bộ trưởng Hoàng vẫn nói với tôi là Bộ Giao thông nên có đổi mới trong công việc. Lần này tỉnh An Nguyên đưa ra ý tưởng mở cửa các công trình công cộng cho khối kinh tế tư nhân, dùng phương thức BOT để đẩy mạnh thì Bộ cũng đã nghiên cứu cảm thấy có thể thí điểm. Phương thức này đã phổ biến cho các nhà đầu tư Đài Loan, Hong Kong nhưng bên mảng kinh tế tư nhân lại chưa hề mở cửa. Đây có phải bất công không? Khuất Vận Nam cười nói. Tỉnh An Nguyên suy nghĩ đến điểm này cho nên lần này Bộ cử tôi xuống xem tình hình của An Nguyên, nếu có thể chúng tôi hy vọng có thể tiến hành thí điểm ở tỉnh An Nguyên, đặc biệt là Ninh Lăng. Vậy thì tốt quá, Bộ trưởng Khuất, Bí thư Miêu, tôi và Bí thư Thị ủy Thông Thành, Lô Vệ Hồng đã trao đổi qua, cũng trao đổi với Bí thư Thị ủy Đường Giang, Kim Đại Giang cùng Thị trưởng Vưu Liên Hương về việc xây dựng hai con đường cao tốc này. Bọn họ rất ủng hộ đề nghị của tôi. Bọn họ cho rằng do nguồn lực tài chính có hạn, đầu tư cho làm đường cao tốc quá cao nên cần mở cửa cho khối kinh tế tư nhân là thích hợp nhất. Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Hắn không ngờ Khuất Vận Nam lại vì chuyện kia mà tới. Nếu có thể giải quyết được luôn cả vấn đề đường quốc lộ cấp 1 từ Ninh Lăng đến Nam Hoa thì quá hoàn hảo. Bí thư Miêu, Bí thư Quốc Đống, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi nhưng Bộ trưởng Hoàng về cơ bản cũng đồng ý với tôi. Trung ương cũng đang lấy ý kiến vài chính sách, có lẽ còn cần nửa năm nữa mới chính thức được phê duyệt. Khuất Vận Nam lắc đầu nói. Quyển 16, chương 6-14. Bộ trưởng Khuất, tôi cảm thấy nếu Bộ trưởng Hoàng đã có ý như vậy tại sao không thể đi trước một bước? Trung ương chưa có chính sách cụ thể nên cần những người như chúng ta thử thăm dò, làm không đúng có thể sửa lại, làm tốt có thể phổ biến. Bộ trưởng Khuất, anh nói có đúng không? Triệu Quốc Đống lập tức tiếp lời. Khuất Vận Nam và Miêu Trấn Trung cùng núp, bọn họ có cảm xúc khác nhau với lời Triệu Quốc Đống nói. Khuất Vận Nam cho rằng Triệu Quốc Đống muốn cấp bách đẩy nhanh xây dựng hai con đường cao tốc kia cũng có thể hiểu. Ninh Lăng có vị trí địa lý tốt đẹp, là nơi giao nhau của đường sắt Tây Liễu, An Tương khiến cho lượng hành khách và vật tư sẽ trung chuyển ở đây. Quan trọng nhất chính là Ninh Lăng có cảng lớn nhất dòng Ô Giang, năng lực bốc xếp tàu rất lớn. Ninh Lăng trước đó khi xúc tiến tập đoàn Hòa Hoàng xây dựng cảng ở Ninh Lăng đã chuyên môn để lại nhiều đất làm kho chứa khiến năng lực kho chứa của cảng Ninh Lăng là rất lớn. Sau khi đường sắt được thông khiến cho Ninh Lăng có ưu thế về vận chuyển đường thủy nội địa thuộc dạng hiếm có ở khu vực Trung Tây. Theo Khuất Vận Nam thấy chỉ có mấy điểm có cảng lớn truyền thống như Trùng Khánh, Vũ Hán mới có thể hơn Ninh Lăng. Bây giờ sân bay Đông Trại Ninh Lăng cũng đang được xây dựng với tốc độ rất nhanh. Có thể đoán trước 2 năm sau khi sân bay này đi vào hành động càng khiến điều kiện giao thông của Ninh Lăng đứng đầu trong các thị xã ở khu vực Trung Tây. Nhất là khi điều kiện giao thông khu vực xung quanh khá kém. Mấy nơi như Vĩnh Lương, Nam Hoa, Thông Thành, Tương Tây hoặc là chỉ có đường sắt, hoặc là chỉ có quốc lộ, khó có thể hình thành hệ thống liên vận, hơn nữa cũng không có sân bay càng làm ưu thế giao thông của Ninh Lăng càng lộ rõ. Bây giờ Triệu Quốc Đống sở dĩ tận lực thúc đẩy làm đường cao tốc Ninh Đường, Ninh Thông cùng quốc lộ cấp 1 Ninh Nam chính là muốn ưu thế giao thông của Ninh Lăng phúc xạ đến các khu vực này, xác định địa vị đầu mối giao thông quan trọng của Ninh Lăng, làm cho kinh tế Ninh Lăng càng phát triển nhanh hơn nữa. Khuất Vận Nam công nhận Triệu Quốc Đống có suy nghĩ khá thoáng. Hắn nhìn nhận vấn đề khá sâu sắc, luôn có thể đi sớm 1-2 bước giống như đánh cờ vây vậy.
chỉ cần anh sớm có thể hiểu bước tiếp theo và có hành động cũng làm anh không bao giờ thất bại. Bảo sao hắn còn trẻ như vậy đã lên làm cán bộ cấp phó tỉnh. Miêu Trấn Trung lại có suy nghĩ khác, mỗi một hành động của Triệu Quốc Đống đều có suy nghĩ sâu xa. Ví dụ như lần này Khuất Vận Nam đến Ninh Lăng tham gia lễ khánh thành, khởi công cầu nhưng thực ra là vì đề nghị của tỉnh An Nguyên trong việc làm đường cao tốc mà thôi. Nếu Bộ Giao thông thật sự đồng ý để bốn đường cao tốc này áp dụng hình thức BOT với khối kinh tế tư nhân không thể nghi ngờ sẽ là động tác rất lớn đối với việc xây dựng giao thông của tỉnh An Nguyên. Mà một lần làm bốn đường cao tốc đúng là đủ làm người ta giật mình. Mạo hiểm có nhưng kẻ khác trông thấy mà thèm. Một khi nó thành công sẽ khiến nhiều con đường khác có thể tiến hành theo cách này. Bí thư Quốc Đống, nếu như cho anh chọn một con đường cao tốc thì anh chọn con đường nào? Khuất Vận Nam đột nhiên nói. Chọn cả hai đường, Bộ trưởng Khuất, một đường và hai đường có gì khác nhau? Nếu đã muốn làm thì phải làm lớn, đó mới là phong cách của người đàn ông. Triệu Quốc Đống nói một câu khiến cho Khuất Vận Nam há hốc mồm. Chẳng qua y lại thấy đúng là như vậy, một hay hai con đường cùng làm đối với Bộ Giao thông mà nói đúng là không tính gì. Khuất Vận Nam cùng Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Mục Cương cùng Phó Thị trưởng Trúc Văn Khôi đến xem tình hình xây dựng quốc lộ từ Ninh Lăng đến Nam Hoa. Triệu Quốc Đống đã dặn Trúc Văn Khôi nhất định phải để Khuất Vận Nam thấy được tầm quan trọng của con đường quốc lộ này, làm cho Khuất Vận Nam cảm thấy quốc lộ này nếu xây dựng thành quốc lộ cấp 1 sẽ mang tới hiệu quả kinh tế và xã hội rất lớn. Trúc Văn Khôi cũng hiểu ý của hắn. Lúc này trong phòng tiếp khách chỉ còn Triệu Quốc Đống và Miêu Trấn Trung. Dù là Miêu Trấn Trung hay Triệu Quốc Đống đều cảm thấy không khí hơi nặng nề. Hai người đều biết bây giờ chuyện mới chính thức bắt đầu. Bí thư Miêu, làm chén trà Phổ Nhị hay là trà Ninh Lăng chúng tôi? Triệu Quốc Đống tự mình cầm ấm trà lên nói. Loại nào cũng được nhưng đừng đặc quá. Miêu Trấn Trung có vẻ đang suy nghĩ xem lát nữa nên nói như thế nào. Hơn nữa y cũng có thể đoán ra Triệu Quốc Đống sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Trước khi hắn làm thường vụ tỉnh ủy đã vậy, bây giờ càng khó thuần phục hơn. Vậy sao được, Bí thư Miêu, ngài không mấy khi đến Ninh Lăng chúng tôi một chuyến. Tôi nhớ từ năm trước đến năm nay thì cũng chỉ có ngài không tới Ninh Lăng, có phải ngài có thành kiến gì với Ninh Lăng chúng tôi không? Triệu Quốc Đống cũng biết cuộc nói chuyện này sớm muộn cũng diễn ra. Miêu Trấn Trung có ý gì thì Hàn Độ cũng đã nói qua với hắn. Miêu Trấn Trung im lặng không nói. Từ thành kiến dùng khi có hai người nghe ra có chút buồn cười nhưng lại không thể không thừa nhận đối phương nói rất thẳng. Hắn và mình trước sau có hai lần mâu thuẫn, nhưng hắn bây giờ đã thành người có thể chống lại mình. Ngoài ra hắn còn có Ứng Đông Lưu cùng Hàn Độ ủng hộ nữa. Miêu Trấn Trung ngửi mùi trà nhưng mùi trà hơi đặc y không thích mấy. Chẳng qua nhấp một ngụm y lại thấy khá mát và ngọt. Có lẽ đường không cùng sẽ không chung chí hướng, đây chắc là nguyên nhân khác nhau giữa mình và Triệu Quốc Đống. Hình như quan điểm và tác phong làm việc của hắn chưa bao giờ được mình tán thành, nguyên nhân là ở đâu? Là do tác phong thích gây chuyện của hắn không quá thích hợp hay là do mình cảm thấy hắn quá chú trọng phát triển kinh tế nên mình mới có thái độ không hài lòng? Hình như cũng không hoàn toàn như vậy, mình cũng không phải người hẹp hòi, tại sao mình lại luôn khó có cảm giác thân cận với hắn? Hắn là người tự tay sáng tạo kỳ tích ở Ninh Lăng, tại sao mình lại khó có thể tiếp nhận đối phương? Là do chuyện kia gây ra, có lẽ là như vậy nhưng không phải nhân tố chủ yếu. Miêu Trấn Trung tin nếu không có chuyện kia, dù là cuối cùng Ninh Lăng làm cho Tiểu Tam có kết quả hài lòng thì mình vẫn sẽ không có bao ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống này. Phong cách quyết định ấn tượng, quan niệm quyết định căn bản. Suy nghĩ một chút cũng đúng, có đôi khi có một đối thủ như vậy, một đối thủ từ từ trưởng thành lên làm mình đau đầu cũng không hẳn không phải chuyện tốt. Ít nhất có thể kích thích một tia đấu trí của mình. Dù là thắng hay bại luôn có thể làm mình thấy kích động. Quốc Đống, Lam Quang có lẽ sau Quốc Khánh sẽ tới Vĩnh Lương, cậu có đề nghị gì về việc điều chỉnh nhân sự của Ninh Lăng không? Miêu Trấn Trung nói thẳng như vậy làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ. Miêu Trấn Trung nói trực tiếp hình như là có chuẩn bị mà tới. Là cảm thấy chắc chắn hay là muốn dụ mình vào bẫy? Chẳng qua chỉ có hai người thì Triệu Quốc Đống cũng không sợ. Mỗi lần điều chỉnh nhân sự cũng không tránh khỏi một phen tranh đoạt, giao dịch. Miêu Trấn Trung mặc dù có nhiều kinh nghiệm nhưng mình cũng chưa gặp việc này mà. Vấn đề này tôi cũng suy nghĩ khá lâu, mấy hôm trước tôi cũng đã trao đổi với trưởng ban Hàn. Hiện nay Ninh Lăng phát triển rất nhanh và ổn định, năm nay có thể nói là năm thu hoạch. Theo tôi thấy không nên có điều chỉnh cán bộ nhưng lão Lam tới Vĩnh Lương làm thị trưởng là chuyện tốt, chúng tôi cũng biết phục tùng đại cuộc toàn tỉnh.
mà việc này cũng nói rõ tỉnh ủy tán thành cán bộ Ninh Lăng chúng tôi. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Miêu Trấn Trung nhấp ngụm trà và nở nụ cười. Triệu Quốc Đống cũng học cách đi vòng vo trước mặt mình. Đồng chí Lam Quang công tác nhiều năm ở Ninh Lăng, biểu hiện xuất sắc. Tỉnh ủy cũng thấy rõ, kết cấu kinh tế của Vĩnh Lương đã đến lúc phải điều chỉnh. Tỉnh ủy cũng hy vọng Lam Quang đến Vĩnh Lương có thể nắm bắt cơ hội này xúc tiến kinh tế Vĩnh Lương chuyển hình. Tỉnh ủy cũng tin tưởng Lam Quang có thể phối hợp với đồng chí Thôi Hồng An để làm được việc này, sáng tạo huy hoàng. Miêu Trấn Trung lạnh nhạt nói. Tỉnh ủy rất coi trọng cán bộ Ninh Lăng, cho rằng không khí công tác ở Ninh Lăng rất tốt, là một nơi có thể rèn luyện cán bộ, cho nên tỉnh ủy cũng có ý muốn bố trí cán bộ ở cơ quan trực thuộc tỉnh đến Ninh Lăng rèn luyện. Quyển 16, chương 65. Đã đến. Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng, Miêu Trấn Trung có lẽ cũng biết mình sớm có ý định nên mới nhân cơ hội này trao đổi trước với mình, tránh cho trong hội nghị thường vụ có đối đầu. Triệu Quốc Đống cũng có chút đắc ý. Bây giờ ngay cả Miêu Trấn Trung cũng phải nói chuyện trước với mình, nói rõ mình đã trưởng thành lên. Trên tỉnh muốn cử cán bộ xuống rèn luyện, đây là vinh quang của Ninh Lăng, cũng là sự công nhận của tỉnh ủy đối với công việc của thị ủy Ninh Lăng. Ví dụ như hai người Văn Ngạn Hoa và Trình Thụ Hòa đến Ninh Lăng nhận chức thị xã rất chào đón, bây giờ bọn họ cũng đang nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh công việc mới. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Miêu Trấn Trung có chút bực mình. Tên này đúng là giỏi giả vờ. Hắn chờ mình nói trắng ra đây mà. Nhưng lần này Lam Quang đi, chức phó bí thư thị ủy Ninh Lăng là rất quan trọng, có không ít người trên tỉnh nhìn chằm chằm vào vị trí này nên Miêu Trấn Trung không muốn bỏ qua. Chẳng qua trên tỉnh cũng nên suy nghĩ đến tình hình thực tế của Ninh Lăng. Đúng như bí thư Miêu hy vọng, duy trì sự phát triển nhanh chóng, ổn định của Ninh Lăng chúng tôi, làm công tác Ninh Lăng tiến thêm bậc thang mới thì cũng cần một bộ máy ổn định. Nhất là khi bên chính quyền thị xã có biến chuyển khá lớn thì tôi thấy bên thị ủy càng cần duy trì ổn định. Triệu Quốc Đống nói. Miêu Trấn Trung sớm biết Triệu Quốc Đống không dễ dàng nghe lời mình. Ở vấn đề này nếu muốn hắn vào khuôn khổ là không dễ, không trải qua một phen tranh đấu là không được. Đối với việc này Miêu Trấn Trung cũng đã chuẩn bị tư tưởng. Quốc Đống, tôi nói câu này có thể không thích nghe nhưng tôi thấy có điều cần thảo luận với cậu. Miêu Trấn Trung cầm cốc trà lên và nhìn đối phương. Tôi cảm thấy cậu có tâm lý như một lĩnh chủ thời phong kiến, cảm thấy cán bộ Ninh Lăng đều ưu tú, cán bộ nên được đề bạt. Nếu chỗ nào cần cán bộ thì cậu đều muốn cán bộ từ Ninh Lăng sang đó. Lần trước tỉnh bố trí hai cán bộ đến Ninh Lăng làm phó thị trưởng, tôi còn cảm thấy cậu còn không quá phản đối. Nhưng lần này thì khác, tôi thấy tâm lý này của cậu là không được. Cậu phải nhớ cậu bây giờ đã là thường vụ tỉnh ủy, phải đứng ở góc độ khác nhìn nhận vấn đề. Triệu Quốc Đống không hề thay đổi sắc mặt. Thậm chí còn chăm chú lắng nghe Miêu Trấn Trung nói. Hắn còn thi thoảng gật đầu ra vẻ tán thành đối phương. Nhưng Miêu Trấn Trung biết đây là hiện tượng giả, muốn Triệu Quốc Đống dễ dàng bị thuyết phục như vậy thì đã không còn là Triệu Quốc Đống. Bí thư Miêu, tôi lại nghĩ như thế này. Trước hết ngài đừng phê bình tôi lấy lý do tình hình đặc biệt của Ninh Lăng mà ngụy trang. Triệu Quốc Đống đầu tiên là nói như vậy. Tôi tới Ninh Lăng đã được 2 năm rưỡi. Trước đó tôi cũng đã công tác ở Ninh Lăng 4 năm nên tự nhận mình khá hiểu rõ cán bộ Ninh Lăng. 2 năm nay Ninh Lăng đạt thành tích như vậy không nằm ngoài sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Nhất là mấy cán bộ lãnh đạo như Lục Kiếm Dân, Vưu Liên Hương, Lam Quang đều là cán bộ do tỉnh điều từ bên ngoài đến và trưởng thành ở Ninh Lăng. Bây giờ Văn Ngạn Hoa, Trình Thụ Hòa cùng với Đồng Bội Ân cũng công tác khá xuất sắc ở Ninh Lăng. Trong phòng chỉ có 2 người, Triệu Quốc Đống tự đứng lên rót thêm nước vào chén cho Miêu Trấn Trung. NL chúng tôi cũng đã 2 lần tiến hành công khai tuyển chọn cán bộ trong cả nước, hơn nữa 2 cán bộ chúng cử 2 năm trước bây giờ đã lên làm chủ tịch quận, huyện. Việc này thậm chí còn được ban tổ chức cán bộ trung ương tán thành. Tháng trước một tổ điều tra của Bộ Nội vụ còn đặc biệt tới Ninh Lăng chúng tôi tìm hiểu tình hình công tác và trưởng thành của 2 cán bộ này, đây là sự đánh giá cao công tác của các cán bộ Ninh Lăng chúng tôi. Miêu Trấn Trung không nói gì mà lẳng lặng lắng nghe đối phương đi vòng vo. Có lẽ bí thư Miêu cảm thấy tôi có chủ nghĩa địa phương, cũng không hẳn đến mức như lĩnh chủ phong kiến mà ngài nói. Ngài cho rằng tôi cảm thấy cán bộ mình hiểu là tốt, cán bộ bên ngoài là không được. Tôi phải giải thích một chút, dù là ai cũng có tình cảm và khuynh hướng như vậy nhưng tôi có thể cam đoan tôi không trộn lẫn tình cảm vào trong công việc. Tôi chỉ là muốn phân tích tình hình được mất với tỉnh ủy, hy vọng tỉnh ủy đứng ở góc độ khách quan mà nhìn nhận vấn đề. Triệu Quốc Đống cố gắng dùng từ thật tốt. Vừa muốn cho Miêu Trấn Trung thấy quan điểm của mình nhưng cũng phải suy nghĩ đến tâm lý của đối phương.
Tôi vẫn cảm thấy công việc cần sự nhất quán. Tình hình Ninh Lăng thì ngài cũng biết, không thể có sự ảnh hưởng được. Nhất là năm nay và sang năm là giai đoạn rất quan trọng. Có thể nói mục tiêu của tôi chính là trong năm sau Ninh Lăng sẽ có tổng GDP đứng trong top 10 thị xã toàn quốc, coi như tranh một vị trí cho khu vực Trung Tây chúng ta. Vì thế Ninh Lăng cần sự ổn định, chỉ như vậy thì các công việc khác mới có thể triển khai thuận lợi được. Mà chức phó bí thư thị ủy quan trọng như vậy thì tôi xin bí thư Miêu có thể hiểu cho lo lắng của tôi. Mặt Miêu Trấn Trung không thay đổi nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Tên này càng lúc càng giỏi diễn trò. Thực ra Miêu Trấn Trung cũng biết lần này mình tới Ninh Lăng cũng không có bao kết quả. Lúc này Miêu Trấn Trung không dám xem thường đối phương, tên này chẳng những ngoan cố mà rất khó chơi, vì đạt mục đích của hắn thì có lẽ chiêu gì hắn cũng dám tiến hành. Quốc Đống, sự phát triển của Ninh Lăng có phải vì một phó bí thư thị ủy thay đổi mà ảnh hưởng không? Có phải là lựa chọn của tỉnh làm trở ngại sự phát triển của Ninh Lăng không? Tôi thấy quan điểm này của cậu quá hoang đường. Cậu cũng là người được tỉnh bố trí tới làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, nếu lúc ấy cán bộ Ninh Lăng cũng có tâm trạng này thì cậu nghĩ sao? Miêu Trấn Trung thật sự có chút tức giận. Cậu luôn nói mình không có chủ nghĩa địa phương nhưng tôi thấy cậu có. Tôi là phó bí thư tỉnh ủy nên có trách nhiệm nhắc cậu ở điểm này cậu đi hơi xa. Tôi sẽ kiên trì với quan điểm của mình, nếu cậu cảm thấy mình có cái nhìn khác thì có thể nói ra trong hội nghị thường ủy, tôi tin tỉnh ủy sẽ có quyết định sáng suốt nhất. Một cuộc gặp mặt kết thúc trong không khí không vui, chẳng qua Miêu Trấn Trung cũng không hề phất áo rời đi thẳng mà còn ở lại ăn trưa với lãnh đạo thị ủy, ủy ban Ninh Lăng. Xế Triệu Y còn cùng Triệu Quốc Đống, Lam Quang, Tiêu Phượng Minh, Tăng Lệnh Thuần, Mã Nguyên Sinh đến Hoa Lâm, Tây Giang khảo sát việc xây dựng đảng. Mãi đến hơn 4 giờ chiều y mới về Ninh Lăng. Bí thư Triệu, tâm trạng bí thư Miêu hôm nay có vẻ khá vui. Nhìn xem Miêu Trấn Trung rời đi, Lam Quang cười nói. Chắc anh và bí thư Miêu nói chuyện khá hợp ý, có phải có ý kiến sơ bộ không? Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Miêu Trấn Trung đúng là rất giỏi khống chế tâm trạng của mình. Y mặc dù tức giận nhưng không lộ ra với người ngoài. Ngay cả mấy người Lam Quang cũng không nhận ra được. Lam Quang cũng biết việc mình đi sẽ khiến Ninh Lăng có cuộc điều chỉnh nhân sự. Tiêu Phượng Minh đã sớm thèm khát vì phó bí thư thị ủy. Có thể nói có Triệu Quốc Đống ủng hộ thì Tiêu Phượng Minh nhất định muốn vị trí này. Mà Tiêu Phượng Minh đi sẽ khiến chức trưởng ban tổ chức cán bộ có một phen tranh đoạt. Mấy người Tăng Lệnh Thuần, Lỗ Năng thậm chí Lưu Như Hoài cũng có hứng thú với vị trí này. Theo Lam Quang thấy Triệu Quốc Đống có thể chọn một trong hai người Tăng Lệnh Thuần cùng Lỗ Năng. Còn bên tỉnh ủy có lẽ không có ý kiến thống nhất với Triệu Quốc Đống. Việc này phải xem Triệu Quốc Đống tiến hành giao tiếp như thế nào. Ôi, bây giờ còn khó nói rõ. Bí thư Miêu đứng ở góc độ cao hơn nhưng chưa chắc đã hiểu rõ tình hình thực tế của Ninh Lăng chúng ta. Tôi cũng đã báo cáo tình hình Ninh Lăng với y. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Lam Quang cảm thấy chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ. Y do dự một chút và nói. Bí thư Triệu. Có mấy lời tôi vốn không nên nói nhưng nghĩ mình sắp đi, hai chúng ta đã công tác với nhau khá lâu coi như là duyên phận. Tôi muốn nói chính là có những lúc cần phải nhân nhượng. Bây giờ anh đã là thường vụ tỉnh ủy, mọi hành động không chỉ có người trong thị xã chú ý, rất nhiều người trên tỉnh cũng chú ý. Nói như thế nào nhỉ, thu lại một chút thì có lẽ sẽ tạo ấn tượng tốt cho người khác. Đây là lời chân thành của tôi. Quyển 16, chương 66. Lam Quang nói là Triệu Quốc Đống suy nghĩ khá lâu. Trước đó tỉnh cử Văn Ngạn Hoa cùng Trình Thụ Hòa đến làm phó thị trưởng mặc dù hắn có ý kiến khác nhưng nghĩ mình mới lên làm thường vụ tỉnh ủy mà đã có ý kiến khác sẽ khiến người ta nghĩ mình kiêu căng. Hơn nữa Hàn Độ cũng không có thái độ rõ ràng ở chuyện này nên hắn đã nhịn. Nhưng lần này thì khác, Lam Quang đi, chức phó bí thư thị ủy rất có thể là lựa chọn cho vị trí thị trưởng sau này. Nếu mình đi, Trung Dược Quân cũng có thể được lên làm bí thư thị ủy. Như vậy người lựa chọn làm thị trưởng là khá quan trọng. Bí thư Ứng cũng đồng ý với quan điểm không nên dễ dàng điều chỉnh bộ máy Ninh Lăng. Dù sao Ninh Lăng bây giờ đã là ngọn cờ đầu trong phát triển kinh tế của tỉnh An Nguyên, vì thế rất có thể sau khi mình đi Trung Dược Quân sẽ thay vị trí của mình. Mà thị trưởng cũng có thể do phó bí thư thị ủy tiếp nhận. Do tính cách của Trung Dược Quân khá mềm mỏng nên ai làm thị trưởng thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của Ninh Lăng. Nếu không có lựa chọn thích hợp thì đó sẽ là chuyện xấu với Ninh Lăng. Đây là điều Triệu Quốc Đống không muốn thấy. Mà nếu Tiêu Phượng Minh một khi có thể lên làm phó bí thư thị ủy thì chức trưởng ban tổ chức cán bộ chống ra cũng là rất quan trọng. Vấn đề cán bộ sẽ quyết định sự chấp hành của một nơi, cũng quyết định sự phát triển của một nơi.
ở vấn đề này Triệu Quốc Đống vốn không muốn thỏa hiệp. Chẳng qua câu nói của Lam Quang làm Triệu Quốc Đống hơi dao động. Lam Quang nói đúng, nếu mình chỉ là một bí thư thị ủy bình thường, như vậy dựa vào sự tín nhiệm của bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mình hoàn toàn có thể làm theo ý đồ của mình. Dù sao mình chỉ cần nghĩ đến chuyện của Ninh Lăng mà thôi. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, mình mới lên làm thường vụ tỉnh ủy đã khiến nhiều người chú ý. Mọi hành động của mình đều khiến người ta bàn tán, ấn tượng là do một quá trình hình thành nhưng một khi đã hình thành sẽ xác định xu thế. Ở vấn đề này mình đúng là cần chú ý một chút. Chuyện mình và Miêu Trấn Trung có mâu thuẫn là điều ai cũng biết. Không biết Miêu Trấn Trung cố ý nhằm vào mình hay mình nhằm vào đối phương, tóm lại quan điểm của cả hai chưa bao giờ nhất trí, hơn nữa cứ đến khi có vấn đề liên quan tới Ninh Lăng là hai người cũng luôn có xung đột. Mà lần này hình như cũng sẽ là như vậy. Việc này làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, hắn không muốn người ngoài nghĩ mình và Miêu Trấn Trung không đội trời chung. Dù là mình và Miêu Trấn Trung thật sự có quan điểm khác nhau nhưng không cần ở vấn đề gì mình cũng xung đột với y. Hắn tin Miêu Trấn Trung cũng không muốn như vậy vì nó ảnh hưởng đến uy tín và ấn tượng của cả hai. Triệu Quốc Đống rất muốn thỏa hiệp nhưng lần này lại khác. Dù là chức phó bí thư thị ủy hay trưởng ban tổ chức cán bộ đều là vị trí hắn muốn khống chế trong tay. Nhưng Lam Quang nói làm hắn biết đôi khi nhân nhượng không chỉ là một loại thái độ mà còn cả về mặt tâm lý. Không biết ở vấn đề này có phải do tâm lý của mình tác động hay không? Tôi không thích nhất chính là câu cá và chơi bài. Đây là mấy việc giết thời gian, tôi không đủ kiên nhẫn ngồi lâu như vậy nhưng đây lại là việc rất nhiều người thích. Triệu Quốc Đống vung tay ném cần câu ra ngoài. Cậu đó, đi câu với ông như tôi mà nói nhảm nhiều như vậy sao? Đó là do tuổi của cậu chưa tới, chờ cậu đến tuổi của tôi thì tâm trạng sẽ khác, sức khỏe cũng khác. Sao, cậu muốn người như tôi đánh tennis? Đánh gôn với cậu sao? Tương Uẩn Hoa cười ha hả nói. Tennis thì tôi chơi không nổi, đánh một set là ngồi nghỉ thật lâu. Chơi gôn còn được, đúng rồi, Quốc Đống, không phải nói Ninh Lăng các cậu đang lập hạng mục sân gôn sao? Có tin tức gì chưa? Tương Uẩn Hoa nhân đợt Quốc Khánh về Ninh Lăng một chuyến coi như tĩnh dưỡng. Triệu Quốc Đống đương nhiên là đến ngồi một chút, thậm chí hắn không gọi ai mà chỉ tới mình. Việc này làm Tương Uẩn Hoa rất cảm động và vui mừng. Tương Uẩn Hoa bây giờ còn là Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh kiêm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Chẳng qua có lẽ y rất nhanh sẽ từ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc mà đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân chuyên chức, như vậy công việc sẽ nhàn hơn, có nhiều thời gian đi quanh. Chẳng qua do ở trên tỉnh nên tin tức của Tương Uẩn Hoa khá nhanh nhạy. Công ty Quan Lan rất có sức ảnh hưởng với tỉnh. Công ty này thông qua Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh mà đưa đề án lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Yêu cầu căn cứ tình hình phát triển thực tế của các nơi mà bỏ việc hạn chế xây dựng sân gôn. Chẳng qua bên Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn không có hồi âm gì. Ừ, Chủ tịch Tương, bên Quan Lan đang cố gắng vận động nhưng tỉnh vẫn chưa dám cho phép, chủ yếu là do sợ mở miệng sẽ không dừng xe được. Mở cho Ninh Lăng vậy còn bên Miên Châu, Hoài Khánh thì sao? Tôi thấy tỉnh có thể hoạch định một giới hạn cụ thể. Ví dụ như đề án mà Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh trình lên vậy. Chỉ khi kinh tế đạt đến mức độ nhất định mới cho phép. Triệu Quốc Đống đặt cần câu xuống, dựa lưng vào ghế. Vậy cậu nói có điều kiện cụ thể gì? Tương Uẩn Hoa gật đầu nói. Ừ, ví dụ như giới hạn về GDP, như năm GDP ó tổng GDP trên 100 tỷ hoặc là thu nhập bình quân đầu người trên GDP khoảng 18.000 là có thể cho phép xây dựng sân gôn. Triệu Quốc Đống bỏ kính xuống rồi cười hì hì nói. Hoặc ví dụ như thu nhập của dân chúng đô thị là 1.000 là có thể cho xây dựng. Tương Uẩn Hoa ngẩn ra sau đó tính toán một chút là biết ý đồ của Triệu Quốc Đống. Hừ, cậu giỏi tính nhỉ. Dựa theo tiêu chuẩn này thì ngoài An Đô ra cũng chỉ có Ninh Lăng là có hy vọng, các thành phố, thị xã khác có ai có thực lực này. Sai rồi, Ninh Lăng bây giờ cũng không có thực lực này nhưng có mục tiêu đặt ra thì ít nhất cũng có thể tiến hành phấn đấu. So sánh với khu vực Duyên Hải thì Ninh Lăng chúng tôi còn kém xa. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Ninh Lăng chúng tôi trong năm nay có thể đột phá giới hạn này, khi phát triển kinh tế đạt đến trình độ nhất định thì sự nghiệp văn hóa thể thao đương nhiên là phải theo kịp. Được rồi, trên tỉnh vẫn tranh luận về vấn đề này nhưng chưa có kết luận cuối cùng. Tôi thật ra thấy ý này của cậu rất được, chờ sau khi về tôi sẽ trao đổi với các chủ tịch, tranh thủ bên Ủy ban tỉnh sớm thông qua. Tương Uẩn Hoa lắc đầu nói. Khó khăn lắm mới đi câu cá một lần được vậy mà còn phải làm việc giúp cậu nữa chứ.
Ha ha, anh nói như vậy thì tôi không nhận nổi rồi. Đây là lời thật lòng của tôi, coi như một cách để kích thích các thành phố, thị xã khắp phấn đấu mà. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Nói xong hắn đặt tay lên bụng, chân duỗi dài ra như muốn ngủ. Này, cậu đi câu cá hay là đến đây ngủ thế? Tương Uẩn Hoa thấy Triệu Quốc Đống như vậy không khỏi có chút tức giận, lại buồn cười. Khương Tử Nha câu cá, con cá nào muốn sẽ tự mắc câu. Triệu Quốc Đống nhắm mắt lại. Thời tiết này nếu không ngủ một chút đúng là có lỗi với mình. Đừng ngủ, nói chuyện với tôi một chút có được không? Lam Quang đi thì ai sẽ thay y? Tương Uẩn Hoa thuận miệng nói. Triệu Quốc Đống hơi mở mắt, đây là vấn đề vẫn khiến hắn phải suy nghĩ. Sau đợt Quốc Khánh Lam Quang sẽ đi, điều này cũng có nghĩa hội nghị thường vụ tỉnh ủy sau đó sẽ nghiên cứu vấn đề lựa chọn ai làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng. Hắn mặc dù đã báo cáo việc muốn Tiêu Phượng Minh làm phó bí thư thị ủy, Tăng Lệnh Thuần làm trưởng ban tổ chức cán bộ với Hàn Độ nhưng Hàn Độ lại không hoàn toàn đồng ý với hắn. Hàn Độ đề nghị mình ở vấn đề này cần thận trọng. Tỉnh ủy hy vọng các nơi tiến hành trao đổi cán bộ, nhất là hy vọng có thể đưa các điều chỉnh có năng lực mạnh, bằng cấp cao nhưng thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở đến các thị xã làm việc. Ví dụ như nơi có tốc độ phát triển kinh tế nhanh càng được lựa chọn hơn. Đây không chỉ là ý của Miêu Trấn Trung mà ngay cả Ứng Đông Lưu cũng có ý này. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng trình bày đủ lý do tại sao mình muốn Tiêu Phượng Minh và Tăng Lệnh Thuần lên hai chức vụ đó, cũng miễn cưỡng được Hàn Độ chấp nhận nhưng hắn thật ra vẫn có chút lo lắng. Đúng như lời Miêu Trấn Trung nói, chủ nghĩa địa phương càng lúc càng thể hiện rõ trên người mình. Mặc dù Triệu Quốc Đống không ủng hộ quan điểm của đối phương nhưng cảm giác không yên vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn. Quyển 16, chương 67. Điều này rất nguy hiểm, Triệu Quốc Đống cảm thấy nếu mình bị coi là như thế sẽ không tốt. Có lẽ dấu ấn đó sẽ theo mình cả đời. Nhưng hắn không hy vọng sau khi mình đi lại khiến sự phát triển của Ninh Lăng bị ảnh hưởng. Nếu tính cách của Triệu Quốc Đống cứng rắn hơn, kiên cường hơn thì không đến mức như vậy. Nhưng bây giờ hắn không thể không nghĩ tới điểm này. Sao thế Quốc Đống? Tương Uẩn Hoa thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống hơi khác nên kinh ngạc nói. Ồ, không có gì, chuyện này đúng là làm tôi có chút đau đầu. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và thấy không cần giấu Tương Uẩn Hoa. Tương Uẩn Hoa có lẽ sẽ có vài ý kiến tốt dành cho mình. Khi Triệu Quốc Đống nói suy nghĩ và phán đoán của mình ra, Tương Uẩn Hoa im lặng không nói. Y không ngờ Triệu Quốc Đống đã đến mức làm cho Miêu Trấn Trung phải tới trao đổi riêng. Miêu Trấn Trung như là đối thủ trời sinh của Triệu Quốc Đống. Mà bây giờ Miêu Trấn Trung lại là phó bí thư phụ trách đảng đàn, ở mức độ nào đó mà nói ngoài Ứng Đông Lưu ra thì chính là Miêu Trấn Trung. Mà rất nhiều lúc Ứng Đông Lưu cũng muốn tôn trọng ý kiến của Miêu Trấn Trung. Hơn nữa Tương Uẩn Hoa cũng hiểu lúc này quan điểm của Triệu Quốc Đống nếu như đứng ở góc độ toàn tỉnh sẽ có nhiều người cho rằng Triệu Quốc Đống có chủ nghĩa địa phương. Nếu bị Miêu Trấn Trung lợi dụng có lẽ ảnh hưởng rất xấu đến hình tượng của Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, nếu cậu cảm thấy phải bỏ một trong hai chức đó thì cậu không thể bỏ vị trí nào. Tương Uẩn Hoa hỏi thẳng. Phó Bí thư thị ủy. Triệu Quốc Đống nói. Lý do đúng như những gì tôi vừa nói với anh. Vậy thì được rồi, nếu người Miêu Trấn Trung chọn làm phó bí thư thị ủy, cậu có thể nhận thì cậu chủ động hoan nghênh. Nếu không thể thì cậu có thể thông qua con đường khác thỏa hiệp với Miêu Trấn Trung, đưa quyền lựa chọn vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ cho y. Tương Uẩn Hoa nói. Lần này cậu không thể nắm cả hai vị trí, nếu có thể nắm được chức phó bí thư thị ủy đã là dễ. Vì chắc chắn tốt nhất cậu nên sớm mời trưởng ban Hàn hoặc là bí thư Ứng trao đổi với Miêu Trấn Trung. Triệu Quốc Đống tỏ vẻ tán thành quan điểm của Tương Uẩn Hoa. Lần này Miêu Trấn Trung đã có chuẩn bị, từ biểu hiện và khí thế của đối phương, hắn có thể nhận ra. Tương Uẩn Hoa rời khỏi Ninh Lăng đã là hơn 4 giờ chiều. Y từ chối ở lại dùng bữa tối mà tự lái xe lên Ando. Tương Uẩn Hoa cũng đưa ra một vài đề nghị với hắn. Trong đó có nhiều ý là hóa bị động thành chủ động, mặc dù không thể chính thức cải thiện quan hệ với Miêu Trấn Trung thì cũng phải làm cho mình thể hiện thái độ tôn trọng Miêu Trấn Trung, nhất là phải để người ở tỉnh ủy thấy được điều này. Như vậy có thể hữu hiệu hóa giải hình tượng mơ hồ trước đây của mình. Triệu Quốc Đống cũng cẩn thận suy nghĩ và thấy có phải mình quá độc không, quá tự do không. Mặc dù một lòng vì công việc nhưng theo nhiều người thấy có lẽ thành mình quá độc đoán, chuyên quyền. Đợt Quốc Khánh này có khá nhiều công ty khởi công xây dựng, mấy công ty này đều mời Triệu Quốc Đống tham gia lễ khởi công nhưng hắn đã khéo léo từ chối. Trung Dược Quân cùng Lý Đại Phú, Trình Thụ Hòa đại biểu thị ủy, ủy ban thị xã phân biệt tham gia các nghi thức này,
đây là một biểu hiện tôn trọng công ty. Nhất là ở khu công nghiệp Đông Giang sẽ có 7 công ty khởi công, ngoài 4 công ty sản xuất thiết bị điện ra còn có 3 công ty sản xuất thiết bị cho mảng năng lượng mặt trời. Chu Trọng sau khi đến Đông Giang vẫn duy trì đường hướng mà Hoắc Vân Đạt đặt ra. Hiện nay Đông Giang đang tăng cường đầu tư cho cơ sở vật chất, đồng thời cũng tìm cơ hội đưa các hạng mục lớn vào, một phần khác là trọng tâm tiến hành bồi dưỡng công ty tư nhân. Ở điểm này quận ủy, ủy ban Đông Giang có ý kiến thống nhất. Chu Trọng dùng biểu hiện của mình khiến Giản Hồng tán thành, đây cũng là điều khiến Triệu Quốc Đống yên tâm. Nếu so sánh thì Thôi Tú Phu làm chủ tịch Tào Tập hợp tác với bí thư huyện ủy Cổ Bình Nguyên khó khăn hơn nhiều. Đây không phải do hai người có mâu thuẫn mà vấn đề bên Tào Tập khó khăn hơn Đông Giang nhiều. Ở tình huống này dù hai người không có quan hệ gì trước cũng cần đoàn kết lại để qua cửa ải khó khăn. Theo thời gian mà Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân đặt ra cho hai người Cổ Bình Nguyên, Thôi Tú Phu, cuối sang năm Tào Tập phải có bộ mặt mới. Dù là tác phong làm việc của cán bộ hay phát triển kinh tế, xã hội đều phải có đột phá về chất. Trách nhiệm này là không hề nhỏ nhưng Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân cũng tỏ vẻ trong thời gian này thì ủy ban sẽ không có bất cứ ý kiến gì về công việc của Tào Tập, trao đủ quyền lực cho huyện ủy ban Tào Tập, thậm chí có thể suy nghĩ ý kiến việc điều chỉnh thành viên bộ máy do hai người bọn họ đưa ra. Biểu hiện của hai người Cổ Bình Nguyên cùng Thôi Tú Phu cũng Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Hai người cũng không có ý mới tới mà động can qua, ngược lại khá nhẫn nhịn. Một người đến các nơi tìm hiểu vấn đề cấp bách của dân chúng. Một người đặt tâm trí vào việc phát triển kinh tế. Hai người sau khi nhận chức đến bây giờ gần như không có ý kiến thay đổi thành viên bộ máy. Theo Triệu Quốc Đống thấy đây là hiện tượng tốt, nó nói rõ Cổ Bình Nguyên cùng Thôi Tú Phu có ý kiến thống nhất, biểu hiện cũng chín chắn. Dù ngay lập tức không có hiệu quả nhưng Triệu Quốc Đống tin rằng bộ mặt của Tào Tập cuối cùng sẽ thay đổi. Hoắc Vân Đạt và Phan Xảo đến khách sạn Hilton đã thấy Triệu Quốc Đống ở trong này. Ồ, Bí Thư Triệu. Làm ngài phải đợi rồi. Sang Điền Nam một thời gian làm Hoắc Vân Đạt trông gầy và đen đi không ít. Ngược lại Phan Xảo càng lúc càng trắng trẻo ra, giống như ánh nắng của Điền Nam không ảnh hưởng mấy đến da thịt của cô. Ngồi đi, tôi cũng vừa mới tới. Tôi đoán chắc hai người gần tới nên gọi trước cà phê cho cả hai. Triệu Quốc Đống xua tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Sao nhìn vẻ mặt và bộ dạng hai người khác nhau vậy? Vân Đạt vào trại tập trung còn Phan Xảo chẳng lẽ vào ở nhà địa chủ ư? Bí thư Triệu, xem ngài nói kìa, thị trưởng Hoắc bây giờ đã thành thị trưởng thì sao có thể kém được? Phan Xảo cười nói. Không đúng, Vân Đạt đen như vậy, Phan Xảo, cô tới Điền Nam dù như thế nào cũng phải lấy làn da khỏe mạnh về chứ. Triệu Quốc Đống cười trêu. Nếu không sao có thể hấp dẫn nữ cán bộ Ninh Lăng chúng ta sang Hồng Sơn công tác. Chúng ta cũng muốn thu hoạch nhiều mà. Một phần là về công việc, phần khác là về sức khỏe. Làn da rám nắng mạnh khỏe bây giờ đang có giá. Người bình thường phải tới Hải Nam, Thái Lan mấy chuyến mới có thể có được. Hoắc Vân Đạt sau khi tới Hồng Sơn rất nhanh được kiêm chức phó thị trưởng Hồng Sơn. Y khác với Đồng Bội Ân đến Ninh Lăng, thị ủy Hồng Sơn sau khi nghiên cứu đã quyết định để Hoắc Vân Đạt làm phó thị trưởng phụ trách công tác thu hút đầu tư và công nghiệp. Đây là chức vụ thực sự, có quyền lực cao. Việc này khiến cả Hồng Sơn chấn động và tranh luận. Một phó thị trưởng kiêm nhiệm thoáng cái phụ trách mảng này thì dù hắn từ khu vực có kinh tế phát triển tốt hơn nhưng lại không hiểu tình hình thực tế của Hồng Sơn, sao có thể đảm nhiệm. Hơn nữa hắn chỉ làm ở Hồng Sơn có một năm có khi chưa dẫm nóng chân, chưa quen thuộc tình huống đã đi rồi. Nhưng do bí thư thị ủy Hồng Sơn Ngô Nguyên Tể kiên quyết với ý định này nên không ai có thể phản đối được. Quyển 16, chương 68. Phan Xảo tới Hồng Sơn được phân công làm phó chủ tịch huyện Lâm An. Hỗ trợ chủ tịch về công tác thu hút đầu tư, du lịch. Đây có thể nói là sự khiêu chiến không hề nhỏ đối với Phan Xảo. Thị xã Hồng Sơn có tài nguyên du lịch phong phú nhưng do ở phía trung nam của tỉnh, hơn nữa lại đường giao thông khá kém nên thực tế nó ít được khai thác. Chẳng qua riêng huyện Lâm An là có điều kiện giao thông thuận lợi hơn các quận, huyện khác. Huyện trao trọng trách này cho Phan Xảo cũng là hy vọng Phan Xảo có thể mang tới chút quan niệm mới, giúp đỡ ngành du lịch của Lâm An phát triển thêm. Đây vừa là cơ hội vừa là thử thách đối với Phan Xảo. Cơ hội là do quan niệm chú ý mảng du lịch của huyện Lâm An khá lạc hậu, thiếu quan hệ. Phan Xảo mới tới hơn nữa trước đây khi còn ở quận Tây Giang lại phụ trách chính về mảng điện ảnh, truyền hình. Đối với hai người Hoắc Vân Đạt, Phan Xảo mà nói lúc đầu mới tới thị xã Hồng Sơn làm bọn họ thấy đây là chuyến đi mạo hiểm. Bọn họ sẽ làm việc ở Hồng Sơn một năm, mà trong một năm đó nếu Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng thậm chí tỉnh An Nguyên,
bọn họ về Ninh Lăng sẽ gặp cục diện xấu không biết được bố trí vào cương vị gì. Lúc ấy lãnh đạo chủ yếu cũng đã thay đổi nên có thái độ gì với hai người bọn họ. Nhưng sau khi đến Hồng Sơn, bọn họ đã nhanh chóng dung nhập vào công việc. Bọn họ đến Hồng Sơn không phải là kiêm nhiệm mà là gánh vác trọng trách. Ví dụ như Hoắc Vân Đạt bây giờ phụ trách mảng thu hút đầu tư, công nghiệp giao thông, đây gần như là công việc chỉ thấp hơn phó thị trưởng thường trực. Công việc của Phan Xảo cũng không nhẹ nhàng gì. Ở Hồng Sơn mà phụ trách công tác thu hút đầu tư thì có thể nói đây là việc có ảnh hưởng đến tương lai phát triển của một nơi. Có thể nói chính quyền huyện Lâm An giao công tác thu hút đầu tư cho Phan Xảo chính là việc tin tưởng cô đến từ nơi phát triển hơn, thậm chí còn giao thêm cho cô nhiệm vụ phụ trách mảng du lịch. Triệu Quốc Đống nhìn Hoắc Vân Đạt, Phan Xảo khá lâu, đến khi hai người ngồi xuống hắn mới nói. Cảm thấy thế nào? Bí thư Triệu, ngài hỏi tôi và thị trưởng Hoắc cảm thấy sao với cốc cà phê này hay là hỏi công việc của chúng tôi bên Hồng Sơn? Phan Xảo hỏi lại, làm phó chủ tịch huyện hơn tháng khiến tính cách rụt rè, nội hướng của cô dần thay đổi. Cô nói xem, Phan Xảo, trước hết nói về cảm giác của cô đi. Nói thật tôi rất muốn biết tình hình công việc, cuộc sống của các vị ở bên Hồng Sơn, điện thoại khó có thể nói hết được mà. Triệu Quốc Đống rất có hứng thú nhìn Phan Xảo, hơn tháng làm cho cô ta thay đổi không ít. Bí thư Triệu, công việc của tôi trong hơn tháng qua chỉ có thể dùng từ mệt để hình dung. Phan Xảo nói rất dễ dàng nhưng giọng điệu lại không như vậy. Tôi đặt cho mình mục tiêu là trong một tháng đầu sẽ tìm hiểu tình hình cơ bản của Lâm An, đưa ra mục tiêu và kế hoạch trong công việc của bản thân. Nói đơn giản chính là căn cứ tình hình phát triển kinh tế hiện nay của Lâm An mà chọn đúng mục tiêu thu hút đầu tư, xây dựng điểm cơ bản để thu hút đầu tư, chọn hướng phát triển ngành du lịch. Ừ, mục tiêu rõ ràng, thái độ chính xác, vậy là đủ rồi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Phan Xảo đến Lâm An không khác gì khi hắn tới huyện Hoa Lâm, đều là bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Bí thư Triệu, ngài đừng nói tôi làm tốt, tôi lần này về là có mục đích, nếu không tôi đúng là không dám về. Trần Cẩm Tài cùng Hướng Quân không dám về vì cảm thấy ngài tạo cho bọn họ áp lực quá lớn trước khi đi. Tôi và thị trưởng Hoắc lấy hết can đảm mới dám về đó. Phan Xảo nói, ồ, có mục đích mới tới à, hơn nữa nói rất thẳng. Không phải là muốn nhờ nhà mẹ trợ giúp gì đó chứ? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Cán bộ Ninh Lăng sang đó không phải hy vọng các vị thành nơi để truyền máu sang mà hy vọng các vị thành nơi tạo máu. Bí thư Triệu, dù như vậy ngài cũng phải cho chúng tôi chút động lực mới được chứ, không thể nào chúng tôi vừa đi đã bị bỏ rơi ngay được. Phan Xảo yêu kiều cười nói. Ồ, xem ra lần này chị không mang được mấy bảo bối về sẽ không bỏ qua. Ừ, nói đi. Muốn thị xã giúp gì? Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi không cần thị xã giúp mà chỉ xin nhờ bí thư Triệu làm cầu nối cho tôi với tập đoàn Tinh Lãng. Đây là tập đoàn hàng đầu trong ngành du lịch của Trung Quốc, các hạng mục của bọn họ đều có hiệu quả kinh doanh và xã hội tốt đẹp. Tôi hy vọng công ty bọn họ có thể tới Lâm An xem một chút. Tôi tin ở đó sẽ có thứ đáng để bọn họ lưu tâm. Phan Xảo sau khi tới thị xã Hồng Sơn đã trầm ổn hơn trước đôi chút. Trước đây cô khá câu nệ nhưng bây giờ chẳng những có thể nói chuyện khá tự tin mà còn đưa ra được yêu cầu của mình với Triệu Quốc Đống. Ồ, Vân Đạt, xem ra anh và Phan Xảo về đều có mục đích hả? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Hoắc Vân Đạt, sau đó lại nhìn Phan Xảo. Không vấn đề gì, tôi coi như khá quen với tập đoàn này. Hai người xác định thời gian, ngày mai thì không được, sau ngày mai buổi nào cũng được. Tôi sẽ liên hệ trước với Đào Tông Tinh cùng Đào Tông Hán để mọi người gặp ở Ando, nói chuyện xong rồi hai người mời bọn họ tới Hồng Sơn. Triệu Quốc Đống đáp ứng nhanh như vậy làm hai người Hoắc Vân Đạt, Phan Xảo khá vui mừng. Bọn họ biết vị bí thư Triệu này có quan hệ rất rộng. Ở nhiều phương diện có đôi khi thái độ của hắn cũng đại biểu cho khả năng thành công một nửa của câu chuyện. Ba người nói chuyện đến tận giờ ăn trưa rồi sang phòng ăn ngồi ăn. Phan Xảo khá hài lòng với cuộc nói chuyện này. Giống như cô chính thức dung nhập vào vòng tròn của Triệu Quốc Đống. Mà nếu lúc trước cô nghe lời Bành Nguyên Hậu không tới Hồng Sơn thì có lẽ cả đời mình không thể chính thức đi vào vòng tròn đó. Xe Audi từ từ chạy ra sân bay Thái Bình tiến vào đường cao tốc. Triệu Quốc Đống nhìn Lưu Nhược Đồng rồi nói. Bay liên tục như vậy em có mệt không? Vâng, em ở nhà ngủ vài tiếng rồi mới bay tiếp tới Ando. Nói thật em thích không khí ở trong nước nên nó làm tinh thần em được vui vẻ. Lưu Nhược Đồng co chân lên ghế, cặp chân trơn bóng lộ rõ sau đôi tất. Có thể nói tư thế này là lần đầu Triệu Quốc Đống thấy được,
điều đó làm hắn khá vui mừng vì Lưu Nhược Đồng dần tự nhiên trước mặt mình. Là do khí hậu hay là về nước nên mới vậy? Triệu Quốc Đống nói. Lần này về chắc em có thể xác định thời gian về nước công tác chứ? Cái này cũng không chắc, em làm việc bên đó khá thuận lợi. Nói thật em thấy tự hào, cấp trên hỏi ý kiến em, nói tôn trọng ý kiến của em khá khó xử, không biết sau khi về nước cái gì sẽ chờ mình, có thể tìm được cảm giác công việc nữa hay không? Lưu Nhược Đồng khoanh tay trước bụng, nhìn ra ngoài. Đời người mong muốn gì nhỉ? Maslow không phải đã nói đó là sinh lý, an toàn, xã giao, tôn trọng tự thỏa mãn sao? Ba cái đầu anh nghĩ chúng ta đã đạt được, về phần tôn trọng anh nghĩ chúng ta đang cố gắng theo đuổi. Còn vế cuối chính là nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu của mình. Quyển 16, chương 69. Xem ra anh rất thích cuộc sống bây giờ, là do chức thường vụ tỉnh ủy làm anh thấy thỏa mãn sao? Câu nói của đối phương làm Triệu Quốc Đống chút nữa nghẹn không thở được. Lưu Nhược Đồng luôn là như vậy, hắn phải thừa nhận rất nhiều lúc những câu nói của cô vừa chính xác mà lại sắc bén. Cách mạng chưa thành công, các đồng chí vẫn cần cố gắng. Lưu Nhược Đồng nhìn thẳng về phía trước quan sát khung cảnh thành phố Ando. Cảng hàng không Thái Bình là khu phục vụ quan trọng nhất cả huyện Hoa Dương. Trong khu cảng này có đủ các ngành như vật tư, thương mại, kho chứa. Từ trên cầu vượt nhìn xuống có thể thấy bây giờ mặc dù đã là hơn 10 giờ tối nhưng các nhà cao tầng hai bên vẫn sáng rực. Khu vực ngoại ô này cũng đang dần được đô thị hóa nhanh chóng. Theo nội thành Ando mở rộng, khả năng huyện Hoa Dương được nhét vào khu vực nội thành cũng là khá lớn. Đây là đề tài thảo luận khá sôi nổi trong mỗi đợt cuối năm của thành phố Ando. Trên đường cao tốc, xe đi với tốc độ khá nhanh nhưng vừa vào khu vực nội thành, tốc độ xe đã phải giảm đi nhiều. Em không ngờ tình hình tắc đường ở Ando bây giờ có thể so sánh với Bắc Kinh. Đã hơn 10 giờ tối mà vẫn còn náo nhiệt như thế này. Lưu Nhược Đồng có chút tò mò nhìn hai bên. Số lần cô tới Ando không nhiều, mỗi lần đến cũng không có nhiều cơ hội đi dạo quanh nội thành. Nhược Đồng, nơi này đang được xây dựng rất nhanh chóng. Có lẽ năm đến 10 năm nữa khu vực Hồ Lô Châu này sẽ thành trung tâm thương mại, tài chính phồn hoa nhất khu vực nội địa. Tấm biển trung tâm triển lãm quốc tế thế kỷ mới hiện rõ trong đêm. Đây là công trình kiến trúc tiêu biểu của Hồ Lô Châu, cũng là công trình kiến trúc tiêu biểu của thành phố Ando. Hồ Lô Châu này có hình như chiếc hồ lô, khu vực mà Triệu Quốc Đống đang chạy qua là ở phía tây. Đây trước kia vốn có nhà máy dệt, nhà máy cơ khí cùng một số người dân sinh sống nhưng khi Ủy ban Nhân dân thành phố Ando đưa ra chính sách cải tạo khu vực này, tập đoàn Thiên Phu đã nhận được quyền xây dựng ở đây. Ồ, trung tâm thương mại, tài chính phồn hoa nhất khu vực nội địa. Mục tiêu cao như vậy sao? Vậy còn Trùng Khánh, Vũ Hán, Thành Đô thì sao? Lưu Nhược Đồng như không tin. Theo em biết tốc độ tăng trưởng mấy năm qua của Ando không quá kém nhưng nó lại nằm trong nhóm cuối của 16 thành phố cấp phó tỉnh. Hơn nữa theo em quan sát qua cũng thấy quy hoạch đô thị của Ando không quá tốt, sao có thể so sánh với các thành phố kia? Triệu Quốc Đống không khỏi bội phục sức quan sát của Lưu Nhược Đồng. Chẳng qua hắn có chút ngạc nhiên khi Lưu Nhược Đồng hiểu rõ về Ando như vậy. Nhược Đồng, em sao lại quan tâm tới tình hình Ando như vậy? Từ đầu năm anh chút nữa có cơ hội lên làm thị trưởng Ando còn gì? Anh không phải vẫn phấn đấu cho giấc mộng của mình sao? Thị trưởng Ando, không đúng, anh bây giờ đã là thường vụ tỉnh ủy thì chức bí thư thị ủy Ando có phải là mục tiêu phấn đấu tiếp theo của anh không? Có lẽ Ando là sân khấu lớn hơn Ninh Lăng, càng làm anh phát huy được nhiều hơn. Lưu Nhược Đồng không hề che giấu. Em muốn nói gì, Nhược Đồng? Triệu Quốc Đống một bên giảm tốc độ do đằng trước có xe dừng lại, một bên quay sang hỏi. Không có gì, em chỉ là có chút cảm xúc mà thôi. Anh còn đang phấn đấu vì mục tiêu của mình không biết mệt, vậy còn em thì sao? Có phải em nên bỏ công việc yêu thích của mình để về nước vì anh đã là thường vụ tỉnh ủy không? Lưu Nhược Đồng lấy khuỷu tay chống lên cửa xe, bàn tay chống dưới cằm. Cán bộ cấp phó tỉnh trở nên ở trong nước đúng là có hạn chế về vấn đề hôn nhân nhưng người đang công tác ở nước ngoài lại không thuộc nhóm đó. Lưu Nhược Đồng có về hay không là do cô tự quyết định. Chẳng qua Lưu Nhược Đồng cũng biết mặc dù cấp trên không yêu cầu bắt buộc nhưng cô lại cần cân nhắc ảnh hưởng của việc này với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không biết trả lời như thế nào. Vấn đề này nhìn như đơn giản nhưng lại khá vi diệu. Nhược Đồng, theo suy nghĩ cá nhân anh thì anh hy vọng em sớm về một chút. Dù sao anh cũng đã 34, em đã 32. Chúng ta có phải nên suy nghĩ cho cuộc sống của riêng mình không?
Mặc dù chúng ta cũng có mục tiêu phấn đấu của mình nhưng anh nghĩ cũng cần lo cho cuộc sống riêng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ khá lâu mới nói. Bố mẹ anh từng hỏi giữa hai chúng ta có phải có vấn đề về tình cảm không? Bao gồm cả việc tại sao tới bây giờ vẫn không muốn có con. Anh trả lời như thế nào? Lưu Nhược Đồng có chút rung động vì câu nói của Triệu Quốc Đống. Hai chân cô vô thức bỏ xuống, đi giày vào. Dù là ai đối mặt với mấy vấn đề này đều cảm thấy hơi ngượng ngùng, lo lắng. Anh nói chúng ta chưa suy nghĩ việc này, thời gian vẫn còn nhiều, không vội. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Hắn cảm nhận được sự khẩn trương của cô. Điều này làm hắn khá thích thú. Lưu Nhược Đồng rất lâu không lên tiếng. Ở vấn đề này cô không có quyền lên tiếng, cô cũng không có cách nói gì ở vấn đề này. Quan hệ hai người đã hơn lúc mới quen nhưng nếu nói muốn hoàn toàn đột phá để trở thành vợ chồng chính thức thì như lại thiếu một chút gì đó. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đến trung tâm triển lãm tỉnh đúng là có chút giật mình. Dòng người đông đúc ra vào, trong tay không ít người đều cầm các tập tài liệu, hồ sơ, cũng có người cầm ít tài liệu quảng cáo, tuyên truyền. Có người mặt mày hưng phấn, có người nhăn nhó, có người phấn chấn. Bên ngoài trung tâm là nơi tụ tập rất nhiều các hàng quán bán hàng rong. Đây có thể nói là đợt thu hoạch không nhỏ với bọn họ. Bãi đỗ xe bên ngoài cũng đã đỗ kín xe từ ô tô, xe máy, xe đạp điện. Lưu Nhược Đồng có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống. Đây không phải là hội chợ việc làm sao? Sao lại như vậy, các anh đang tổ chức biểu diễn văn nghệ à? Hừ, tại sao lại như vậy ư? Đây là biểu hiện rõ ràng nhất của áp lực việc làm càng lúc càng lớn. Nhìn cảnh này, Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ. Đại học tăng cường tuyển sinh đã mang lại áp lực rất lớn. Nhóm sinh viên đầu tiên tốt nghiệp sau đợt mở rộng đó đã ra trường, qua đó khả năng có việc làm đã giảm đi. Năm nay là năm thứ hai tình huống càng nghiêm trọng hơn nữa. Có lẽ vài năm tới sinh viên đại học sẽ thấy bọn họ không còn được ưu ái như trước, rất nhiều người sẽ thất nghiệp. Lưu Nhược Đồng nhìn quanh dòng người một lát. Quốc Đống, hình như không phải chỉ có sinh viên đại học, em thấy có không ít công nhân, ừ, còn có cả nông dân ở trong đó. Hàm nghĩa của từ nhân tài là rất rộng, nó không chỉ có sinh viên đại học mà các công ty cần nhân tài cũng không nhất định chỉ là sinh viên đại học. Theo ý anh chỉ cần là công ty có nhu cầu gấp về nhân viên bao gồm cả nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật hay công nhân bình thường đều là nhân tài. Nói thật các công ty bây giờ ngoài việc cần nhân viên quản lý, nhân viên kỹ thuật ra cũng cần các công nhân có tay nghề, kỹ thuật cao. Đây là điều thiếu hụt nhất của Ninh Lăng. Vì thế thị xã mới đầu tư lớn như vậy cho hội chợ việc làm lần này. Liên lạc với các trường đào tạo dạy nghề của các tỉnh lân cận, gửi quảng cáo đến các trường nhằm hy vọng các công ty có thể tuyển chọn được một nhóm lớn nhân viên mà mình cần. Quyển 16, chương 70. Đối với sự phát triển của một đô thị như Ninh Lăng mà nói có lẽ hệ thống đào tạo dạy nghề yếu kém chính là chướng ngại lớn nhất. Muốn cải thiện điểm này không phải 3, 4 năm là có thể làm được. Lưu Nhược Đồng nói, anh muốn thể hiện việc Ninh Lăng cần nhân tài bằng cách dùng hoàn cảnh cuộc sống. Công việc và chế độ đãi ngộ tốt, qua đó khiến nhân tài các nơi đến Ninh Lăng làm việc. Triệu Quốc Đống chưa bao giờ nghi ngờ sự thông minh của Lưu Nhược Đồng. Cô mặc dù không quá hứng thú với tình hình chính trị ở trong nước nhưng do ở nhà thấy nhiều nên chỉ cần thoáng suy nghĩ là nhận ra vấn đề ngay. Ừ, đúng là có một ý này. Chướng ngại về nhân lực anh vẫn cho rằng có hệ thống đào tạo dạy nghề tốt chưa chắc đã phát huy được tác dụng thực sự, chỉ có thể nói là chiếm một phần mà thôi. Điều quan trọng nhất là cần phải xây dựng được hoàn cảnh thích hợp để nhân tài phát huy năng lực của bản thân. Mà xây dựng hoàn cảnh lại có nhiều phương diện, ví dụ như cơ chế, hoàn cảnh công việc, cuộc sống. Anh tin nếu có đủ hoàn cảnh này thì tất cả không có vấn đề gì. Ý của anh chính là muốn Ninh Lăng làm tốt ở phương diện này. Lưu Nhược Đồng khoác tay Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng rất thản nhiên đi vào trong. Thành phố hạnh phúc và đầy sức sống. Quốc Đống. Đây là lời mà Ninh Lăng tự định nghĩa cho mình. Em nhớ Ninh Lăng hình như được gọi là thành phố năng lượng mới cơ mà, sao lại thành thế này? Vào cửa chính trung tâm, vẻ náo nhiệt và ồn ào làm Lưu Nhược Đồng không khỏi nhíu mày. Triệu Quốc Đống cười nói. Thành phố năng lượng mới chẳng qua chỉ đại biểu cho một sản nghiệp chủ đạo của Ninh Lăng mà thôi, đây không thể thể hiện cho giá trị trung tâm của Ninh Lăng. Anh cho rằng một thành phố muốn được người thừa nhận đầu tiên phải là nơi cung cấp cho họ cuộc sống hạnh phúc. Thứ hai là đầy sức sống. Như vậy mới là tiền đồ phát triển. Ồ, Lưu Nhược Đồng nhướng mày lên một lần nữa. Cuộc sống hạnh phúc, tràn đầy sức sống, nghe thì thấy rất bình thường, sợ rằng trong hai từ này cũng có hàm nghĩa phong phú chứ.
Nếu muốn lấy đây làm tiêu chuẩn đánh giá một thành phố thì có phải có chỉ tiêu cụ thể? Triệu Quốc Đống gật đầu tán thành, người phụ nữ thông minh đúng là khác, chỉ nói qua là hiểu. Đương nhiên là có chỉ tiêu cụ thể, chẳng qua suy nghĩ này cũng là do anh kết hợp với cách nói chỉ số hạnh phúc mà đưa ra làm tham khảo, vẫn chưa hoàn thiện nên chỉ đưa ra bộ khung. Anh đã yêu cầu đưa vài quan niệm thể hiện trong hội chợ việc làm lần này, thể hiện ra sự khác nhau giữa Ninh Lăng và những nơi khác, nhất là trong mảng phát triển sự nghiệp xã hội. Lưu Nhược Đồng một bên nghe một bên suy nghĩ quan điểm chính trị và ý của Triệu Quốc Đống. Ai cũng nói hắn là người trời sinh làm kinh tế, ngay cả Lưu Thác, Lưu Nham thậm chí Lưu Kiều cũng phải thừa nhận việc này. Lưu Thác, Lưu Nham không nói, có thể làm Lưu Nham khen nhiều như vậy, mà Lưu Kiều cũng xem trọng tương lai phát triển của hắn là không dễ. Bây giờ thái độ của Lưu Kiều với Triệu Quốc Đống đã không còn tùy tiện như trước, có lẽ quan uy của hắn đã dần thẩm thấu tới Lưu gia. Chẳng qua hôm nay Lưu Nhược Đồng lại thấy Triệu Quốc Đống đã dần chuyển biến không còn dồn hết tâm trí vào phát triển kinh tế nữa. Đề tài hắn nói về cơ bản không có mấy về việc phát triển kinh tế, ngược lại đặt trọng tâm vào phát triển xã hội. Lưu Nhược Đồng nhìn tới bức ảnh lớn kia, chọn cảnh rất đẹp, vừa thể hiện được sự kết hợp hài hòa giữa cổ kính và hiện đại của Ninh Lăng. Một bên là các căn nhà cổ thấp tầng, một bên là những dãy nhà cao tầng san sát. Quốc Đống, bức ảnh này rất hấp dẫn, làm người ta phải chú ý tới. Ồ, đây là gì? Lưu Nhược Đồng chú ý đến một nhóm người khá đông đang vây quanh mô hình thành phố. Đây không thể nghi ngờ là một điểm mà người tới hội chợ việc làm này nhất định sẽ tới xem. May là nhân viên công tác không ngừng dục mọi người vừa đi vừa xem, nếu không ở đây sẽ rất nhanh ùn ứ lại. Mô hình thành phố này có sức hấp dẫn hơn cả bức ảnh kia. Ngay cả Lưu Nhược Đồng cũng vô thức đi theo dòng người muốn xem nơi mình đã tới vài lần được thu nhỏ lại trông như thế nào. Lưu Nhược Đồng vừa xem vừa nghe nhân viên công tác giảng giải về đô thị Ninh Lăng. Cô phải thừa nhận đây là hội chợ việc làm mà Ninh Lăng lại nghĩ ra được điều này, có thể thấy Ninh Lăng đã dồn tâm sức vào việc này như thế nào. Bảo sao Triệu Quốc Đống lại có vẻ tự tin như vậy. Đây đã không còn là hội chợ việc làm mà thuần túy chính là cơ hội biểu diễn. Mời mọi người xem, đây là cầu Huy Hoàng mới được khánh thành, nó nối liền phía đông Ô Giang và phía tây. Phía đông là nội thành cũ Tây Giang. Nơi này đã được chúng tôi trình lên xin làm di sản văn hóa thế giới, đây là khu Lý Trang, Hoa Khê nổi tiếng cả nước. Nơi này đang xây dựng khách sạn Vương Triều 4 sao và cũng được Ninh Lăng chúng tôi toàn lực xây dựng làm trụ sở điện ảnh, truyền thông, truyền hình của cả nước. Lưu Nhược Đồng đầy hứng thú nghe nhân viên bên trong giới thiệu. Đây là nơi mà hắn công tác, một đô thị đang phát triển rất nhanh chóng, đây là nơi hắn đang phấn đấu. Mời mọi người xem bên này, đây là cầu quốc lộ 915. Ở đây chúng tôi cũng phân biệt xây dựng thêm cầu Đoàn Kết và cầu Đông Phương Hồng, dự kiến cuối năm sau sẽ hoàn thành. Đến lúc ấy sẽ có 5 cây cầu bắc qua dòng Ô Giang khiến cho hai bên hoàn toàn thông suốt. Bên này là khu Giang Đông của thị xã Ninh Lăng chúng tôi. Nó khác với bên Tây Giang giữ lại cảnh quan cũ, đây là nơi đầy sức sống của Ninh Lăng. Khu công nghiệp đa ngành nghề ở bên này, mà phía bên này lại là khu công nghiệp Lâm Cảng, phía trước là cảng Ninh Lăng do tập đoàn Hòa Hoàng nổi tiếng của Hong Kong xây dựng. Mọi người thấy không, đúng, chính là đại lộ Huy Hoàng, đây là trục chính nối liền đông tây của Ninh Lăng, mà nó kết thúc ở đây. Khu vực có địa hình mấp mô này có lẽ mọi người thấy khó hiểu tại sao lại nằm ở giữa trung tâm đô thị. Khu vực này rộng 9 km vuông là công viên cấp quốc gia cùng rượu hồ của Ninh Lăng chúng tôi. Thực vật ở núi Diệu Phong được bảo tồn rất tốt, rượu hồ cũng có diện tích trên 3 km vuông. Theo quy hoạch của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chúng tôi, núi Diệu Phong, Diệu Hồ sẽ thành trung tâm của Ninh Lăng mới, cũng là nơi cung cấp không khí trong lành cho Ninh Lăng. Về sau đô thị Ninh Lăng sẽ trọng điểm phát triển quanh khu vực này. Sau mấy năm nữa mọi người sẽ thấy nó có tác động như thế nào. Đúng, mọi người cũng chú ý thấy khu vực này. Đây là sân bay Đông Trại, Ninh Lăng đang được xây dựng, một sân bay hiện đại hóa. Sau khi xây dựng xong có thể cho phép các máy bay khổng lồ với sức chứa 320 khách hạ cánh. Mà nó cũng kết hợp với cảng Ninh Lăng. Nhà ga Ninh Lăng tạo thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh. Tới lúc đó Ninh Lăng sẽ là thành phố duy nhất có đủ hệ thống giao thông thủy, lục, hàng không của tỉnh An Nguyên. Lưu Nhược Đồng càng nghe càng thấy có hứng thú. Nhân viên giới thiệu đã tìm hiểu kỹ tình hình Ninh Lăng, nói hết những gì tinh túy của Ninh Lăng. Về sau khi nghe giới thiệu đến tình hình các quận, huyện, Lưu Nhược Đồng không hiểu mấy. Một thị xã với hơn 5,4 triệu dân từ từ xuất hiện trước mặt mọi người với đầy đủ những nét đặc sắc và hấp dẫn.
quyển 16, chương 71. Dòng người đông đúc đi dọc theo hành lang rộng mở của trung tâm, Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng cũng đi theo dòng người. Từ bề ngoài thì thấy đây đúng là không quá giống hội chợ việc làm mà giống như hội triển lãm đô thị, hoặc ẩn chứa việc thu hút đầu tư trong đó. Ngoài việc thể hiện sức hấp dẫn của Ninh Lăng gia, các quận, huyện cũng thể hiện hết những gì đặc sắc nhất của nó. Từ quy hoạch đô thị đến xây dựng cơ sở vật chất, từ hoàn cảnh đầu tư đến chính sách hỗ trợ đều được thể hiện rõ rệt. Mỗi một khu vực đều có các nhân viên công tác được tập huấn từ trước nên hiểu rõ tình hình kinh tế, xã hội của Ninh Lăng, có thể trả lời hết các câu hỏi của khách. Trong trung tâm triển lãm còn có một màn chiếu khổng lồ không ngừng phát đi tình hình phát triển kinh tế xã hội, cảnh quan của Ninh Lăng, tất cả đều rất hấp dẫn ánh mắt người ta. Phần phía trước chính là nơi biểu diễn, mà nơi đúng nghĩa để các công ty tuyển lao động lại nằm ở giữa trung tâm triển lãm. Ở khu vực này các công ty không dựa theo vị trí nơi mình đang đặt trụ sở mà dựa theo loại hình phân chia. Bắt đầu từ ngành truyền thống của Ninh Lăng là công nghiệp thực phẩm đến các ngành in ấn, đóng gói, còn cả ngành thiết bị điện và tài liệu chế tạo. Thiết bị điện và tài liệu chế tạo ngành điện sau khi Triệu Quốc Đống trở lại Ninh Lăng đã phát triển nhanh chóng. Mặc dù nó không được nhiều người chú ý khi mấy ngành năng lượng mới, thiết bị bảo vệ môi trường, tài liệu mới che lấp nhưng đây chính là ngành đứng đầu về giá trị sản lượng của kinh tế công nghiệp Ninh Lăng. Sau khi Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy đã lợi dụng quan hệ của mình lúc còn ở Bộ Năng lượng mà lôi kéo được nhiều công ty trong ngành này cùng với các chính sách hỗ trợ. Nó khiến ngành này thành điểm sáng trong sự phát triển của Ninh Lăng. Các công ty trong lĩnh vực đa tinh thể silicon, năng lượng mặt trời có thể nói là điểm sáng nhất trong hội chợ việc làm này. Năm công ty lớn nhất Trung Quốc trong sản xuất tinh thể silicon đều có mặt ở đây, đều thể hiện những gì tinh túy của công ty mình, đều đưa ra các chính sách ưu đãi hàng đầu cho nhân viên mới. Còn ngành bảo vệ môi trường và sản xuất ô tô cũng là trụ cột trong kinh tế công nghiệp của Ninh Lăng. Tập đoàn ô tô Fukuda đầu tư ở Ninh Lăng đã mang lại hiệu ứng khó có thể tưởng tượng. Ngành sản xuất ô tô là ngành phức tạp vì thế các công ty trong ngành này do Fukuda cầm đầu chiếm một biện pháp khá lớn của khu triển lãm. Bọn họ giới thiệu nhiều sản phẩm mới, nhiều sản phẩm chuyên nghiệp. Đồng thời các công ty này cũng đưa ra việc muốn tuyển các công nhân có tay nghề kỹ thuật cao. Đương nhiên bọn họ cũng cần nhân viên kỹ thuật chỉ là số lượng này không thể hy vọng vào hội chợ việc làm giải quyết được hết. Ngành bảo vệ môi trường cũng rất được người xem chú ý. Ví dụ như mấy công ty Neo, tập đoàn Quang Hoa thu hút khá nhiều sinh viên trong ngành bảo vệ môi trường tới xem vì bọn họ đưa ra đãi ngộ, phúc lợi rất tốt. Lưu Nhược Đồng dừng lại trước một công ty bảo vệ môi trường tên Mông Thái nghe người đàn ông hơn 30 tuổi đang xem biển tuyển người của công ty này. Đương nhiên người đàn ông này rất động tâm với điều kiện tuyển dụng của công ty Mông Thái, hơn nữa cũng tin vào năng lực của mình. Vương Tiên Sinh, mời anh tin vào thực lực của công ty Mông Thái chúng tôi. Tổng giám đốc công ty chúng tôi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa năm 83, hơn nữa du học nhiều năm ở Đức rồi về nước gây dựng sự nghiệp. Hiện nay công ty chúng tôi có đội ngũ thiết kế là sinh viên tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, có kinh nghiệm làm việc phong phú. Nhưng do nghiệp vụ của công ty Mông Thái mở rộng khá nhanh, Ninh Lăng lại là điểm đầu tư đầu tiên của công ty tại khu vực nội địa. Anh cũng biết ngành bảo vệ môi trường của Ninh Lăng khá phát triển, chúng tôi đầu tư vào đây chính là do có các công ty trong ngành hợp tác cùng. Chúng tôi rất chào đón các người bạn muốn phát triển trong ngành bảo vệ môi trường gia nhập. Về đãi ngộ, phúc lợi thì công ty chúng tôi không dám nói là tốt nhất trong cả nước nhưng ở khu vực nội địa có thể nói đứng đầu. Mời anh xem, đây là con đường phát triển ngắn nhất mà công ty chúng tôi bố trí cho nhân viên kỹ thuật cao cấp, ngoài tiền lương hàng năm các nhân viên có cơ hội đến Anh, Đức, Pháp chuyên tu. Cùng lúc đó chúng tôi đã có một nhân viên kỹ thuật cao cấp được vào nhà chuyên gia của chính quyền Ninh Lăng xây dựng. Có 5 nhân viên kỹ thuật được Ủy ban Ninh Lăng hỗ trợ tiền hàng tháng theo chính sách hỗ trợ nhân tài. Chỉ cần anh có khả năng này chúng tôi sẽ lập tức báo danh anh lên Ủy ban thị xã Ninh Lăng. Ồ, anh không hiểu mấy về Ninh Lăng sao? Cái này không vấn đề gì cả, bên kia là nơi giới thiệu về thị xã Ninh Lăng. Tôi tin sau khi anh xem sẽ lập tức thích thị xã này. Thứ cho tôi nói thẳng so sánh với Ninh Lăng thì An Đô như một thành phố ồn ào, ô nhiễm. Ninh Lăng ngoài việc quy mô đô thị nhỏ hơn An Đô ra thì dù bất cứ phương diện nào cũng phải hơn An Đô. Giá nhà và vật giá, việc này càng không có vấn đề gì. Sản vật của Ninh Lăng rất phong phú, sản phẩm nông nghiệp nhiều, giá thấp hơn An Đô không ít. Về giá nhà tôi có thể chịu trách nhiệm nói với anh rằng anh sẽ kinh ngạc khi thấy giá nhà ở Ninh Lăng thấp hơn so với các thành phố cùng cấp. Nhân viên của công ty Mông Thái ăn nói rất lưu loát, ngay cả Triệu Quốc Đống,
Lưu Nhược Đồng ở bên cũng thấy người này không tới phòng tiếp tân hoặc ban tuyên giáo đúng là đáng tiếc. Ninh Lăng là đô thị mới phát triển, các công ty khổng lồ đều có nhà dành cho nhân viên của mình. Công ty chúng tôi cũng được chính quyền xây dựng cho khu nhà cho nhân viên với giá thuê khá rẻ. Đương nhiên nhân tài như anh nếu tới công ty chúng tôi nghĩ anh hoàn toàn có năng lực mua một căn nhà ở khu vực đẹp nhất của Ninh Lăng, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Quốc Đống, em đúng là không ngờ ngay cả nhân viên của các công ty cũng tuyên truyền cho Ninh Lăng như vậy. Nếu mỗi công ty đều làm thế em dám nói hội chợ việc làm lần này sẽ đạt thành công rất lớn. Lưu Nhược Đồng thật sự chấn động, Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm đến mức này khiến nhiều người khó có thể đoán trước. Nhược Đồng, đây thực ra cũng không phải khó thực hiện. Trước đó thị xã đã thống nhất tập huấn toàn bộ người tham gia hội chợ việc làm, yêu cầu người của các công ty ngoài giới thiệu công ty bọn họ và thu hút nhân viên ra cũng không quên dùng sức hấp dẫn của Ninh Lăng mà thu hút nhân tài. Bởi vì càng là nhân tài thì yêu cầu đối với các điều kiện công tác, cuộc sống càng cao. Triệu Quốc Đống nói, ví dụ như tình hình an ninh trật tự ở Ninh Lăng tốt hay không, vật giá thế nào, hoàn cảnh nhà ở ra sao, con cái học hành thuận tiện không, có trung tâm văn hóa thể thao không, hoạt động giải trí có phong phú không. Đây đều là ưu thế của Ninh Lăng. Bọn họ giới thiệu điều kiện hấp dẫn người đồng thời cũng nói ra các ưu thế này, qua đó khiến nhân tài cảm thấy đến Ninh Lăng và các công ty này là đáng. Anh thấy mấy điểm này của Ninh Lăng có thể so sánh với các thành phố khác sao? Lưu Nhược Đồng khoác tay Triệu Quốc Đống và vừa đi vừa nói. Nếu so sánh với các thị xã trong tỉnh thì hầu hết Ninh Lăng đều chiếm ưu thế. Ví dụ tình hình an ninh trật tự căn cứ cục thống kê của tỉnh trong 10 năm qua, dân chúng Ninh Lăng đánh giá sự yên bình cao nhất tỉnh, hơn nữa cao hơn nơi xếp thứ 25%, điểm này không dễ đạt được, ngay cả An Đô cũng không thể so sánh. Đương nhiên theo sự phát triển nhanh chóng của Ninh Lăng thì cảm giác an toàn sẽ giảm đi nhưng anh tin Ninh Lăng vẫn duy trì được tình hình an ninh trật tự tốt đẹp. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Quyển 16, chương 72. Đi một vòng quanh trung tâm triển lãm, cả Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đều thấy hơi nóng. Lượng người vào trung tâm rất lớn, xem ra lần này có không ít người nhận lời đến làm việc ở Ninh Lăng. Tầng 1 và tầng 2 của trung tâm là nơi náo nhiệt nhất hội chợ việc làm. Nơi đây tụ tập tất cả quận, huyện, các công ty liên doanh, công ty tư nhân của Ninh Lăng. Công ty tư nhân chính là quân chủ lực trong hội chợ việc làm này, bọn họ cũng đạt được thành quả rất lớn. Một vài tập đoàn lớn đã có những ký kết trước với các trường đào tạo dạy nghề, sau đó bọn họ cũng mượn hội chợ việc làm lần này để xác nhận và công bố mà thôi. Ví dụ như tập đoàn Quang Hoa ký kết hiệp định tuyển sinh các sinh viên tốt nghiệp trường trung cấp công nghiệp Miên Châu khóa 2005. Trường Trung cấp Miên Châu sẽ đề cử 80 sinh viên ưu tú đến chi nhánh tập đoàn Quang Hoa ở Ninh Lăng tổ chức. Mà tập đoàn Quang Hoa cũng liên tục trong 3 năm sẽ nhận sinh viên tốt nghiệp của trường. Còn khách sạn Vương Triều và khách sạn Kiến Quốc đang được xây dựng cũng sớ ký kết hiệp định với trường du lịch Ando. Trường này sẽ cung cấp nhân viên đã được đào tạo bài bản cho hai khách sạn này khi bọn họ khai trương. Tập đoàn Tinh Lãng có một khu lớn ở giữa trung tâm triển lãm, cũng đưa ra điều kiện khá ưu đãi, lương cao. Tập đoàn này bây giờ đã thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực du lịch của Trung Quốc. Tập đoàn mở rộng mặc dù có nguồn tài chính khá lớn bên thị trường chứng khoán cung cấp nhưng nhân tài vẫn là điểm yếu. Vì thế tập đoàn Tinh Lãng cũng mượn cơ hội này để tuyên truyền mình và tuyển nhân viên. Ví dụ các công ty lớn trong làm việc năng lượng mới gồm chất bán dẫn Liên Hoa, chất bán dẫn Nam Pha, Phong Hoa, Thần Phong, Điện Khí Đức Lăng, Hán Đức. Đều đã có ký kết hiệp định với các trường đại học hàng đầu như Thanh Hoa, Đồng Tể, Cáp Công, An Nguyên, để xây dựng phòng thí nghiệm, tiến hành nghiên cứu khoa học. Đây có thể nói là bước đột phá lớn đối với sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng. Nhất là việc giao tiếp với các trường đại học, đào tạo dạy nghề, công ty tư nhân có thể đột phá được điểm này là không dễ dàng. Có thể nói trong hội chợ việc làm lần này Ninh Lăng đã thành công đạt được mục đích của mình. Một phần là thể hiện hình ảnh Ninh Lăng, tạo sân khấu để các công ty thu hút nhân viên. Khi Triệu Quốc Đống sắp rời đi thì nhận được điện của Cố Vĩnh Bân. Thực tế 3 ngày diễn ra hội chợ chưa đủ đáp ứng nhu cầu của các công ty nên bọn họ đề nghị thị xã kéo dài thêm. Ban tổ chức hội chợ cũng có ý đó, Triệu Quốc Đống đồng ý và yêu cầu Cố Vĩnh Bân liên lạc với các cơ quan liên quan. Chú ở đâu? Giọng nói từ bên kia truyền tới làm Triệu Quốc Đống vui mừng. Thái Chánh Dương gọi cho mình vào lúc này chính là đối phương ở tỉnh An Nguyên. Thái ca, em đang ở An Đô, anh ở đâu? Chú đi một mình à? Vậy tới đây ngồi đi, anh và Lão Hùng đang ở Tây Lĩnh Tuyết. Thái Chánh Dương nói,
Thái ca và Hùng ca đã về rồi sao? Về lúc nào thế, em tới ngay. Triệu Quốc Đống vui vẻ nói. Ừ, vừa về hôm trước coi như thăm quê, vừa lúc lão Hùng cũng về nên hẹn ngồi một chút. Chú rảnh thì mau tới đây. Thái Chánh Dương nói. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đến Tây Lĩnh Tuyết rồi lên tầng 3. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Thái Chánh Dương và Lưu Nhược Đồng đang ngồi đó. Bàn này đủ để chứa 5-6 người, đây là vị trí tốt nhất nhìn phong cảnh. Có Hùng Chính Lâm và Thái Chánh Dương ở đây, Triệu Quốc Đống biết nhất định là có người sớm đặt chỗ cho hai người trước. Ồ, Tiểu Lưu cũng đến à? Xem ra bọn anh quấy rầy hai đứa đi dạo phố rồi. Lưu Nhược Đồng có chút kinh ngạc nói. Y mơ hồ biết cuộc sống riêng của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng có quan hệ không quá đặc biệt thì y rõ, còn Triệu Quốc Đống có quan hệ ở bên ngoài y cũng biết. Lưu Nhược Đồng ở mãi bên Trung Đông, ít về nước. Hùng ca nói gì thế, bọn em vợ chồng lâu rồi còn đi dạo gì chứ? Em vừa đến trung tâm triển lãm xem một chút thôi. Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm ở bên đó, hai hôm trước em vẫn ở Ninh Lăng không lên được nên lần này tới xem. Triệu Quốc Đống ngồi xuống. Lưu Nhược Đồng có chút tò mò với hoàn cảnh ở đây nên nhìn quanh. Tây Lĩnh Tuyết là một nơi nổi tiếng để uống trà của nội thành An Đô, nhất là đằng trước còn có dòng sông chạy qua. Ồ, anh cũng nghe nói Ninh Lăng tổ chức hội chợ việc làm khá nổi bật. Hôm qua anh cũng tới xem đúng là có chút khác lạ. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Anh thấy Điền Nam đúng là thiếu sáng tạo như bên Ninh Lăng của chú. Thu hút đầu tư là thu hút đầu tư, hội chợ việc làm là hội chợ việc làm. Toàn là làm với một mục đích mà thôi, quá đơn điệu, không có gia vị, sao có thể hấp dẫn mục tiêu được. Thái ca, anh đây là khen em hay khen Ninh Lăng? Hội chợ việc làm lần này mặc dù do em và thị trưởng Trung quyết định nhưng công tác cụ thể do thị trưởng Trung phụ trách, đương nhiên cũng có thành viên khác trong bộ máy đưa ra ý kiến, em chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Khen bộ máy Ninh Lăng chính là sự khẳng định lớn nhất đối với chú. Quốc Đống. Chú là bí thư thị ủy có thể làm được như vậy coi như đủ tư cách. Hùng Chính Lâm cười ha hả nói. Ha ha, cảm ơn Hùng ca đã vẻ mắt cho rồng. Triệu Quốc Đống biết Hùng Chính Lâm, Thái Chánh Dương ngồi đây nhất định phải có lý do, hơn nữa gọi mình đến cũng là có lý do. Đừng có nói như vậy trước mặt bọn anh, chú bây giờ đã là cán bộ cấp phó tỉnh rồi, không có chút trình độ không phải làm giả ánh mắt, trí tuệ của bí thư Ứng và chủ tịch Tần sao. Hùng Chính Lâm cười ha hả nói. Chánh Dương, có phải vẫn còn lưu luyến Quốc Đống, hay là điều chú ấy tới Côn Châu làm bí thư thị ủy đi? Ông nghĩ muốn như vậy là được ngay sao? Ai không muốn tiến bộ? Thái Chánh Dương nhìn Hùng Chính Lâm. Đợi 2 năm nữa ông mà không có tiến bộ thì ông thật sự sẽ bị Quốc Đống vứt ở phía sau. Chánh Dương, sóng trường giang sóng sau đè sóng trước. Quốc Đống hơn tôi càng vui mừng. Hùng Chính Lâm nói. Tôi thích công việc. Cuộc sống hiện nay, ý nguyện mỗi người mỗi khác mà. Tiểu Lưu, cô có đồng ý với quan điểm của anh không? Đột nhiên bị hỏi làm Lưu Nhược Đồng có chút bất ngờ. Cô biết hai người này không hề đơn giản. Lai lịch của Hùng Chính Lâm thì cô không chỉ biết từ Triệu Quốc Đống mà từ Lưu Kiều cũng biết. Lưu Nhược Đồng cũng hiểu Hùng Chính Lâm là người được cho là một trong các nhân vật nguy hiểm nhất trong nước, không nể mặt ai, lấy việc bắt bớ làm niềm vui. Rất nhiều người cứ nhắc đến Hùng Chính Lâm là nghiến răng nghiến lợi nhưng trong lòng lại e ngại. Quyển 16, chương 73. Thái Chánh Dương cũng nhìn Lưu Nhược Đồng. Cô gái này nói đúng ra có khí độ hơn Triệu Quốc Đống nhiều. Triệu Quốc Đống là tinh anh trưởng thành từ gia đình bình thường nên có thêm vài phần phóng đãng nhưng lại thiếu vài phần trầm ổn, không được như Lưu Nhược Đồng. Lưu Nhược Đồng chỉ thoáng kinh ngạc sau đó nói. Hùng ca nói rất đúng, lý tưởng mỗi người mỗi khác. Mặc dù ai cũng nói con người không thể sống vì lý tưởng nhưng em thấy con người nên phấn đấu, theo đuổi vì lý tưởng của mình. Tiểu Lưu, xem ra cô rất có cảm xúc. Thái Chánh Dương nói. Vâng, đúng là như vậy. Quốc Đống đi đến bây giờ là không dễ. Anh ấy vẫn đang phấn đấu vì lý tưởng của mình còn em thì sao? Em thấy công việc bây giờ rất thích hợp với em, cũng là sân khấu khiến em có thể phát huy khả năng của mình nên em vẫn do dự. Em nên chọn gì bây giờ? Lưu Nhược Đồng thở dài nói. Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm mặc dù không rõ tính chất công việc của Lưu Nhược Đồng nhưng quan chức ngoại giao đồn trú ở nước ngoài của Bộ Tổng Tham mưu trên thực tế phụ trách việc thu thập tin tức tình báo. Xem ra Lưu Nhược Đồng làm việc ở bên Iran rất thuận lợi. Hiện nay quan hệ giữa Trung Quốc và Iran khá tốt, Iran đang tăng được sức ảnh hưởng với các nước trong khu vực.
Iran là đối tượng hợp tác quan trọng của Trung Quốc thậm chí cả Nga. Vì thế lực lượng của Trung Quốc đồn trú ở Iran cũng được tăng lên, nhiệm vụ càng lúc càng nặng nề. Lưu Nhược Đồng có lẽ thích công việc này. Vấn đề này đúng là khó khăn. Hai đứa xa nhau lâu như vậy cũng không quá tốt. Chẳng qua dù cô về nước cũng sẽ công tác ở trên Bắc Kinh. Anh nghĩ Quốc Đống trong thời gian này không thể lên Bắc Kinh làm việc, đây vẫn là ở hai nơi nhưng khoảng cách giảm đi mà thôi. Đương nhiên ở trong nước vẫn tiện hơn. Thái Chánh Dương nói. Thái ca, đây là chuyện làm em và Quốc Đống phải suy nghĩ. Vì thế bọn em vẫn bàn nên giải quyết việc này như thế nào. Lưu Nhược Đồng cười nói. Xem ra biện pháp duy nhất là em về nước nhưng thời gian có thể chậm đôi chút. Làm em bàn giao xong công việc bên kia đồng thời cũng tìm được vị trí công tác thích hợp ở trong nước. Tiểu Lưu, cô cũng không còn trẻ nữa, anh thấy hai đứa nên có con thôi, đừng để lớn tuổi hơn chút mới có con. Thái Chánh Dương hài lòng gật đầu, vẻ hiền thục của Lưu Nhược Đồng lúc này thật ra phù hợp với thân phận vợ của Triệu Quốc Đống theo như Thái Chánh Dương đánh giá. Lưu Nhược Đồng này rất thông minh nhưng tính cách tốt. Thái Chánh Dương nói làm Lưu Nhược Đồng hơi đỏ mặt. Thái ca, em và Quốc Đống đã bàn đợi thêm 1-2 năm nữa. Triệu Quốc Đống ngẩn ra nhìn Lưu Nhược Đồng đang có chút xấu hổ. Lưu Nhược Đồng không ngờ lại rộng lượng như vậy, cô bàn với mình việc này bao giờ? Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm đều nở nụ cười. Lưu Nhược Đồng cảm thấy hai người Thái Chánh Dương nhất định có chuyện cần nói với Triệu Quốc Đống nên sau khi nói chuyện vài câu liền biết ý xuống tầng 2 ngắm cảnh. Thấy Lưu Nhược Đồng rời đi, ba người còn lại khiến không khí trở nên khá nặng nề. Triệu Quốc Đống lặng lẽ nhấm nháp cốc trà. Trên thực tế hắn cũng đoán được vài chuyện. Chuyện có thể khiến Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm nghiêm túc như vậy, còn gọi mình tới nhất định là do chuyện của Lưu Triệu Quốc. Đây đúng là một đề tài khó có thể mở miệng nói ra. Đương nhiên nó là do Lưu Triệu Quốc có quan hệ đặc biệt với ba người nên mới vậy. Thái ca và Hùng ca lần này về có phải có chuyện không? Triệu Quốc Đống biết cuối cùng cũng đi vào chính đề nên phá vỡ sự yên lặng. Không có việc không thể về sao? Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Lâu như vậy sao chú và Triệu Quốc không ngồi với nhau? Thời gian trước em và Lưu ca có nói chuyện điện thoại vài lần nhưng không gặp. Triệu Quốc Đống nói. Nói chuyện gì? Thái Chánh Dương nói. Nói chuyện về một công ty bất động sản của bạn Lưu ca muốn tới Ninh Lăng phát triển. Triệu Quốc Đống cũng không giấu. Còn có tình huống gì không? Chú biết những gì? Thái Chánh Dương trầm giọng nói. Triệu Quốc Đống im lặng không nói, vấn đề này không dễ trả lời. Hắn biết chẳng qua chỉ là do quan sát và phán đoán chứ không có bằng chứng cụ thể. Hứa Á Phỉ kia không thể nói được gì, dù cô ta có quan hệ mờ ám với Lưu Triệu Quốc cũng không đáng nhắc tới. Về phần Khanh Liệt Bưu thì tuy y có danh tiếng không tốt ở Ando nhưng không có chứng cứ. Đối phương đến Ninh Lăng đầu tư cũng nghiêm chỉnh đấu thầu được khu đất, ít nhất hiện nay là như vậy. Sao? Không tiện nói hay là không biết? Thái Chánh Dương nói. Chú định giả vờ không nghe không biết hay cảm thấy Triệu Quốc sẽ không bị lật thuyền. Thái ca, em vẫn suy nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào. Bên phía Lưu ca thì em cũng biết chút chuyện, cũng ám chỉ thậm chí nhắc nhưng Lưu ca không nói gì hoặc phủ nhận. Em không biết nên giải quyết việc này như thế nào. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Tính của Lưu ca thì các anh cũng biết, nếu chuyện Lưu ca muốn làm có ai khuyên cũng vô ích. Vì thế chú định cứ thế bưng tai lừa mình dối người sao? Thái Chánh Dương hỏi tiếp. Em không biết làm như thế nào nữa. Hơn nữa với thân phận của em hiện nay đúng là không tiện nói nhiều với Lưu ca. Triệu Quốc Đống có chút buồn bực lắc đầu nói. Về vấn đề của Lưu ca, em nghĩ chúng ta rất khó tìm được biện pháp giải quyết chính thức trừ khi Lưu ca muốn thay đổi. Triệu Quốc Đống nói khiến Thái Chánh Dương phải suy nghĩ. Hùng Chính Lâm gật đầu nói. Chánh Dương, Quốc Đống nói đúng. Chuyện này nếu Triệu Quốc không muốn chấp nhận thì tôi nghĩ chúng ta cũng bất lực. Ai cũng biết Triệu Quốc làm ngành gì, Triệu Quốc biết chuyện mình làm mà, nếu chúng ta nói ra có khi còn phản tác dụng. Vậy chúng ta cứ thế nhìn Triệu Quốc chìm xuống sao? Thái Chánh Dương hỏi lại. Hùng Chính Lâm thở dài một tiếng, vấn đề này đúng là khó xử, bởi vì mọi người thấy vấn đề này không tiện nói rõ nên mới thấy khó giải quyết. Không ai muốn Lưu Triệu Quốc cuối cùng trượt vào vực sâu nhưng lại không biết làm như thế nào cả. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng nâng chung trà, hắn vẫn suy nghĩ vấn đề này. Trước hôm nay hắn vẫn suy nghĩ sao giải quyết được chuyện của Lưu Triệu Quốc. Trước đó hắn vốn định dành cơ hội trao đổi với Lưu Triệu Quốc,
Ai ngờ Lưu Triệu Quốc lại vứt cho mình một vấn đề khó trước là giới thiệu công ty bất động sản Cửu Đỉnh của Khanh Liệt Bưu với mình, còn yêu cầu mình trong phạm vi có thể thì giúp đỡ. Lưu Triệu Quốc nói rất nguyên tắc, chỉ cần trong phạm vi nguyên tắc thì giúp đỡ, không đưa ra yêu cầu gì khác. Đây giống như là bạn bè bình thường nhờ mà thôi, mặc dù các lãnh đạo khác cũng gọi điện cho hắn như vậy, hắn nếu từ chối là không hợp lý, không chừng sẽ làm Lưu Triệu Quốc phản cảm. Chẳng qua theo Triệu Quốc Đống thấy mặc dù bây giờ bất động sản Cửu Đỉnh nhìn vẫn quy củ nhưng tên Khanh Liệt Bưu kia tuyệt đối không kiếm tiền trong sạch, đi đường vòng mới là cách của y. Một khi đối mặt với thị trường bất động sản cạnh tranh kịch liệt của Ninh Lăng, Khanh Liệt Bưu tuyệt đối không thể nào thông qua việc nâng cao trình độ, tăng cường quản lý mà tăng cường sức cạnh tranh, nhất định sẽ có vấn đề. Y có thể dùng con đường xã hội đen hoặc là quyền lực hành chính. Khanh Liệt Bưu là không đáng gì đối với mình. Ở trên địa bàn Ninh Lăng thì công ty như bất động sản Cửu Đỉnh là quá nhỏ bé, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng chuyện liên quan tới Lưu Triệu Quốc làm Triệu Quốc Đống tự hỏi một khi xuất hiện vấn đề thì mình nên làm như thế nào? Xử lý chuyện này phải sớm không được muộn, đây là nguyên tắc của hắn. Nhưng sao tìm được cơ hội giải quyết thì hắn lại chưa biết. Thái ca, Hùng ca, em thấy có lẽ em nên tìm Lưu ca nói chuyện riêng. Chuyện này em đã suy nghĩ rất lâu. Nếu hai anh đã biết thì hiện nay chỉ có em đứng ra nói chuyện với Lưu ca là thích hợp nhất. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Quyển 16, chương 74. Lưu Nhược Đồng cảm thấy Triệu Quốc Đống thoáng cái lấy lại tâm trạng trầm ổn, cứng rắn mấy năm trước, về đến nhà hắn còn có cảm giác hoàn toàn buông lỏng. Cô không biết Triệu Quốc Đống và hai người Thái Chánh Dương nói chuyện gì với nhau, Triệu Quốc Đống không nói, cô không hỏi. Chẳng qua cô biết nhất định là chuyện gì đó rất quan trọng nên hai người kia mới cùng tới An Đô và gọi Triệu Quốc Đống. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống cũng chứng minh tầm quan trọng của cuộc nói chuyện này. Không chỉ Lưu Nhược Đồng có cảm giác này, ngay cả người của Ninh Lăng cũng có cảm giác này. Khá thành công, hội chợ việc làm lần này của chúng ta đã đạt được mục đích đề ra. Căn cứ thống kê của các quận, huyện thì có 645 người đã ký kết với các công ty. Trong đó có 182 người là nhân viên chuyên môn mà bọn họ đang rất cần, mà trong 182 người này còn có 2 người từng được Quốc vụ viện trợ cấp đặc biệt, 9 người được tỉnh trợ cấp. Ngoài ra các công ty còn ký nhiều hợp đồng thỏa thuận với công nhân, tổng số người tuyển được đạt trên 2.200 người. Trung Dược Quân khá hài lòng với hiệu quả của hội chợ việc làm lần này. Do số người muốn tuyển quá nhiều, thêm yêu cầu của các công ty nên hội chợ việc làm lần này kéo dài thêm 1,5 ngày nữa. Dược Quân, xem ra Ninh Lăng chúng ta rất hấp dẫn. Ngay cả người từng được Quốc vụ viện và Ủy ban tỉnh trợ cấp cũng muốn tới Ninh Lăng chúng ta làm việc. Đây là sự khẳng định với hoàn cảnh và sức hấp dẫn của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống vui vẻ nói. Ừ, tôi đã nói chuyện với mấy người này. Ví dụ như chuyên gia đến làm cho công ty Phong Hoa, y trước đây làm khá lâu ở một tổ chức nghiên cứu khoa học của tỉnh, bây giờ đã thôi việc. Y nhận lời tới công ty Phong Hoa. Tôi hỏi sao y chọn công ty này. Y nói ngoài việc công ty Phong Hoa trả lương, thưởng cao, y còn hài lòng với hoàn cảnh sống, làm việc ở Ninh Lăng. Ủy ban Ninh Lăng cũng rất chú trọng với nhân tài nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà chuyên gia, trợ cấp nhân tài, y sau khi xem qua quy hoạch đô thị của Ninh Lăng mới quyết định đến Ninh Lăng định cư. Y nói y đã đi các thành phố lớn của Trung Quốc nhưng còn chưa thấy nơi nào dám can đảm để hơn 9 km vuông làm công viên cây xanh như vậy. Ninh Lăng làm như vậy khiến y phấn chấn, y thấy Ninh Lăng có tương lai nên mới tới Ninh Lăng công tác và định cư. Ha ha, Dược Quân, vị chuyên gia này đánh giá cao Ninh Lăng chúng ta như vậy, có phải là vì biết anh là thị trưởng nên khen không? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Núi Diệu Phong, Diệu Hồ nằm ở trung tâm đô thị là do nhu cầu phát triển đô thị nên cần như vậy. Chúng ta không thể vì phát triển về phía đông mà rời núi, lấp hồ chứ. Hơn nữa có một khu sinh thái tự nhiên như vậy ở giữa trung tâm đô thị sẽ tạo ảnh hưởng tốt cho không khí sau này. Trung Dược Quân cười cười bổ sung thêm. Hơn nữa xây dựng công viên ở khu vực này cũng có lợi cho các khu vực xung quanh. Tôi tin chỉ cả là người thông minh sẽ thấy được nơi này sẽ là trung tâm đô thị Ninh Lăng, giá trị đất xung quanh cũng sẽ tăng vọt. Ừ, nhất là khi bộ máy đảng ủy, chính quyền sẽ chuyển địa điểm thì tôi nghĩ giá trị này càng rõ ràng hơn nữa. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Bí thư Triệu, anh thật sự muốn khởi động kế hoạch chuyển các cơ quan chức năng đi sao? Trung Dược Quân đương nhiên biết suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Lúc trước y thấy suy nghĩ này của Triệu Quốc Đống không đúng, cho rằng chuyển rời trụ sở các cơ quan chức năng cần phải suy nghĩ đến việc thuận lợi cho quần chúng nhân dân, không nên quá xa.
nhưng khi Triệu Quốc Đống đưa ra ý tưởng thành lập trung tâm chính trị cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của Ninh Lăng, y bắt đầu thay đổi suy nghĩ, dần đồng ý với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua kế hoạch này hai người mới thảo luận qua, Trúc Văn Khôi loáng thoáng biết chi tiết chứ chưa có ý kiến thống nhất. Theo ý của bọn họ sẽ chuyển cơ quan chức năng của bốn bộ máy sang khu vực phía nam đại lộ Huy Hoàng trong giai đoạn 2 của khu Giang Đông. Nhưng bây giờ khu vực này đã dần trở nên phồn hoa nên nếu các cơ quan chức năng chuyển tới đây chỉ có tác dụng thêu hoa trên gấm. Mà nếu các cơ quan chức năng chuyển xa tới tận núi Diệu Phong chẳng những thúc đẩy khu vực này phát triển nhanh hơn, cũng xúc tiến đô thị Ninh Lăng phát triển về phía đông. Anh cảm thấy bộ máy của chúng ta chuyển tới phía nam đại lộ Huy Hoàng còn thích hợp sao? Bên kia đang thay đổi từng ngày, hơn nữa đô thị Ninh Lăng hướng về phía đông là nguyên tắc đã được xác định. Bây giờ bộ máy chúng ta nếu chủ động chuyển đến phía đông núi Diệu Phong thì chẳng những sẽ khiến việc xây dựng cơ sở vật chất nghiêng về bên đó, còn có thể xúc tiến sản nghiệp kinh tế đô thị nghiêng về phía đông. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Vì thế tôi thấy bây giờ đã tới lúc. Bí thư Triệu, bước đi này là rất lớn, hơn nữa cũng cần quy hoạch lại. Lần này liên quan đến nhiều cơ quan như vậy nên tạo ảnh hưởng rất lớn. Trung Dược Quân nói. Hơn nữa vốn có nhiều người cho rằng bộ máy thị xã sẽ chuyển tới khu vực thuộc giai đoạn 2 của khu Giang Đông, cũng chính là ở giữa đại lộ Huy Hoàng, Đông Phương Hồng nên nơi đây giá đất tăng lên từng ngày. Chúng ta điều chỉnh quy hoạch có phải làm bọn họ tức giận không? Ha ha, thị xã cho đến bây giờ chưa hề nói rõ sẽ chuyển bộ máy tới đâu, bọn họ dựa vào cái gì có thể kết luận thị xã sẽ làm theo ý bọn họ. Tức thì chỉ có thể nói bọn họ quá tham. Với tình hình phát triển hiện nay của giai đoạn 2 khu Giang Đông còn chưa đủ thỏa mãn bọn họ sao? Triệu Quốc Đống cười lạnh nói. Bọn họ cảm thấy thị ủy, ủy ban nên làm theo hướng tay bọn họ chỉ để đáp ứng nhu cầu lợi ích của bọn họ sao? Nực cười. Trung Dược Quân lần đầu nghe Triệu Quốc Đống dùng giọng điệu này đánh giá giới kinh doanh bất động sản nên có chút bất ngờ. Y đương nhiên biết bây giờ có không ít nhà kinh doanh đầu tư mạnh vào khu Giang Đông. Nhất là các khu đất ở giai đoạn 2 càng được tuyên truyền quảng cáo nhiều hơn. Các công ty bất động sản đều nói đây là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của đô thị Ninh Lăng. Mục đích nhằm chính là tạo thanh thế để nâng giá đất lên. Bí thư Triệu tôi thấy đây coi như việc tốt, cũng có thể giúp giá đất khu vực kia hạ nhiệt. Bây giờ quần chúng đang phản ánh không ít vì giá đất nơi này tăng một cách chóng mặt. Trung Dược Quân nói. Đúng vì nguyên nhân này nên thị xã không thể chuyển bộ máy về đó mà phải chuyển về phía đông núi Diệu Phong. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Giá nhà là một vấn đề rất quan trọng đối với đảng ủy, chính quyền địa phương. Mặc dù giá nhà tăng lên do quá trình đô thị hóa là không thể thay đổi nhưng tôi thấy thị ủy, ủy ban không thể bỏ mặc, việc này có quan hệ đến lợi ích căn bản của dân chúng. Ăn, mặc, ở, đi lại những vấn đề thiết yếu của người dân thì ăn, mặc người dân đã giải quyết được. Ở và đi lại về sau sẽ là đề tài mà đảng ủy, chính quyền địa phương cần tập trung giải quyết. Nhất là ở, làm như thế nào khống chế giá nhà ở mức độ nhất định, tôi thấy đảng ủy, chính quyền có thể phát huy tác dụng. Trong đó có hai biện pháp hữu hiệu đó là chính quyền thông qua phương hướng phát triển đô thị để khống chế nhà, đồng thời cần tích cực xây dựng nhà xã hội để giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân bình thường. Chỉ như vậy mới có thể chính thức thỏa mãn nhu cầu cơ bản của quần chúng nhân dân. Ừ, Bí thư Triệu. Tôi đồng ý với quan điểm của anh, chuyện này cần tiến hành sớm. Trung Dược Quân nói. Vì thế đầu tiên cần Lão Trúc và Cục Quy hoạch xây dựng bàn bạc xác định nguyên tắc, sau đó đưa ra kế hoạch sơ bộ để ủy ban thị xã thảo luận, cuối cùng đưa lên hội nghị thường ủy thông qua. Triệu Quốc Đống cũng biết việc này sẽ có lực cản chẳng qua chỉ cần hắn và Trung Dược Quân thống nhất ý kiến thì dù có người không đồng ý cũng không thay đổi được gì cả. Sớm xác định một chút cũng tốt. Hội chợ việc làm lần này có hiệu quả tốt cho tuyên truyền hình ảnh Ninh Lăng chúng ta, vì thế chúng ta càng cần phát triển hơn nữa về xây dựng đô thị. Trung Dược Quân nói thêm. Chẳng qua Bí thư Triệu, tôi sợ rằng có một số người không đồng ý. Không cùng ý kiến cũng là bình thường, tất cả mọi người cùng ý kiến mới là bất bình thường, đó là quy tắc tập trung dân chủ. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Quyền 16, chương 75. Ô Vĩnh Bân nghe tin từ Cục Quy hoạch xây dựng truyền sang mà đứng như hóa đá. Y dù như thế nào cũng không ngờ Triệu Quốc Đống lại dùng chiêu rút củi đáy nồi này, chiêu thức quá độc. Khi giai đoạn 2 khu Giang Đông được tiến hành xây dựng, không ít các công ty bất động sản bắt đầu thi công để nhằm đón đầu đợi bộ máy thị xã Ninh Lăng chuyển sang đó. Nhưng bây giờ lại có tin tức bộ máy, thị ủy, ủy ban chuyển sang phía đông núi Diệu Phong, đây là nơi hoang vu, gập ghềnh,
thậm chí quy hoạch đường mới được đặt ra tới nơi này, chờ đường xây dựng được tới đây ít nhất cũng phải chờ đến hết sang năm. Nếu dựa theo quan điểm của một số người thì đây là một chiêu phục kích quá âm hiểm với các nhà kinh doanh. Khi tất cả mọi người cho rằng ba chủ yếu của thị ủy, ủy ban chuyển về khu vực giữa đại lộ Huy Hoàng cùng Đông Phương Hồng thuộc giai đoạn 2 của khu Giang Đông. Thị xã bây giờ lại tung ra tin tức kinh người như vậy, khiến cho bao công ty bất động sản phải giật mình, buồn bực. Trung tâm hành chính một nơi đặt ở đâu sẽ ảnh hưởng lớn đối với nơi ấy là rất rõ ràng, nó đại biểu tài nguyên hành chính đi về đâu, đó chính là phương hướng, cũng có nghĩa tài nguyên đô thị sẽ nghiêng về nơi này, xây dựng cơ sở vật chất cũng ưu tiên cho nơi này. Những lời đồn đãi lúc trước cho rằng bộ máy chủ yếu sẽ chuyển tới khu vực thuộc giai đoạn 2 của khu Giang Đông khiến giá đất nơi này không ngừng tăng cao. Các công ty bất động sản nắm được đất ở đây cũng bắt đầu san nền, thi công. 1-2 tháng nay khu vực này biến thành công trường sôi sục, ít nhất có 7-8 tòa nhà cao tầng được khởi công xây dựng. Nhưng tin tức này không thể nghi ngờ chính là nhát dao dẫm nát giấc mộng đẹp của nhiều công ty bất động sản, không ai muốn chấp nhận sự thật này, điều này có nghĩa lợi nhận dự đoán ban đầu của bọn họ sẽ không đạt được. Tiền Tử Hoa báo tin này làm Cố Vĩnh Bân gần như muốn điên lên. Việc này hoàn toàn khác so với suy nghĩ của y, chủ yếu là quan điểm của y khiến nhiều người tin tưởng. Bây giờ y nên đối mặt với những người đó như thế nào? Đám công ty bất động sản thì không sao nhưng người đứng sau lưng bọn họ thì mình nên nói như thế nào? Cố Vĩnh Bân đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên. Không phải chứ, mới đó mà đã có người gọi tới sao? Y ngẩn ra nhìn số hiện lên, y cảm thấy mình không biết nên đáp lại như thế nào. Là nói Triệu Quốc Đống có suy nghĩ khác hay đây là con bài chưa lật của hắn? Một lúc lâu sau điện thoại cuối cùng đã im đi. Cố Vĩnh Bân thở dài một tiếng đặt tay lên trán. Y rất muốn yên tĩnh một lúc nhưng y biết bọn họ sẽ không cho mình thời gian. Việc này liên quan tới lợi ích của quá nhiều người, trốn cũng không thể. Cầm máy, Cố Vĩnh Bân gọi lại. Chủ tịch Tề, chào ngài, tôi vừa nãy ở trên xe nên không nghe thấy ngài gọi. Cố Vĩnh Bân cố gắng làm giọng của mình bình tĩnh lại. Ừ, tôi đã biết, tôi vừa nhận được thông báo. Ủy ban thị xã còn chưa có nghiên cứu. Chẳng qua tôi nghe cục quy hoạch xây dựng nói với tôi, đây là ý của lãnh đạo chủ yếu. Đúng, thị xã chưa có quy hoạch rõ ràng các ban ngành chuyển đi đâu, chỉ nói sẽ khởi động trong thời gian tới. Ừ, lúc ấy có lẽ đã có ý tưởng là chuyển tới khu vực thuộc giai đoạn 2 của khu Giang Đông, nhưng tại sao bây giờ điều chỉnh quy hoạch thì tôi không rõ. Giọng điệu của Tề Hoa mặc dù ôn hòa nhưng Cố Vĩnh Bân vẫn nghe được vẻ khó chịu của đối phương. Y đành cẩn thận giải thích. Trong hội nghị thường trực ủy ban thì tôi sẽ đưa ra ý của mình. Nhưng tôi lo rằng Trung Dược Quân đã đồng ý với ý kiến của Triệu Quốc Đống cho nên. Không, không, Chủ tịch Tề, ngài hiểu lầm rồi. Tôi không phải không tự tin nhưng đó là sự thật. Tính của Trung Dược Quân thì ngài cũng biết, Triệu Quốc Đống thì ngài cũng hiểu. Có một số việc một mình tôi không thể tạo được tác dụng gì. Ừ, chỉ một mình tôi sợ không làm được chuyện gì. Dựa theo trình tự bình thường phải thông qua hội nghị thường trực ủy ban sau đó mới đưa sang hội nghị thường vụ thị ủy. Nhưng ngài cũng biết Trung Dược Quân là thị trưởng, hơn nữa y có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống, trên cơ bản ý của Triệu Quốc Đống thì y đều ủng hộ. Tôi có thể đưa ra ý kiến của mình nhưng chắc không có bao tác dụng. Cố Vĩnh Bân dần lấy lại bình tĩnh, không thể nghi ngờ đối phương mới là kẻ lo nhất. Chuyện đến nước này thì cần chính bọn họ đi cố gắng. Dù sao Ninh Lăng là đất của Triệu gia. Phải xem đối phương có thể làm Triệu Quốc Đống cúi đầu không. Nhưng theo Cố Vĩnh Bân hiểu về Triệu Quốc Đống thì sợ là rất khó. Dù là có nhân vật quan trọng hơn nữa đứng ra có lẽ cũng không có tác dụng gì. Triệu Quốc Đống phát hiện mình xem thường lực lượng của đối phương. Đúng như lời Trung Dược Quân nói, một khi chuyện liên quan đến lợi ích thì bất cứ lực lượng nào cũng có thể bộc phát, thậm chí áp đảo tất cả. Lực lượng này đúng là đủ mạnh, ngay cả mình cũng bị dao động chứ không nói mấy người Trung Dược Quân. Trúc Văn Khôi. Chính diện, đi vòng, hò hét, có thể nói chiêu thức gì cũng có thể thực hiện. Trước đó Triệu Quốc Đống cũng biết sẽ có phong ba không nhỏ, hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị tư tưởng. Nhưng hắn vẫn không ngờ lực lượng nhóm người kia tập trung lại mạnh đến thế. Không chỉ nhằm vào mình mà còn nhằm vào các hạng mục công việc của Ninh Lăng. Công trình nâng cấp quốc lộ cấp 2 từ Ninh Lăng, Nam Hoa lên cấp 1 vốn được Sở Giao thông thuận lợi thông qua nhưng bị gác lại ở hội nghị thường trực ủy ban tỉnh. Ngay cả đường cao tốc Ninh Đường, Ninh Thông cũng bị rơi vào quá trình nghiên cứu, lâu dài. Hạng mục sân gôn đường hồ vốn do Tương Uẩn Hoa hỗ trợ nên có tiến triển,
hội nghị thường trực ủy ban tỉnh đã nghiên cứu một lần, nghe nói có dấu hiệu thả lỏng nhưng bây giờ cũng không có âm thanh gì. Xem ra trong lúc nhất thời cũng không thể được thông qua. Làm Triệu Quốc đống tức tối chính là hạng mục điện phân Vân Lĩnh của tập đoàn Hâm Đạt lại bị chặn ngang ở lúc quan trọng nhất. Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia do Triệu Quốc đống thông qua Lôi Hướng Đông mà giao tiếp với một vị phó chủ nhiệm, qua đó cũng có vẻ sẽ buông ra. Nhưng Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia đưa ra điều kiện chính là tỉnh phải có thái độ rõ ràng, muốn Ủy ban Nhân dân tỉnh trình văn bản lên Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Đây vốn không phải việc nhỏ. Dù là anh em Chu Thị hay Triệu Quốc Đống đều có thể dễ dàng đối phó nhưng bây giờ lại đột nhiên khó làm. Ủy ban Nhân dân tỉnh mãi vẫn không hài lòng với kết quả xử lý trước đó của Ninh Lăng với Vân Lĩnh, chưa tạo được hiệu quả răn đe. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất tức giận. Hắn không ngờ một động tác lại chọc vào tổ ong vò vẽ đó, lại tạo ra sóng gió lớn đến thế. Rất nhiều lãnh đạo bí thư ủng hộ mình mà bây giờ lại im lặng. Ngay cả Dương Kính Quang cũng uyển chuyển đề nghị mình cần suy nghĩ rõ ràng, nắm giữ thời cơ và chừng mực. Bọn họ muốn gì, lật đổ ý kiến của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng sao? Triệu Quốc Đống lắc lắc chén rượu trong tay, rượu xoay tròn bốn phía như sắp đổ ra ngoài. Chỉ sợ bọn họ cũng biết việc này là không thể. Thị ủy ban đã thông qua, sau đó Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân và Đại hội đại biểu Nhân dân thị xã cũng thống nhất, bọn họ nếu muốn thay đổi là không thực tế. Trúc Văn Khôi lắc đầu nói. Ồ, nếu bọn họ biết không thể thì còn định làm gì? Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Bồi thường, tôi nghĩ bọn họ muốn như vậy. Trúc Văn Khôi có chút buồn bực nói. Trúc Văn Khôi nằm ở giữa không thể nghi ngờ là người khó khăn nhất. Thị ủy đã đề cử y làm thường vụ thị ủy lên tỉnh, đây có thể nói là bước rất quan trọng của y. Nhưng vì việc này có thể ảnh hưởng đến chức thường vụ thị ủy của y. Trúc Văn Khôi cũng hiểu rõ cách làm người của Triệu Quốc Đống, ở chuyện này Triệu Quốc Đống không bao giờ thay đổi quyết định. Dù về công hay tư, năng lực của Triệu Quốc Đống thì y hiểu rõ. Có lẽ lần này mình có thể vì đắc tội người bên trên làm mình mất vị trí thường vụ thị ủy nhưng y tin Triệu Quốc Đống sẽ có đền bù cho mình. Nếu mình lệch đi ở chuyện này thì kết quả sẽ càng kém đi dù mình có vào thường vụ thị ủy. Bồi thường gì? Triệu Quốc Đống cũng đoán được đôi chút. Bí thư Triệu. Ngài cũng biết giai đoạn 2 của khu Giang Đông có rất nhiều cơ sở vật chất chung chưa hoàn thiện, hơn nữa vài quy hoạch công cộng cũng chưa được chứng thực. Vì thế bọn họ hy vọng thị xã có thể ủng hộ bọn họ một chút, đây cũng là việc tốt cho cư dân ở các khu vực mà bọn họ đấu giá được. Trúc Văn Khôi cười khổ nói. Quyển 16, chương 76. Ba ngày sau hội nghị thường trực ủy ban thị xã Ninh Lăng do Trung Dược Quân chủ trì thông qua đề nghị của Phó Thị trưởng Trúc Văn Khôi và Văn Ngạn Hoa tiến hành xây dựng trường tiểu học thực nghiệm số 1 Ninh Lăng thuộc khu đất ở giai đoạn 2 khu Giang Đông, dự tính sau 2 năm sẽ hoàn thành xây dựng để thỏa mãn nhu cầu giáo dục ngày càng tăng của khu Giang Đông. Cùng lúc đó các cơ quan chức năng chủ yếu của Ninh Lăng cũng được quyết định chuyển tới khu vực phía đông núi Diệu Phong thuộc giai đoạn 3 của khu Giang Đông. Khu đất do các cơ quan chuyển đi sẽ được đấu giá. Xây dựng nhà xã hội, xây dựng thư viện, trung tâm văn hóa. Ý này được công bố trên đài truyền hình Ninh Lăng, Nhật báo Ninh Lăng. Trung Dược Quân đứng trước cửa sổ chăm chú nhìn hàng cây bên ngoài, đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gõ y mới quay lại. Thị trưởng Trung, khách ngài chờ đã tới. Ừ, mời anh ta vào. Trung Dược Quân gật đầu nói. Hoàng Hối Sinh tiến vào văn phòng Trung Dược Quân. Thị trưởng Trung, tôi không tới muộn chứ. Chủ tịch Hoàng ngồi đi. Việc kinh doanh vẫn tốt chứ? Trung Dược Quân ra hiệu đối phương ngồi xuống. Nhờ phúc của thị trưởng nên việc kinh doanh của chúng tôi vẫn tốt. Trung Dược Quân nói, bất động sản Hối Sinh là công ty bất động sản nổi tiếng hàng đầu tỉnh An Nguyên, bất động sản Hối Sinh tới Ninh Lăng chúng tôi phát triển đó là vinh dự cho Ninh Lăng chúng tôi. Nhìn nghiên cứu của Trung Dược Quân làm Hoàng Hối Sinh lại thấy như đang chế nhạo mình. Hoàng Hối Sinh khá quen thuộc với Trung Dược Quân. Theo y thấy Trung Dược Quân là người biết tự bảo vệ mình. Hoàng Hối Sinh thích qua lại với đám quan chức có thể có cùng lợi ích chung nhưng không có nghĩa y không kính trọng quan tốt thật. Theo y thấy Triệu Quốc Đống chính là một kẻ có dã tâm bò lên trên, đương nhiên cũng có bản lĩnh nhưng thủ đoạn của hắn quá độc. Trước thì đưa các nhà kinh doanh bất động sản lên mây, bây giờ lại đẩy xuống vực thẳm làm các nhà kinh doanh không có thời gian uống thuốc tim. Nếu không phải tin tức trường tiểu học thực nghiệm số 1 được đưa ra, Trung Dược Quân cảm thấy mình chỉ có thể hối hận vì tên kia quá độc. Nếu so sánh thì Trung Dược Quân thành thật hơn Triệu Quốc Đống nhiều. Sau nhiều năm tiếp xúc Hoàng Hối Sinh thấy Trung Dược Quân không có tật xấu gì, ít nhất sẽ không phải người tính kế, hắn thà muốn qua lại với lãnh đạo như vậy còn hơn.
thị trưởng Trung, anh đừng đào khổ chúng tôi. Chúng tôi tới Ninh Lăng chẳng qua chỉ là muốn kiếm miếng cơm, không dám nói có thể cống hiến gì cho Ninh Lăng và dân chúng Ninh Lăng, nhưng chúng tôi ít nhất cũng là người nộp thuế tuân thủ pháp luật, cũng có thể cống hiến một phần lực lượng cho tài chính Ninh Lăng mà. Hoàng Hối Sinh cầm cốc trà do thư ký mang vào, nói cảm ơn rồi thở dài nói. Nhưng nước Ninh Lăng quá sâu. Ha ha, Chủ tịch Hoàng, có chuyện gì làm anh buồn phiền như vậy? Trung Dược Quân đương nhiên biết tại sao Hoàng Hối Sinh oán giận. Hắc hắc, thị trưởng Trung, tôi không tin anh có thể không biết. Tim chúng tôi không khỏe nên không chịu nổi đả kích như vậy. Bây giờ mọi người đều kêu than, anh đi nhìn xem bây giờ ở các công trường còn có bao người chứ? Hoàng Hối Sinh cười khổ nói. Ồ, Chủ tịch Hoàng, đó là hành vi của các công ty, chính quyền thị xã chúng tôi không tiện can thiệp. Chẳng qua tôi phải nhắc một câu, hợp đồng chuyển nhượng đất có yêu cầu về thời gian. Anh cũng biết chính quyền Ninh Lăng có lệnh cấm về hành vi kéo dài, các anh không nên đi thử làm gì. Trung Dược Quân lạnh nhạt nói. Thị trưởng Trung, việc này chúng tôi đương nhiên biết, nhưng anh cũng phải cho chúng tôi đường sống mà đi chứ. Hoàng Hối Sinh giải thích. Chủ tịch Hoàng, đừng nói đáng thương như vậy được không? Tôi xuất thân từ đâu anh cũng biết, ngành các anh có trò gì chẳng lẽ còn giấu được tôi? Như vậy đi. Tôi có thể vỗ ngực nói, nếu nhà kinh doanh các anh mà thấy giá khu đất mình đấu thầu quá cao, cho rằng không có lãi thì tôi sẽ lập tức tìm được nhà đầu tư khác thay thế. Thế nào Chủ tịch Hoàng? Trung Dược Quân nhìn Hoàng Hối Sinh. Hoàng Hối Sinh lúc này mới nhớ ra Trung Dược Quân này trước làm phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng tỉnh, ngành bất động sản có thể nói là trong suốt đối với đối phương. Hắc hắc, thị trưởng Trung, ngài nói đùa rồi. Lúc này dù như thế nào cũng không thể bỏ cả vốn mà. Không kiếm tiền cũng phải lấy thể diện chứ. Mọi người đều có tâm lý này nên cố gắng chống đỡ. Hoàng Hối Sinh gãi đầu nói. Được rồi Chủ tịch Hoàng, chúng ta đừng đi vòng vo nữa. Anh gặp tôi có ý gì thì tôi cũng hiểu. Chúng ta quen nhiều năm như vậy, con người tôi anh cũng hiểu. Tôi có thể nói rõ với anh, giai đoạn 2 của khu Giang Đông không chỉ có trường tiểu học thực nghiệm số 1, hơn nữa còn có một trường trung học, một bệnh viện đã được xác định xây dựng ở khu vực này. Ngoài ra cũng còn có một loạt các công trình công cộng ở đây. Vì thế hy vọng các anh không nên phí công làm trò với ủy ban thị xã. Anh cũng biết thị ủy ban có quy hoạch của mình, tuyệt đối không vì ai, vì công ty nào gây sức ép mà có thay đổi. Vì thế tôi hy vọng các anh vứt gánh nặng trên vai rồi tự đi làm. Trung Dược Quân đứng lên nói với giọng khá ôn hòa nhưng vẻ mặt lại đầy kiên quyết. Tôi cũng hy vọng nhà kinh doanh kiếm tiền đúng lương tâm, không nên trông cậy vào thủ đoạn kiếm lãi quá lớn. Tôi có thể nói với anh rằng thị ủy ban Ninh Lăng không cho phép tồn tại chuyện ảnh hưởng tới lợi ích nhân dân. Hoàng Hối Sinh đi, Trung Dược Quân một lần nữa ngồi xuống ghế. Xem ra chiêu này đúng là làm các công ty bất động sản bị thương không nhẹ. Việc xây dựng nhà xã hội với quy mô lớn như thế nào, bố cục ở khu vực nào, xác định cho đối tượng nào vào ở chính là hướng đi cho thị trường bất động sản, đây đều là vấn đề mà các công ty bất động sản quan tâm. Đô thị hóa ở Ninh Lăng diễn ra với tốc độ cực cao nên đó là miếng bánh ngọt làm người ta thèm thuồng. Nhưng thị ủy ban Ninh Lăng lại thể hiện thái độ khác hẳn so với chính quyền địa phương khác. Trung Dược Quân trước còn lo lắng Triệu Quốc Đống sẽ hành động theo cảm tính, ở việc này sẽ khiến nhiều công việc của Ninh Lăng trở thành bị động. Ví dụ như mấy hạng mục giao thông thì không thể chậm trễ được, hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh cũng có dấu hiệu tan băng nhưng bây giờ lại bị gác lại. Nếu là như vậy cái được không thể bù nổi cái mất. Trung Dược Quân đương nhiên cũng biết Triệu Quốc Đống cũng có con đường của mình, nhưng dù hắn có Ứng Đông Lưu ủng hộ cũng không thể nào có việc gì cũng nhờ Ứng Đông Lưu ra mặt phối hợp hòa giải. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại có thủ đoạn đó, vừa hữu hiệu hóa giải mâu thuẫn với quần thể lợi ích kia, đồng thời cũng giữ được thanh kiếm khống chế giá nhà. Bây giờ hắn đá quả bóng sang chân đối phương rồi xem đối phương biểu hiện ra sao. Nếu đối phương có thể lui một bước thì bên này sẽ có thể tích cực tiến lên. Mà nếu đối phương tiếp tục rằng co thì bên này cũng có biện pháp khác, thậm chí có thể đẩy mâu thuẫn lên tầng cao hơn. Tới lúc ấy người phía sau không thể trách Triệu Quốc Đống không biết quy củ. Đương nhiên khả năng này rất khó xuất hiện, dù là bên nào cũng không muốn thấy tình huống đó xảy ra. Ừ, Quốc Đống, trong thời gian này làm rất tốt. Ứng Đông Lưu đột nhiên không đầu không đuôi nói, làm cho Hàn Độ và Dương Kính Quang ngẩn ra nhưng lập tức lại có phản ứng. Hàn Độ cười cười không nói. Dương Kính Quang nói. Đúng thế, cậu ta trưởng thành rất nhanh, bây giờ ứng phó mọi việc cũng dễ dàng hơn trước. Cho nên nói có khó khăn sẽ làm người ta trưởng thành, vào thường vụ tỉnh ủy sẽ có nhiều chuyện để mình phải tự xử lý.
Ứng Đông Lưu gật đầu nói. Lão Hàn, Lam Quang Sang Vĩnh Lương nhận chức, bộ máy Ninh Lăng đã xác định xong chưa? Ừ, tôi và Bí Thư Miêu đã thảo luận qua mấy lần, cũng đã trao đổi với Quốc Đống, về cơ bản đã có ý kiến thống nhất. Sơ bộ cho rằng do Tiêu Phượng Minh làm phó bí thư thị ủy, Bao Quốc Huy, Chánh thanh tra sở nội vụ tỉnh làm trưởng ban tổ chức cán bộ Ninh Lăng, chủ yếu phải xem ngài có ý kiến khác không? Hàn Độ nói. Ừ, tôi không có ý khác, chẳng qua anh cần nói chuyện với Bao Quốc Huy. Ninh Lăng đang là điểm sáng nhất trong sự phát triển kinh tế của tỉnh ta, đến Ninh Lăng làm trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy cần phải đứng ở góc độ đại cuộc mà suy nghĩ vấn đề, phải đoàn kết với bộ máy, đồng tâm hiệp lực đưa Ninh Lăng lên bậc thang mới. Tôi không hy vọng thấy bộ máy Ninh Lăng vì điều chỉnh mà có cục diện không hài hòa. Điểm này anh cần phải nói rõ. Ứng Đông Lưu rất ít khi dùng ngôn ngữ như thế này để nói với một vị cán bộ nào khi xuống dưới nhận chức cấp phó giám đốc sở. Tôi hiểu ý ngài. Hàn Độ gật đầu nói. Quyển 16, chương 77. Kính Quang, anh dục bên ủy ban tỉnh, nếu như chuyện đã xác thực thì cần nhanh chóng thông qua. Chỉ có 2 tháng nữa là hết năm, năm nay là năm khó khăn với cả nước. Tôi hy vọng tỉnh An Nguyên có biểu hiện tốt một chút. Ứng Đông Lưu hít sâu một hơi và nói. Ừ, tôi biết, tôi sẽ trao đổi với văn phòng ủy ban tỉnh, đốc thúc bọn họ nhanh chóng chứng thực. Dương Kính Quang biết ý trong câu nói của Ứng Đông Lưu. Dự án nâng cấp quốc lộ Nam Hoa, Ninh Lăng lên cấp 1 đã được Sở Giao thông nhanh chóng phê duyệt, bây giờ chỉ chờ ủy ban tỉnh có quyết định là khởi công, hai mùa đông xuân là thời gian tốt nhất để thi công, cần phải giành giật từng giây khởi động hạng mục này. Mà hai đường cao tốc Ninh Đường, Ninh Thông dùng phương thức vốn đầu tư theo hình thức BOT cũng đã được Hội nghị Thường vụ tỉnh ủy thông qua, đồng ý chấp nhận hai con đường này nhận vốn của kinh tế tư nhân. Bây giờ chỉ chờ ủy ban tỉnh yêu cầu Sở Giao thông thống nhất tiến hành. Nhưng mấy hạng mục này trong thời gian trước lại bị đình trệ lại. Ám chỉ này nói rõ chuyện trong phạm vi nguyên tắc thì Ứng Đông Lưu có thể mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng một khi vượt quá mức độ thì phải thay đổi. Bây giờ chẳng qua chỉ là cảnh tỉnh mà thôi. Nếu đối phương vẫn cố chấp thì bước tiếp theo không đơn giản là dục. Dương Kính Quang biết rõ tính cách của Ứng Đông Lưu ít khi phê duyệt việc cụ thể nhất là công việc bên phía chính quyền. Xem ra một loạt động tác mà Triệu Quốc Đống đã làm khiến cho Ứng Đông Lưu rất hài lòng. Tên Triệu Quốc Đống này càng lúc càng giỏi trong việc xử lý công chuyện, cũng phù hợp hứng thú của ích.